Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 96. Chương 951, Uy lực Đại Bác. Ngày trước để đối phó với loại công kích này thì biện pháp tốt nhất chính là dùng đá nặng đánh bẹp chúng. Nhưng hiện tại nàng có biện pháp rất tốt, thiên thượng nhân gian đã bí mật vận chuyển từ phong thành đến loại cương pháo cỡ nhỏ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, loại pháo kích này có thể để đối phó tầm xa thì thật sự là hay nhất. Nhân viên hắc ám tài phán của Thánh giáo đã tiếp nhận huấn luyện bí mật, thao tác trên những khẩu cương pháo này không phải là chơi. Để giảm thiểu thương vong cho hoàng thành thủ bị quân, Lý Hương Quân quyết định sớm đem đòn sát thủ này ra dùng. Nàng cười nói chuyện cương pháo cỡ nhỏ cho hai người. Hai người nghe Lý Hương Quân nói xong liền hưng phấn. Vương Đức Vọng vội vàng truy vấn, việc này có thật không? Đương nhiên là sự thật. Lý Hương Quân đắc ý nói, vốn mấy thứ này hiện tại ta còn chưa muốn lấy ra. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy à. Vương Đức Vọng trong lòng thầm nghĩ, đại bác này rốt cuộc là thứ đồ như thế nào, lẽ nào so với Hồng Y đại pháo còn lợi hại hơn à. Đúng lúc này, tham báo đến báo tin, nguyên soái, quân tiên phong của phản quân thất sát quân đoàn gồm 20 vạn đại quân định đột kích cổng Vĩnh Định. Vương Đức Vọng vội vàng truyền lệnh xuống để người thổi kèn cảnh báo. Tiếng kèn dồn dập trong nháy mắt đã vang xa, hoàng thành thủ bị quân đóng trên tường thành nghe được tiếng kèn lập tức chăm chú dựa vào tường thành. Mọi người lấy trường cung cầm tay chuẩn bị nghênh chiến đợt đột kích của tứ đại quân đoàn dưới thành. Một lúc sau, một trận vó ngựa cùng tiếng bước chân nặng nề trong đêm đen vọng đến. Bóng dáng của thất sát quân đoàn cũng càng lúc càng rõ ràng. Áng chừng sau nửa canh giờ, đội hình chỉnh tề của thất sát quân đoàn đã xuất hiện trên bãi đất trống không xa cửa Vĩnh Định. Chỉ thấy quân lính đông đúc như lang như hổ đang nhìn chằm chằm lên tường thành trước mắt. Vương Đức Vọng đã từng đảm nhiệm chức vụ ở tứ đại quân đoàn nên hiểu rất rõ sức chiến đấu của đám tướng sĩ này. Nhất là thất sát quân đoàn, đó là vương bài trong các vương bài, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thật sự là khó đối phó à. Cũng may lão đang chiếm địa lợi, có tường thành cao lớn ngăn cản nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không thể công chiếm thành được. Thừa dịp này, Vương Đức Vọng vội vàng dục Lý Hương Quân. Mong muốn nàng theo lời có thể đem cương pháo cỡ nhỏ ra dùng đúng lúc đúng chỗ. Không tốt, bọn họ định công thành. Ngay khi Trương Tử Ngưu kêu lên kinh ngạc, một loạt xe xung kích lớn từ trong thất sát quân đoàn xếp thành đội hình từ phía sau chậm rãi lên trước. Có chừng hơn 10 xe xung kích, hơn nữa toàn thân bọc sắt lá so với trước đây còn cứng rắn hơn, bền vững hơn. Hoàng thành thủ bị quân luôn ở dưới chân thiên tử nên rất ít khi tham chiến. Hôm nay đại chiến sắp tới, trong lòng của bọn họ vẫn còn có chút kinh hoàng và thấp thỏm. Trong lòng mọi người đều rõ, một khi thất, sát quân đoàn xông lên công phá cửa thành thì phiền phức cực lớn. Bất hảo, tứ đại quân đoàn cũng cho Hồng Y đại pháo xuất trận. Lúc này càng làm cho mọi người kinh khủng là chuyện vừa thấy từ trong trận của thất sát quân đoàn từ từ đẩy ra 20 khẩu Hồng Y đại pháo. Trương Tử Ngưu lo lắng hỏi, tại sao có thể? Ta làm sao lại quên trong tay tứ đại quân đoàn còn có Hồng Y đại pháo? Cái này cũng không phải là xe xung kích, chúng không cần đến sát. Chỉ cần trong vòng tầm bắn là có thể bắn phá mục tiêu, đại nhân không cần phải lo lắng. Vương Đức Vọng nhìn kỹ, phân tích, Hồng Y đại pháo tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng tầm sát thương rất ngắn. Chúng ta chỉ cần đứng trên cao nhìn xuống rồi phòng ngự tốt không cho Hồng Y đại pháo đến gần thì bọn họ không phá được tường thành. Hơn nữa tường thành này kiên cố, trừ phi là liên tục pháo kích cùng một chỗ, bằng không cũng sẽ bình yên vô sự. Trương Tử Ngưu nghe vậy liền thở phào nói rằng cũng không biết Lý Hương Quân bao giờ có thể đem tiểu cương pháo đến. Yên tâm, có lẽ cũng không lâu lắm đâu. Vương Đức Vọng trấn an. Mắt thấy tứ đại quân đoàn bày trận công thành, Vương Đức Vọng trong lòng kỳ thực rất lo lắng. Trong lòng lão thầm nghĩ, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ tiếp cận tường thành. Bằng không hậu quả sợ rằng thiết tưởng không, chịu nổi. Nghĩ tới đây, lão vội vàng hạ lệnh, chỉ cần chú ý Hồng Y đại pháo không cho tiếp cận tường thành ba trượng để tránh việc ngoài ý muốn. Bắt đầu dùng nỏ mạnh mẽ công kích bắn chết người đẩy xe. Phó tướng nghe xong mệnh lệnh nguyên soái, lập tức trực tiếp chạy vội đi truyền đạt mệnh lệnh của Vương Đức Vọng. Đúng lúc này, thất sát quân đoàn đã bày xong trận thế, bắt đầu nổi trống trận chuẩn bị công thành. Tiếng kèn cùng tiếng trống rung trời, khiến trong lòng hoàng thành thủ bị quân lay động không khỏi lần thứ hai lại căng thẳng. Mấy người binh lính nhát gan trong lúc căng thẳng bắn tên ra ngoài cắm xuống đất.
Vương Đức Vọng thấy tình cảnh đó cảm thấy lo lắng không ngớt, vội vã đi tới cạnh tường thành, trầm giọng quát thủ bị quân trước mặt, chú ý, tất cả mọi người bình tĩnh. Chúng ta chiếm địa lợi, có ưu thế trên cao nhìn xuống nên không có bất luận thương vong gì. Mọi người bình tĩnh lại, nghe hiệu lệnh của ta mới được bắn tên. Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Vương Đức Vọng vung tay hô to một tiếng. Nghe được Vương Đức Vọng răn dạy cùng cổ vũ, tâm trạng các tướng sĩ thư thái rất nhiều. Một ít binh sĩ thấy thất sát quân đoàn chưa tấn công, nhân cơ hội đem cung trong tay lau đi mồ hôi để tránh khỏi lỡ tay khi bắn tên. Đối với việc Vương Đức Vọng cổ vũ sĩ khí như vậy, Trương Tử Ngưu không khỏi bội phục mà gật đầu nói rằng nguyên soái không hổ là đại tướng trốn chiến trường, lão hủ tự thấy không bằng. Trương Tử Ngưu lúc trước cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vương Đức Vọng nhịn không được thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng thất sát quân đoàn thì trong quân toàn là tinh anh, còn hoàng thành thủ bị mà trong tay ta đại bộ phận là binh lính cả đời không đánh trận nào. Ngày hôm nay bọn họ có thể biểu hiện như vậy thì ta đã rất vui mừng rồi. Vương Đức Vọng bất đắc dĩ, điều này kỳ thật trong lòng Trương Tử Ngưu cũng vô cùng rõ ràng. Thân là nội các đại thần tuy rằng không quản chuyện quân vụ, thế nhưng lão đã ở trong kinh đô lâu nên đối với tố chất của hoàng thành thủ bị quân thì cũng rất rõ ràng. Thời tiền nhiệm trước Vương Đức Vọng, đám quân đó chỉ là tuần tra ở trong thành bắt bớ một vài tên côn đồ, duy trì một chút trị an mà thôi, đâu có trải qua trận thế lớn như vậy. Cũng chính thời gian một năm mà thôi, Vương Đức Vọng mới rèn luyện bọn họ có chút dáng vẻ lính chiến. Đương nhiên, so với quân tinh nhuệ của tứ đại quân đoàn thì còn kém rất xa. Sát! Sau tiếng gầm lớn của chủ soái thất sát quân đoàn, đám lính cầm thuẫn đứng ngay hàng đầu đã bắt đầu chậm rãi tiến lên, ngay sau lớp lính cầm thuẫn là cung tiến thủ. Một cuộc chiến công thành lập tức chính thức được triển khai. Mắt thấy thất sát quân đoàn bắt đầu chính thức công thành, Vương Đức Vọng lập tức quay sang tả hữu hai bên hoàng thành thủ bị quân quát lớn. Đã tới lúc vì nước cống hiến, tất cả mọi người giữ vững tinh thần cho ta. Kẻ nào sợ hãi, giết không tha. Lệnh Vương Đức Vọng vừa ban ra, hoàng thành thủ bị quân nhất thời cùng hô to, tất thắng, tất thắng. Khi thất sát quân đoàn chậm rãi đến gần, cung tiễn thủ của hoàng thành thủ bị quân rốt cục cũng bắn ra. Cuộc chiến bảo vệ kinh đô cuối cùng đã chính thức triển khai. Điều đáng tiếc là do cự ly quá xa nên lực sát thương của cung tên không đủ, căn bản là không cách nào phá vỡ tấm chắn này. Ngay lúc nguy cấp đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Ngay sau đó trong đội hình tấn công của thất sát quân đoàn có vụ nổ tung. Lập tức có vài cái xe xung kích bị hủy. Mọi người không nên hoảng, tiểu cương pháo tới. Vương Đức Vọng theo tiếng nói nhìn lại. Lý Hương Quân đã mang theo nhân viên hắc ám tài phán dưới trướng đang vác vai tiểu cương pháo chạy đến. Quả đạn pháo lúc trước là nhân viên hắc ám tài phán bắn thử một quả đạn pháo. Vương Đức Vọng thấy tiểu cương pháo lại có uy lực lớn như vậy liền sợ ngây người vội vàng chạy tới. Lão nói với Lý Hương Quân nói rằng, nhanh, nhanh lên một chút chỉ huy người của ngươi bố trí phòng vệ, bốn cửa thành đều phải bố trí tiểu cương pháo. Yên tâm, cũng đã sắp xếp rồi, ba cửa thành còn lại mỗi nơi 20 tiểu cương pháo. Cửa Vĩnh Định ở đây tổng cộng có 40 tiểu cương pháo. Một tháng sau, Phong Hy sẽ từ Vân Mộng Trạch trở về, đến lúc đó hắn chỉ huy thần thánh quân đoàn đến đây trợ chiến. Lý Hương Quân cười giải thích một chút. Tại sao phải một tháng, thần thánh quân đoàn hành quân thần tốc hẳn là trên dưới 10 ngày là có thể chạy tới kinh đô mới đúng. Vương Đức Vọng có chút nghi vấn. Lý Hương Quân cười giải thích, không sai, thần thánh quân đoàn đích xác 10 ngày sau là có thể chạy tới. Nhưng mà có một số việc cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi quên Yến Vương rồi sao? Vương Đức Vọng nhíu mày căng thẳng vội vàng hỏi, ngươi nói là Yến Vương cũng sẽ phát binh đến đây cần vương. Đó là khẳng định. Lý Hương Quân vừa cười vừa nói, Yến Vương sao lại ngồi xem kinh đô thất thủ mà mặc kệ. Ta nghĩ trong vòng ít ngày nữa, dù sao hắn sẽ phát binh cần vương để tùy cơ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, khống chế kinh đô. Ta hiểu được, ý của ngươi là, trước hết để cho Tĩnh Vương ra cùng Yến Vương chó cắn chó, sau đó chúng ta ngồi ngư ông thủ lợi. Thế nhưng Tĩnh Vương ra cùng Yến Vương không phải người ngu. Bọn họ không có khả năng điểm ấy cũng nhìn không thấy a. Vương Đức Vọng có chút lo lắng. Đạo lý ai cũng rõ, thế nhưng có đôi khi biết rõ đạo lý nhưng sẽ làm ngược lại. Do lợi ích trước mặt quá lớn ai có thể giữ được bình tĩnh. Một khi người ta điên lên thì cái gì cũng quên. Có điều chúng ta phải bảo đảm trong vòng một tháng kinh đô không mất. Nhất định phải khiến Tĩnh Vương gia cùng Yến Vương đấu đá nhau ở bên ngoài kinh đô.
Lý Hương Quân trầm giọng nói. Chỉ cần viện binh của Nhạc Soái có thể đến đúng lúc thì ta nghĩ cho dù Yến Vương cùng Tĩnh Vương gia liên thủ chúng ta cũng có thể giữ được một tháng. Vương Đức Vọng tràn đầy tự tin nói. Tốt. Lý Hương Quân cười nói. Chúng ta còn có bất tử chiến sĩ của Thái tử Phi Điện Hạ và Tả Long vệ quân do nàng nắm giữ. Vương Đức Vọng liền nở nụ cười, càng thêm không thành vấn đề a. Nói tới chỗ này, lão cười ha hả dặn dò pháo thủ cương pháo, mọi người nhắm ngay địch mà bắn, tiết kiệm đạn pháo một chút. Nhân tài, Phong Nhi thực sự là nhân tài a. Thật sự là nghĩ không ra, một khối sắt nhỏ như vậy có thể sản sinh uy lực lớn thế, hơn nữa tầm bắn rất xa. Thứ này còn hơn Hồng Y đại pháo, thật sự là mạnh hơn nhiều. Thất Sát tướng quân thấy đối phương đột nhiên lấy ra vũ khí kiểu mới uy lực cường đại khiến bên mình thương vong thảm trọng thì vội vàng hạ lệnh thu binh để thương nghị đối sách. Thấy thế, hoàng thành thủ bị quân trên tường thành liền vang tiếng hoan hô. Trương Tử Ngưu vội vàng cáo từ nói, các vị, ở đây cứ nhờ các ngươi. Ta trước tiên đem tin tức thắng lợi nói cho bệ hạ, để cho ngài cũng bớt lo. Kinh đô khai chiến rồi, còn ở Vân Mộng Trạch cũng là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Sau trận đại chiến thì đoạn long thạch của Vân Mộng Trạch được phong ấn. Trong tình huống đó thì Vân Mộng Trạch và bên ngoài không cách nào liên hệ. Cho nên Lưu Phong cũng không biết tình huống ở Kinh Đô. Còn Phong Thành và Thiên Thượng Nhân Gian cũng không biết tin tức của Lưu Phong. Lưu Phong vẫn tương đối yên tâm với nữ nhân của mình. Thiên Thượng Nhân Gian ở Kinh Đô có Lý Hương Quân cùng Khuynh Quốc. Trong triều có Vương Đức Vọng, Trương Tử Ngưu, Ân Nguyên Đạo, Nhạc Tử Lân, Tình Nhi, Thái Tử Phi, Vương Đông Đông. Những người này tùy nơi đều là nhân vật trọng yếu, có bọn họ trợ giúp, tất cả đều không cần quan tâm. Hơn nữa tại Phong Thành, có Lãnh Nguyệt Tiên Sinh tự mình tọa trấn, ngoài ra còn có nữ nhân của mình Ân Quý Phi, Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi, Tố Nương, Bạch Vũ, Ái Lệ Ti, Ba Ba Lạp nên tất cả chuyện cũng đều không cần quan tâm. Lưu Phong chỉ chờ sau khi kết thúc tu chân đại hội sau khi kết thúc thì đi thu thập tàn cục, một kiếm bình thiên hạ. Đương nhiên, có thể rời Vân Mộng Trạch hay không thì đây vẫn là một điều ẩn số. Tuy rằng Lưu Phong đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng đối phương dù sao cũng là tuần thiên sứ giả có địa vị lớn, tu vi cao, còn có thế lực cường đại ở phía sau. Trước khi sự việc kết thúc, tất cả cũng không vui mừng quá sớm. Ngày mai Thiên Lôi kiếm xuất thế tại Huyền Tâm Chánh Tông. Lưu Phong chuẩn bị mời Đại sư Tôn, đại diện cho Phiêu Miểu Cốc đi đoạt kiếm, tiện đường vì sư môn biểu hiện chút thực lực cường đại. Đại sư Tôn sau khi nghe Lưu Phong nói, suy nghĩ một chút, quay đầu đi hờ hững nói rằng, ngươi cứ ngồi đây, chuyện này ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Chương 952, diễn lại trò cũ, Đại sư Tôn xong. Chuyện tốt như vậy, ngươi còn lo lắng gì? Lưu Phong nhíu mày nói, nếu thực sự không được thì ta đành hy sinh nhan sắc ở cùng người một đêm, coi như là thù lao, ngươi đồng ý không? Lưu Phong cười cười mờ ám, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của Đại sư Tôn. Ngươi đồ vô sỉ kia, ngươi còn muốn lăng nhục ta sao? Đại sư Tôn tức giận đến nỗi bộ ngực sữa run lên, chỉ vào mặt hắn nói, hôm nay nếu ngươi lăng nhục ta nữa thì ta liền chết cho coi. Nữ nhân khi yêu thường hay nói ngược, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Nói không chính xác a, có khi lại đang chờ để ta lăng nhục a. Lưu Phong hì hì cười, đặt mông ngồi ở bên phải Đại sư Tôn, cười nói, ta là đồ vô sỉ, người nói chuyện đó làm gì? Nhưng mà chuyện đoạt Thiên Lôi kiếm cũng không thể chậm trễ. Ta nói Đại sư Tôn à, người đừng có đánh trống lảng nha, đó không phải là điều người đang suy nghĩ. Lưu Phong có ý định khiêu khích, kỳ thực việc cũng là bình thường. Là nữ nhân cũng cần có sinh lý à. Đại sư Tôn Tần Thủy Giao nghe vậy tức cũng không được, cười cũng không được. Tại sao trước đây không nhìn ra tiểu quỷ này lại là một kẻ vô sỉ dâm đãng đội lốt cừu non a? Nàng chua xót lắc đầu, trừng mắt liếc hắn rồi đứng dậy đi tới cửa sổ không để ý tới hắn. Lưu Phong cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, khẽ ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Đại sư Tôn từ phía sau. Mái tóc cao cao đen bóng, một cây châm gài đầu bằng ngọc hình phượng hoàng cài ngang tại búi tóc, có vẻ cao quý trang nhã. Toàn thân bạch sắc y phục, làm lộ ra vóc người hoàn mỹ. Nhất là cái mông cùng kích thước eo lưng tương phản, thật sự là cực kỳ mê. Người, Phong Nhi, nếu như chúng ta đoạt kiếm thì sẽ cùng Huyền Tâm Chánh Tông trở thành tử thù. Tần Thủy Giao suy nghĩ một chút. Quay đầu lại, đã thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm hạ thân mình, liền nổi giận, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngắm mông mỹ nữ,
Lưu Phong vẻ đầy thản nhiên. Trong đầu đã hiện ra tình cảnh đại sư Tôn Uyển Chuyển hầu hạ dưới khố mà trong lòng không khỏi rung động. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Lưu Phong, trong lòng đại sư Tôn không nhịn được hoảng loạn. Lưu Phong cười hắc hắc, nhìn người căng thẳng hình như ta chưa có làm gì à. Chẳng qua ta cứ theo nguyên tắc thưởng thức cảnh đẹp mà ngắm một chút à. Đừng hiểu lầm. Đại sư Tôn, ta nói có điều không phải, người là một tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa lại có vóc người gợi cảm nóng bỏng, thật sự là vưu vật nhân gian. Đều là tình nhân trong mộng của nam nhân. Đại sư Tôn nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được hừ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi. Bởi vì ta cũng là nam nhân là nam nhân. Lưu Phong vô lại nói, hơn nữa còn là người đàn ông đầu tiên của người. Đại sư Tôn chừng hắn liếc mắt. Trên mặt hơi có chút tức giận, hừ nói, sự tình trước kia ít nói thôi, bằng không ta dở mặt. Dở mặt, xoay người a. Lưu Phong cười hắc hắc, đứng dậy đi tới. Hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nữ nhân trên người nàng truyền đến, lại trông thấy thân thể nàng đầy áp khêu gợi. Trong đầu lần nữa hiện ra bờ mông tuyết trắng của nữ nhân, trong lòng lại được voi đòi tiên. Đại sư Tôn, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước đại sư Tôn cưỡi ở trên người của ta. Đại sư Tôn tức giận đến hung hăng đánh hắn một quyền, ngươi tên vô lại, ngươi dám nói bậy nữa, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiểu tình nhân, ta lại giúp ngươi một lần nữa nha. Âm thanh bạch khiết xuất hiện trong đầu Lưu Phong, sau lần này, Tần Thủy Giao liền sẽ không chống cự ngươi nữa. Chinh phục nữ nhân cách hay nhất là dùng bạo lực. Ta có thể cảm giác được Tần Thủy Giao đã nhiều năm kiềm chế rất mạnh mẽ. Thế nhưng nàng là một người có khả năng ổn định, có lý trí. Dù gặp việc khó nhẫn nại thế nhưng nàng vẫn có thể nhịn được. Nói xong bạch khiết ẩn thân chạy ra hướng phía Tần Thủy Giao bắn bột thần tiên tiêu diêu tán giúp nàng trợ hứng. Tốc độ dược tính phát tác rất nhanh. Tần Thủy Giao ngẩng đầu hỏi Lưu Phong, ngươi có cảm thấy nóng quá không? Lưu Phong âm thầm cười, xem ra chính mình phải lợi dụng cơ hội đêm nay để triệt để chinh phục đại sư Tôn. Kỳ thực Lưu Phong rất hiểu Tần Thủy Giao, nữ nhân này rất mạnh miệng, cho dù có nghĩ tới thì cũng không nói ra. Kỳ thực, thân thể của nàng đã bị hắn bắt làm tù binh. Ngay hôm trước hắn được Khuynh Thành báo tin, nói là đại sư Tôn tự sướng sau đó có hô tên của hắn. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, nàng luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, làm ra vẻ cái gì cũng không có. Ngày hôm nay, hắn phải triệt để đánh tan tính rụt rè của nàng. Tần Thủy Giao lúc này đã tự vạch cổ áo, mình để lộ ra một phần bộ ngực sữa nhẵn nhụi trắng nõn. Còn trái sơ di mê người càng khiến Lưu Phong động tâm. Phong Nhi, ta nóng quá. Bạch Khiết lần này tung ra dược lực tương đối nhẹ, vì vậy Tần Thủy Giao cũng không mất hết lý trí, dược lực chỉ giúp nàng thả lỏng tâm tình. Phong Nhi, nóng quá, thân thể thật là khó chịu. Tần Thủy Giao đã cởi hết áo, chỉ còn lại có cái yếm bạch sắc, đôi bưởi mê người theo nhịp đập trái tim không ngừng rung động, phảng phất muốn dãy giụa từ trong lồng ngực nhảy ra. Gương mặt xinh đẹp của Tần Thủy Giao ửng đỏ tươi tắn đầy ham muốn đôi lúc hiện ra đầy gợi cảm. Quá kích động, nàng thậm chí ôm lấy tay Lưu Phong gần như rên rỉ kêu lên, Phong Nhi, thật là khó chịu, giúp ta. Nói xong, nàng đưa hai tay bắt đầu giải phóng y phục cho Lưu Phong. Đại sư Tôn, đó là người chủ động nha. Lưu Phong cười hắc hắc, bỗng nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhân thể cởi bỏ nốt cái yếm của nàng làm cho đôi thỏ bạch hoàn toàn nhảy múa ở trong không khí. Hôn ta, Tần Thủy Giao mạnh mẽ ôm lấy Lưu Phong, môi anh đào nóng như lửa lập tức đã bịt kín miệng hắn, còn cái lưỡi đinh hương bắt đầu tìm tù binh. Ta phải, Tần Thủy Giao đã hoàn toàn giải phóng nốt, có điều hôn môi không sao thỏa mãn nội tâm của nàng đang trống rỗng và tịch mịch. Nàng quật ngã Lưu Phong cưỡi trên người của hắn, nhấc cái mỹ đồn nhằm đúng tên ra hỏa ngang ngạnh mà ngồi xuống, thân thể điên cuồng nhấp nhổm. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy thấy Tần Thủy Giao vẫn đang ngủ say bên người Lưu Phong, mái tóc đen nhánh rơi lả tả trong ngực Lưu Phong. Cánh tay trắng ngần ôm chặt cổ hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Lưu Phong nỗ lực nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Hắn không nhớ rõ cuối cùng thì tối hôm qua lộng bao nhiêu lần. Nói chung, đại sư Tôn không ngừng đòi hỏi cho đến khi cả người nàng không còn một chút khí lực mới thôi. Thân thể mềm mại của Tần Thủy Giao khẽ giật mình, môi anh đào thốt ra lời nói mê như nỉ non. Có thể thấy được ngày hôm qua nàng thực sự rất thoải mái. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Một thanh âm nữ tử đứng bên ngoài vọng vào, đại tỷ. Đại tỷ, Phong Nhi các ngươi có ở trong không? Mở cửa, chúng ta tìm Phong Nhi có việc gấp.
Có người nói tiên linh môn buổi trưa hôm nay sẽ đến. A, à, Đại sư Tôn đang trong mộng giật mình tỉnh giấc. Nhìn kỹ thấy Lưu Phong đang bên cạnh, hơn nữa hai tay mình còn thân mật quàng cổ hắn. Nhìn lại đống hỗn độn trên giường, nàng liền giật mình một cái, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ngươi làm gì ta? Tần Thủy Giao lập tức thất kinh hỏi. Lưu Phong uể oải nghiêng người một chút, thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói thì là người làm gì ta? Ngươi chắc không quên là mình lại một lần nữa cường bạo ta. Thân làm đệ tử của người, ta không dám có chút phản kháng. Tùy ý để người chà đạp ta. Nghe Lưu Phong nói vô sỉ, Tần Thủy Giao hận không, thể trên cắn hắn một miếng. Thế nhưng bình tĩnh cẩn thận nghĩ lại thì ngày hôm qua thật đúng là nàng chủ động. Trên thực tế, đích xác nàng rất sảng khoái, rất thoải mái. Đối với loại sự tình ngày hôm qua thì trong khoảng thời gian này, nàng hy vọng mọi chuyện cứ mãi mãi như thế. Nhìn Lưu Phong lõa lồ, tim Đại sư Tôn đập nhanh hơn mà vô cùng bối rối, cần phải làm gì cho tốt đây. Nghe thanh âm bên ngoài gõ cửa thì đúng là Thủy Mị Nhi. Nếu bị nàng biết, sau này mình sao có thể gặp người đây? Đại tỷ, người ở đâu? Âm thanh Thủy Mị Nhi có vẻ cấp bách như là có việc gấp thật. Tần Thủy Giao ổn định tâm tình của mình một chút, rồi ra sức trấn tĩnh nói rằng, Mị Nhi, muội trước tiên chờ một chút, ta mặc quần áo tử tế sẽ ra. Nhìn vẻ mặt phản đối của Lưu Phong, Đại sư Tôn muốn rớt nước mắt vội vàng đẩy vai hắn nói như cầu xin, còn không rời giường. Ngươi mau mặc quần áo tử tế, tìm một chỗ trốn đi, nghìn vạn lần đừng cho nhị muội biết tối hôm qua. Ngươi ở chỗ này của ta, Tần Thủy Giao bây giờ nào còn có sĩ diện gì nữa. Nàng cảm giác chuyện mình cùng Lưu Phong nếu bị người biết thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị nàng tại Phiêu Miểu Cốc. Hơn nữa, nàng có lần trước mặt ba vị muội muội tỏ ra không hề thích Lưu Phong. Hôm nay việc này xảy ra thì không phải nàng tự vả mình sao? Nàng vô cùng lo lắng chuyện mình cùng Lưu Phong bị Thủy Mị Nhi thấy. Lưu Phong cố ý nói rằng, Đại sư Tôn, người sợ nhị sư Tôn đến đây bắt kẻ thông dâm. Sợ cái gì? Tất cả mọi người là người một nhà. Yên tâm, trời sập xuống có ta đỡ. Đại sư Tôn vừa thẹn vừa vội, nắm chặt tiểu bổng bổng của Lưu Phong uy hiếp, nếu ngươi không nghe ta, ta liền vặn gãy. Người bỏ được sao? Lưu Phong không hề nóng nảy, cười cười mờ ám, nếu người vặn gãy bảo bối này, về sau làm sao có thể hưởng thụ. Nghe Lưu Phong nói như thế thì quả thực Tần Thủy Giao có luyến tiếc. Đừng xem nàng làm hình dạng hùng hổ, kỳ thực nàng rất thích tối hôm qua với ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó hô to đến thỏa thích, sau này nếu thực sự không được hưởng thụ như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ. Nhị, Lưu Phong đứng dậy đang muốn hô to, lại bị bàn tay nhỏ bé của Tần Thủy Giao bịt miệng. Nàng lo lắng nhỏ giọng nói rằng, không nên kêu, ta van ngươi a, đừng cho Mị Nhi biết. Nói xong, nàng thậm chí cấp bách muốn khóc. Lúc này Tần Thủy Giao đâu còn có là một nữ nhân mạnh mẽ. Thấy Đại sư Tôn gấp đến độ trong mắt tràn đầy nước mắt, Lưu Phong hơi động tâm. Vốn định nghe lời nàng, thế nhưng liền nghĩ lại, sao không nhân cơ hội này dạy bảo một chút. Nghĩ tới đây, Lưu Phong thấp giọng cười nói, Đại sư Tôn, muốn cho ta nghe lời người không khó, nhưng mà người phải đáp ứng ta một điều kiện. Bằng không ta liền bắt đầu hô lớn, ta dám cam đoan, âm thanh của ta, toàn bộ thiên thượng nhân gian đều có thể nghe được. Đại sư, Tôn nghe vậy, thì sợ hãi, dưới tình thế cấp bách bèn hung hăng cấu tay hắn mà rớt nước mắt, người. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kỳ thực rất đơn giản. Lưu Phong đưa mắt nhìn đến Hùng Phong giữa hai chân, vừa cười vừa nói, Sư Tôn, ta mong muốn người có thể sử dụng mồm. Như tối hôm qua, ta nghĩ, ý của ta thì người cũng hiểu. Mơ tưởng. Tối hôm qua Tần Thủy Giao sung sướng ngập trời, tự nhiên chuyện gì đều cũng làm được. Thế nhưng lúc này lý trí lấn áp tình cảm, hơn nữa ngoài cửa lại có Thủy Mị Nhi gõ cửa, nàng làm gì còn cảm xúc. Tùy người, ta bắt đầu hô, Lưu Phong ra vẻ sẽ hô to, chớ, ta. Ta nguyện ý. Tần Thủy Giao thoáng do dự một chút, nước mắt lại nhỏ xuống, dưng dưng đồng ý. Nàng cưỡi lên thân thể Lưu Phong, vùi đầu vào hai chân hắn, bắt đầu phun ra nuốt vào. Lưu Phong khẽ ngẩng đầu liền có thể thấy mỹ mông tuyết trắng của Đại sư Tôn, tâm thần không khỏi lại lần nữa nhộn nhạo, liền đưa tay lướt nhẹ qua. Thân thể Đại sư Tôn dường như bị điện giật, run rẩy không ngớt. Đại tỷ, có khỏe không? Tỷ nói trước cho ta biết Phong Nhi có ở đây hay không? Ngoài cửa lại lần nữa vọng đến âm thanh của Thủy Mị Nhi. Tần Thủy Giao lúc này như bị lạc đường, nghe thấy tiếng của Thủy Mị Nhi,
Nàng vội vàng phun lò lửa ra hô, không có, nếu không muội đi nơi khác tìm xem. A, à, đang nói còn chưa xong, ngón tay Lưu Phong đã đi vào. Tần Thủy Giao nào có thể nhịn được, rên rỉ một tiếng. Để ngăn chặn miệng mình, nàng lại lần nữa đem vật nóng bỏng kia ngậm trong miệng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Thủy Mị Nhi đi khỏi. Khoảng chừng một khắc sau, Thủy Mị Nhi lại quay lại. Lại lần nữa gõ cửa, thân thể Tần Thủy Giao run lên bần bật rồi lại tiết thân. Còn Lưu Phong thấy cảnh này cũng cực kỳ kích thích, sảng khoái tới cực điểm, được Tần Thủy Giao lộng bằng miệng. Sửa sang y phục qua loa, Tần Thủy Giao vội vàng nói, ngươi mau trốn đi, ta ra mở cửa. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 953, động tĩnh trong ổ chăn. Lưu Phong chiếm được chỗ tốt thì thái độ đương nhiên thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ hiên ngang lẫm liệt, sư tôn, giờ không có chỗ nấp. Như vậy đi, ta giúp người một chủ ý, ngươi cũng đừng rời giường cứ trùm kín chăn còn ta trốn ở trong chăn. Người nói với nhị sư tôn là ngày hôm nay người không muốn rời giường. Ta nghĩ nhị sư tôn cũng không có khả năng nhấc chăn của người lên xem. Trên mặt đại sư tôn nổi lên một vầng đỏ ửng, có chút lo lắng, như vậy được không? Đương nhiên là được. Nói xong, Lưu Phong dựa theo âm thanh Tần Thủy Giao nói, Mỹ Nhi, muội vào đi. Nói xong, từ người hắn phát sinh một đạo kình khí vô hình mở cửa ra. Toàn bộ quá trình rất nhanh, căn bản là Tần Thủy Giao không kịp ngăn cản. Thậm chí y phục nàng cũng không mặc kịp. Cánh cửa mở ra, Thủy Mị Nhi cứ thế đi vào. Tần Thủy Giao đè đầu Lưu Phong, vội vàng đẩy hắn vào trong ổ chăn. Đại tỷ, sao tỷ vẫn chưa rời giường à? Thủy Mị Nhi sau khi tiến vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nói, Phong Nhi quả thực không có ở đây à? Nhìn Thủy Mị Nhi mà Tần Thủy Giao nóng mặt giả vờ hờn giận nói rằng, Phong Nhi tại sao lại ở phòng của ta, muội sao không đến chỗ Đình Nhi tìm xem? Đi tìm rồi, cũng không có. Thủy Mị Nhi đi tới cẩn thận quan sát nàng cười duyên nói, Đại tỷ, thế nào mà mặt đỏ vậy? Có đúng là do tu luyện gây ra? Tần Thủy Giao vừa mới ổn định tâm tình, nghe Thủy Mị Nhi nói như thế thì lập tức tim đập nhanh hơn, mặt đỏ chẳng phải là hậu quả kích tình sao? Tần Thủy Giao vội vàng nói, không có gì đáng ngại, ta có thể xử lý. Ân, dĩ nhiên với tu vi đại tỷ, muội nghĩ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủy Mị Nhi mỉm cười, mắt cố tình quét qua ổ chăn. Tuy rằng Tần Thủy Giao đã che rất kín, thế nhưng nàng vẫn thấy được thân thể trần truồng của Tần Thủy Giao. Hơn nữa, nàng liền kết luận trong ổ chăn tuyệt đối còn có người nữa. Khuynh Thành tiểu nha đầu kia đã canh chọn một đêm, tuyệt đối không sai được. Đại tỷ, nếu Phong Nhi không ở đây thì muội cùng tỷ nói chuyện một chút đi. Thủy Mị Nhi nói liền đi tới, đại sư tôn hoảng hốt nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Không phải nói tìm Phong Nhi có việc gấp sao, còn không đi tìm mau. Tần Thủy Giao cuối cùng cũng nhớ tới cớ để nàng ta phải đi. Không có việc gì, tam muội, tứ muội đã dẫn người đi tìm rồi. Muội trước tiên cùng tỷ nói chuyện đã. Thủy Mị Nhi không đợi Tần Thủy Giao nói cái gì nữa đặt mông ngồi ở mép giường. Nàng mỉm cười nói, đại tỷ, muội hỏi tỷ một chuyện, tỷ có thể nói thật với muội à? Tần Thủy Giao trong bụng căng thẳng. Tên tiểu quỷ dám trong ổ chăn không ngừng vỗ về chơi đùa mông của nàng khiến cho trong lòng nàng ngứa ngáy. Thế nhưng lại không thể cử động, sợ bị Thủy Mị Nhi nhìn ra manh mối. Muội hỏi đi, Tần Thủy Giao vô thức quấn chặt quanh mình hơn một ít, thản nhiên nói. Đại tỷ, tỷ nói thật đi, tỷ cùng Phong Nhi rốt cuộc có hay không? Có loại quan hệ này không? Thủy Mị Nhi đi thẳng vào vấn đề. Không có, Tần Thủy Giao cũng không cần nghĩ cắn môi bác bỏ luôn. Có thật không? Thủy Mị Nhi cười cười mờ ám có pha thâm ý nói, thế nào mà muội lại nghe Khuynh Thành nói là các ngươi đã ở cùng một chỗ? Tần Thủy Giao nghe vậy, khuôn mặt ngượng ngùng, nhưng lại làm một bộ dạng nghiêm nghị nói rằng, tiểu nha đầu nói mà muội cũng tin tưởng a, rốt cuộc trong lòng tỷ nghĩ gì? Thủy Mị Nhi cũng không giấu giếm quan hệ mình và Lưu Phong, thản nhiên nói rằng, đại tỷ, không nói gạt tỷ, ba người chúng ta cũng đã thành nữ nhân của Phong Nhi. Hiện tại chỉ còn tỷ, nhưng tứ tỷ muội chúng ta không thể xa nhau. Phong Nhi là một nam nhân ưu tú, rốt cuộc tỷ còn do dự điều gì? Nghe Thủy Mị Nhi nói như thế, Lưu Phong trong ổ chăn âm thầm cảm động. Chỉ Mị Nhi, sư tôn là tốt nhất, biết yêu thương người, biết chỗ tốt của mình. Ngươi cùng, các ngươi cũng đã làm.
Tần Thủy Giao hơi kinh hãi, nguyên bản nàng cho rằng Phiêu Miểu Cốc tứ tiên tử chỉ có Thủy Mị Nhi còn chưa có khai hoa. Không nghĩ tới nàng ta cũng thất thân a. Tiểu quỷ này cũng không biết đã tu luyện mấy đời có phúc khí lại thu cả bốn vị tiên tử Phiêu Miểu Cốc vào tay, thật sự là ghê tởm. Ân, phu thê chúng ta chuyện gì mà không biết? Thủy Mị Nhi gật đầu nói. Tần Thủy Giao có chút chột dạ, hơn nữa Lưu Phong trong ổ chăn đang được nước càng ngày càng quá phận. Trước thì cái mông, hiện tại hắn dám chọc tay vào nơi riêng tư của nữ nhân, liền khiến cho hạ thân nàng ẩm ướt trở lại. Còn như vậy nữa, Tần Thủy Giao biết, bản thân rất khó có thể chịu được. Mà Thủy Mị Nhi cũng không có ý định rời đi, Tần Thủy Giao âm thầm kêu khổ, vậy phải làm sao bây giờ? Mị Nhi muội muội, muội mau đi tìm Phong Nhi, nhiều người tốt hơn. Rơi vào đường cùng, Tần Thủy Giao không thể làm gì khác hơn là dục Thủy Mị Nhi rời đi. Thủy Mị Nhi nghe vậy, đột nhiên cười hỏi, đại tỷ, chớ không phải là gần đây tỷ không có điều độ chứ? Không có, không có. A, à, Tần Thủy Giao có chút hoảng loạn, tâm thần bối rối trong lúc đó nhịn không được rên rỉ ra một tiếng. Sắc mặt càng đỏ hơn, Thủy Mị Nhi nhìn tận mắt mà vui vẻ trong lòng, âm thầm nghĩ xem tỷ còn có thể nhẫn nại bao lâu. Thủy Mị Nhi gật đầu cười nói, đương nhiên không có vội gì nên muội ngồi đây một lát. Được rồi, chúng ta mới vừa nói gì nhỉ? Tần Thủy Giao sửng sốt một chút, lắc đầu, muội quên rồi à? Ta cũng không nhớ rõ. Lưu Phong trong ổ chăn lộng tiếp khiến lòng của nàng nhộn nhạo nên không thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Thủy Mị Nhi mỉm cười mờ ám nói, đại tỷ, kỳ thực cùng Phong Nhi một chỗ cũng là hưởng thụ. Khi cùng hắn ở một chỗ ta cảm nhận được làm nữ nhân rất sung sướng. Tỷ cũng là nữ nhân thì cần nam nhân yêu thương, che chở. Tỷ không nên cự tuyệt nữa, đồng ý cùng Phong Nhi ở một chỗ đi. Ân. Lưu Phong ở trong ổ chăn ngón tay càng lúc càng nhanh, Tần Thủy Giao thực sự chịu đựng không nổi nên nhẹ giọng rên rỉ lại lần nữa, đồng thời kéo chăn lên một chút để tránh khỏi bị Thủy Mị Nhi phát hiện. Tỷ đồng ý rồi. Thủy Mị Nhi mỉm cười, ta biết đại tỷ nhất định sẽ đồng ý mà. Không, không có. Tần Thủy Giao rất muốn phủ nhận, dù chính lúc trước lại ừ một tiếng thì cũng là do thân bất do kỷ. Thế nhưng nàng nào dám nhận, chuyện này coi như là nàng cùng Lưu Phong công khai ở cùng một chỗ thì cũng có chút thẹn thùng. Huống hồ lại đang như vậy, để chuyển sự chú ý nên Tần Thủy Giao mở miệng trước, Mị Nhi, muội thật sự rất thích Phong Nhi sao? Thủy Mị Nhi ngượng ngùng cười, không dối gạt tỉ tỉ, muội thực sự rất thích Phong Nhi. Kỳ thực lúc trước khi Phong xuống núi thì muội đã muốn giữ hắn rồi, nhưng lại sợ mọi người không đồng ý. Thế nhưng tỷ, không biết là muội đã chịu rất nhiều năm, hiện tại đã thỏa mãn rồi, cuối cùng muội và hắn ở cùng một chỗ. Bất quá theo muội được biết, tứ tỷ muội chúng ta ở chung, thế nhưng muội bị hắn thu sau cùng. Đại tỷ, tỷ cũng đừng dối muội, kỳ thực tỷ cùng Phong Nhi đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng đã biết. Nam nữ vui vẻ thì tỷ giấu làm gì? Huống chi Thu Xương tỷ tỷ cũng nói, chúng ta kiếp này đã định là có duyên tình lữ. Muội nói bậy bạ gì đó, ta có nói. Tần Thủy Giao còn muốn che giấu nữa. Nhưng không ngờ hạ thân lan ra một trận khoái cảm, thân thể của nàng cũng không khỏi run rẩy, bầu ngực phập phồng như muốn nhảy ra. Thủy Mị Nhi đã sớm thấy được trong chăn có động tĩnh nên chỉ hé miệng cười cũng không nói toạc ra. Nàng muốn nhìn đại tỷ ổn định được bao lâu? Rốt cuộc có thể chịu tới khi nào? Đại tỷ, tỷ ghé tai lại đây, muội nói với tỷ một ít chuyện. Nói xong Thủy Mị Nhi ghé miệng áp vào bên tai Tần Thủy Giao nhẹ nhàng nói một câu, đại sư tôn nghe được mặt đỏ tới mang tai, khẽ gắt nói, ta mới không cần. Thủy Mị Nhi hắc hắc cười nói, đại tỷ, tỷ cũng không biết, chuyện nam nữ thật sự là vô cùng tuyệt vời, chẳng những có thể tăng cường tu vi, lại được hưởng thụ niềm vui dục tiên dục tử. Cảm giác thật sự là không cách nào hình dung a. Tần Thủy Giao sao có thể không biết, chẳng phải nàng đang hưởng thụ sao? Nàng cảm giác được khoái cảm sẽ kéo tới rất nhanh, cái mông không tự chủ được cứ nhẹ nhẹ đong đưa. Hiện giờ trong lòng nàng cũng bắt đầu oán giận Thủy Mị Nhi. Cũng thực sự là tinh quái, lâu như vậy mà không chịu đi, làm cho nàng biết xử trí ra sao. Lưu Phong trong chăn nghe được mặt mày rạng rỡ, tình cảm của nhị sư tôn đã sớm phát sinh từ mấy năm trước. Trách không được, khi đó hắn đã cảm thấy nhị sư tôn có ý định mê hoặc chính mình. Nói cho cùng thì mỗi ngày hầu hạ nàng rời giường, khó tránh khỏi có chút đụng chạm da thịt. Tu chân cũng là người, cũng không phải làm bằng sắt đá, sao có thể từ va chạm mà không bùng cháy. Hiện tại ngẫm lại, Lưu Phong thật ra có chút hối hận.
lúc trước nên ăn luôn nhị sư tôn mới đúng, làm hại chính mình khổ công vài lần. Nhưng mà nói đi còn nói lại, hiện tại cũng không sai à, bốn người sư tôn cuối cùng cũng đều thu về. Tần Thủy Giao tuy rằng trong lòng còn có chút ngập ngừng, có lẽ cũng sớm giải quyết thôi. Đại tỷ, trong lòng tỷ có đúng là vô cùng sung sướng, có đúng cảm giác như là đang. Thủy Mỹ Nhi có ý định đổ đầu vào lửa, liên tục dùng lời nói trêu chọc Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao nghe được trong lòng run lên, bổ nhào lên che miệng Thủy Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, muội nói nhăng gì đấy, còn không đi tìm Lưu Phong. Thủy Mỹ Nhi gạt tay đại tỷ ra, cười hắc hắc chỉ vào trong chăn nói, người ta đã tìm được rồi, ở nơi này. Chẳng lẽ đại tỷ thực sự không biết? Nói xong, Thủy Mỹ Nhi đưa tay muốn lật chăn lên. Đại sư tôn, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nắm tay của nàng, trên trán gấp đến độ đổ một tầng mồ hôi, ta không mặc quần áo, không nên kéo chăn ra. Phong Nhi thực sự không ở. Lưu Phong âm thầm cười trộm, tốc độ ngón tay càng nhanh, cảm giác được hạ thân nữ nhân đang cấp tốc co rút lại, như là sắp phun ta. Tần Thủy Giao rốt cục chịu đựng không nổi. Tại hạ thân đang bị đột kích trong nháy mắt buột miệng, môi anh đào rên rỉ một tiếng, chăn trên người cũng đều rơi xuống. A, à, Thủy Mỹ Nhi một tiếng thét kinh hãi, tình cảnh giống y suy nghĩ của mình. Chẳng qua cảnh tượng trước mắt thì may mà nàng đã sớm nghĩ đến, nếu không còn kinh hãi hơn. Nàng ngàn vạn lần thật không ngờ, đại tỷ luôn luôn bảo thủ cổ hủ lại làm chuyện như vậy. Đang nói chuyện với mình lại còn cùng Phong Nhi làm việc này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có điều ngẫm lại, hẳn là rất kích thích a. Nhị sư tôn, người ở đây à? Lưu Phong rút ra ngón tay, vẻ mặt mơ màng lập tức nói với Tần Thủy Giao, đại sư tôn, ta theo lời của người phân phó, người thích không? Lời này vừa nói ra, Tần Thủy Giao hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Chính Thủy Mị Nhi thông minh nhanh nhẹn, vội vàng đưa chăn cho đại tỷ phủ lên, để tránh khỏi tiếp tục cảnh xuân tiết ra ngoài. Lưu Phong ra mặt dày hơn tường thành, ở đây hai người đều là nữ nhân của mình, mặc cho cảnh xuân tiết ra ngoài còn hắn cứ ngồi ở mép giường. Không xấu hổ, Thủy Mị Nhi nhìn bổng bổng nam nhân liếc mắt, khẽ sẵng giọng, còn không mau mặc y phục vào. Lưu Phong mỉm cười, đến gần nàng, ngươi muốn làm gì? Thủy Mị Nhi hơi kinh hãi, lại có chút chờ mong, lại có chút xấu hổ. Lưu Phong nở nụ cười, bổ nhào đến siết chặt người Thủy Mị Nhi dịu dàng nói, nhị sư tôn, đại sư tôn bắt ta làm nô lệ khiến cho ta bốc hỏa, người tới giúp ta hạ hỏa đi. Thủy Mị Nhi nhẹ nhàng cười, bộ ngực ưỡn thẳng, cọ lên trước ngực hắn gắt gỏng, ngươi a, không biết thật thà hay là một đại sắc lang, đừng cho là ta không biết ngươi đang chọc ghẹo đại tỷ. Tần Thủy Giao bây giờ là khóc không ra nước mắt, vội vàng trốn ở trong chăn mặc quần áo, ngượng ngùng nhìn Thủy Mị Nhi, mày hơi nhíu lại nhưng không biết nói gì cho phải. Đại tỷ, tỷ đừng nói nữa, muội cũng là nữ nhân vậy, muội biết Thủy Mị Nhi ngăn cản không cho Tần Thủy Giao nói. Nhị sư tôn, người đã sớm biết chúng ta đang làm chuyện tốt trong chăn sao? Lưu Phong cố ý hỏi. Thủy Mị Nhi đưa tay lên trán Lưu Phong nhẹ nhàng cốc một cái, thản nhiên nói, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không biết? Nhìn vẻ mặt nhị sư tôn cười thật quyến rũ, Lưu Phong trong lòng giống như có lửa. Bàn tay luồn vào váy của nàng, tại nơi xinh đẹp tuyệt trần của nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Thủy Mị Nhi vẻ mặt nóng như lửa, dựa vào trong lòng Lưu Phong, hơi thở có chút thở dốc. Lúc trước nàng đã sớm bị hai người làm cho tình cảm kích, thích mãnh liệt, bây giờ nào có thể nhịn được. Đúng lúc này, Khuynh Thành đi vào hô, tỷ phu, bất hảo a, Tiên Linh Môn có người đến, chàng nhanh lên đi. Chương 954, chú ý nhằm vào Tiểu Linh Nhi. Thủy Mị Nhi vốn nói năng ngọt ngào đành cố nén lửa bốc trong lòng mà nói, Phong Nhi, nếu là Tiên Linh Môn cho người đến thì ngươi cũng đừng trì hoãn nữa. Mau mặc xong quần áo chúng ta cùng đi. Úc, các người. Nhìn thân thể trần truồng của Lưu Phong, Khuynh Thành cũng tiến lên nắm lấy bổng bổng lộng nhanh vài cái, lập tức cười nói, các ngươi là Nhất Long Nhị Phượng A, đáng tiếc không còn thời gian. Tần Thủy Giao đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, nha đầu ngươi cười cái gì, nói nhăng nói cuội. Ta không có nói quàng đâu Thủy Giao tỷ tỷ. Tiếng rên rỉ của tỷ rất đặc biệt, có muốn ta kêu lại cho tỷ nghe một chút. Khuynh Thành đắc ý nói, ta vài ngày nay thấy trống rỗng đến cội dễ a. Tần Thủy Giao nghe vậy thì hết chỗ nói rồi, có tiểu ma nữ như thế thì còn nói cái gì nữa. Trách không được ai cũng biết chuyện, đầu đuôi là tại nàng.
Thủy Mị Nhi biết đại tỷ xấu hổ, vội vàng cười hòa giải, khuyên Thành, hãy đi trước cùng mọi người nói một tiếng, chúng ta lập tức đi theo. Ân, ta đây phải đi, nhưng mà lần sau các người tham gia nên nói cho ta biết, chúng ta bốn người cùng chơi đùa. Nói xong, tiểu ma nữ hướng Lưu Phong làm mặt quỷ rồi quay người rời đi. Không có Khuynh Thành nên ba người tự có vẻ tự nhiên hơn. Thủy Mị Nhi cười nói, đại tỷ, hiện tại được rồi, chúng ta rốt cục vĩnh viễn vẫn là tỷ muội a. Tần Thủy Giao thấy chuyện đã xảy ra đến mức này, mình là có khổ mà không nói ra được. Huống hồ, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không thể rời Lưu Phong. Hơn nữa, chính mình cũng không thể làm người cô đơn suốt đời được, sao lại tách khỏi ba vị muội muội nổi. Chỉ là hiện ở trong lòng nàng còn có một nghi vấn. Nàng rất muốn biết, hai lần vì sao đột nhiên động dục a, vấn đề này trong lòng làm quấy nhiễu nàng không ngớt. Đại tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Thủy Mị Nhi thấy đại tỷ có chút thất thần, vội vàng lên tiếng hỏi. Tần Thủy Giao phục hồi tinh thần lại, pha có thâm ý liếc nhìn Lưu Phong rồi mới quay đầu lại nhìn Thủy Mị Nhi mỉm cười, không có gì. Mị Nhi, sự tình hôm nay không nên nói cho người khác biết, thẹn thùng quá gì. Ha ha, Lưu Phong cười gian xảo, còn cười, đều tại ngươi. Tần Thủy Giao oán hận trừng mắt nhìn Lưu Phong. Vẻ mặt Lưu Phong đầy ủy khuất, đại sư tôn, ngươi cũng đừng trách ta. Vừa rồi nhị sư tôn gõ cửa, là người để ta chui vào ổ chăn. Ngươi nói như vậy rất kích thích. Đại tỷ, bội phục. Thủy Mị Nhi vẻ mặt thán phục, giơ ngón tay cái lên cười nói, không hổ là đại tỷ của chúng ta. Thủy Mị Nhi nghĩ, từ nay về sau nên nhìn đại tỷ với cặp mắt khác. Tần Thủy Giao vội vàng giải thích, đều không phải, nhị muội. Đừng nghe hắn, đi thôi, không còn sớm. Lưu Phong cười cười mờ ám, giải thích hay che giấu, đại sư tôn người yên tâm. Sau này ta sẽ là của người. Nói xong nhanh chân bỏ chạy. Bên này Thủy Mị Nhi vẻ mặt mờ ám, đại tỷ cái gì cũng đừng nói nữa, muội có thể hiểu được. Tần Thủy Giao khóc không ra nước mắt, lúc đó Ngây Thường đến nói, vừa đã nhận được tin tức về Huyền Tâm Chánh Tông, nói là người tiên linh môn đã đến. Có điều hình như không có Bạch Huyền Y, nói là cái gì phụng mệnh đến đây chọn các đệ tử ưu tú vào tiên linh môn tu luyện. Được rồi, Đình Nhi, Uyển Nhi, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, cả Tiểu Linh Nhi đều ở trong danh sách. Lưu Phong khẽ cau mày, hỏi, danh sách lại không có ta sao? Không có. Đình Nhi đi tới nói, tin tức là sư tôn ta truyền tới, nàng hẳn là không có vấn đề. Lần này tổng cộng tuyển 20 tu chân. Lần tuyển này có số người nhiều nhất từ trước tới nay. Kỳ quái là lại không có chàng. Ta nghĩ đây là một âm mưu. Lưu Phong gật đầu nói, điều này không phải âm mưu mới là lạ. Tu chân giới môn phái nhiều như vậy, riêng nữ nhân bên cạnh ta sao được tuyển nhiều như thế? Phong Nhi, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Mộ Dung phu nhân vẻ mặt u sầu đã đi tới hỏi. Lưu Phong không để ý đến lời nói của Mộ Dung phu nhân, mà đem ánh mắt chuyển hướng tới chúng nữ, cuối cùng mới nhìn Mộ Dung Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, nàng đi tiên linh môn tu luyện sao? Mộ Dung Tuyết kiên định lắc đầu, đi tới nhào vào trong lòng nam nhân, chân thành nói, chàng ở nơi nào Tuyết Nhi đều theo, ta tuyệt đối sẽ không đi cái gì tiên linh môn. Chúng ta cũng vậy, Mộ Dung Uyển Nhi, Khuynh Thành, Đình Nhi, còn có Tiểu Linh Nhi đều nhất nhất tỏ thái độ. Tần Thủy Giao suy nghĩ một chút nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Căn cứ kinh nghiệm quá khứ mà xét, tiên linh môn tuyển định đệ tử đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, đồng nghĩa với khiêu khích quyền uy tiên linh môn. Ý của người là, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Trên mặt nữ nhân nét đỏ ửng còn chưa tan đi, bị Lưu Phong nhìn soi mói, nàng có vẻ có chút xấu hổ. Lúc này đây, ta nghe lời người. Nghe Thường cùng Trương Mỹ Nhân nghe vậy, hơi động tâm. Các nàng biết, đại tỷ nhất định là bị Phong Nhi chinh phục a. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không chịu nhún nhường. Thủy Mị Nhi nháy mắt với hai người, sau đó truyền âm đem chuyện mình chứng kiến nói ra. Hai người âm thầm kinh hô, đại tỷ đích xác rất cường hãn a. Lưu Phong trầm giọng nói, không thể nghi ngờ, chuyện này hơn phân nửa là Bạch Huyền Y mượn tiên linh môn thi triển âm mưu nhằm vào ta. Chúng ta nhất định phải cự tuyệt, hiện tại chúng ta khác xa quá khứ. Ta cũng muốn xem lần này là người phương nào tới. Trong xương phòng trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông, Bạch Diệu đang cùng một gã lão đầu mày bạc khẩn trương nói chuyện với nhau, trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông đạo tể ở một bên cung kính nhìn hai người. Một hồi sau, Bạch Diệu quay đầu lại nói với đạo tể trưởng giáo,
Bạch Hoa sư huynh rất coi trọng. Đệ tử, lần này đến đây cũng là giúp ngươi đối phó Lưu Phong. Lưu Phong người này khó đối phó, chỉ có thể trước tiên khai đao nữ nhân bên cạnh hắn. Vậy danh sách, ngươi xem qua chưa? Có ý kiến gì không? Đạo tể trưởng giáo vội vàng cung kính trả lời, hai vị thượng sứ, danh sách ta đã xem qua, thế nhưng ta chắc chắn Lưu Phong sẽ không đáp ứng. Hắn dám, là Bạch Hoa lão đầu mày bạc lên tiếng. Râu mép dựng đứng lão tức giận nói, đây chính là quyết định của Tiên Linh Môn, hắn còn dám nghịch thiên phải không? Ta cũng không tin hắn có lá gan này. Sư huynh bớt giận. Bạch Diệu suy nghĩ một chút nói, đạo tể trưởng giáo lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Lưu Phong này không thể dùng suy nghĩ bình thường để đoán được. Muốn nói chuyện nghịch thiên, người khác không dám, thế nhưng hắn dám. Vì thế ta nghĩ chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Được rồi, chủ công tại sao không tự mình ra tay? Bạch Hoa thản nhiên nói, thu thập một người tu chân mà khiến chủ nhân tự mình ra tay sao? Vừa dứt lời, Bạch Hoa cũng truyền âm cho Bạch Diệu, nói, chủ công bị Thu Xương tiên tử để ý, sợ là một thời gian nữa không thoát ra được. Đối phó chuyện tình của Lưu Phong, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào sư huynh đệ hai người chúng ta. Bạch Diệu hơi kinh hãi vội vàng hỏi, vậy phải làm như thế nào cho phải? Tu vi của Lưu Phong thì ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, chúng ta đã có mấy người huynh đệ đều chết ở dưới tay hắn a, không cần kinh hoàng. Lần này có ta ở đây, Lưu Phong hắn chưa chắc có thể nghịch thiên. Bạch Hoa nói, còn Bạch Diệu đối với lần này cũng không hy vọng quá lớn. Ngừng một chút, hắn tiếp tục truyền âm hỏi, sư huynh, vậy danh sách người phân là thực sự? Bạch Hoa nghe vậy, thoáng do dự một chút rồi nói, đó chỉ là giả. Hiện tại Tiên Linh Môn nội bộ cũng không hợp, đã loạn thành như ong vỡ tổ. Đại kiếp nạn buông xuống, nghe nói tu chân chí tôn Tiên Linh Môn đều không thể may mắn tránh khỏi. Đâu còn có thể lo lắng cái này cái kia cho má tu chân đại hội. Nghiêm trọng như thế sao? Bạch Diệu có chút lo lắng, cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại thế cục Tiên Linh Môn vô cùng hỗn loạn, may là còn có Lục Đại Tuần Thiên Sứ giả cùng ba người thầy trò Thu Xương tiên tử áp chế, bằng không sợ là đã đại loạn. Bạch Hoa trầm giọng nói, chuyện Tiên Linh Môn không cần chúng ta quan tâm, tự có chủ công dẫn đầu Lục Đại Tuần Thiên Sứ giả cùng ba thầy trò Thu Xương chu toàn. Chúng ta hiện tại cứ nghĩ biện pháp đối phó. Vốn kế hoạch của ta trước tiên là đem nữ nhân bên cạnh hắn dụ bắt, sau đó ép hắn đi vào khuôn khổ. Nếu như thực sự không được, ta sẽ tự mình ra tay. Ta đã được 8 phần 10 chân truyền của chủ công, cũng không tin không đối phó được hắn. Được rồi, có chuyện tình chúng ta mau chóng làm thỏa đáng. Bên người Lưu Phong có một tiểu hài tử, gọi là Linh Nhi, là một linh thể trời sinh. Chủ công nói, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp bắt nàng vào tay. Vì sao vậy? Bạch Diệu nhíu mày hỏi. Chủ công tu luyện tới bình cảnh cần lô đỉnh tốt nhất. Hai tử kia là linh thể trời sinh nên tự nhiên có điều kiện tốt nhất làm lô đỉnh trong thiên địa. Nếu như chủ nhân được nàng tương trợ, tu vi đại thành, từ nay về sau sẽ không e ngại Thu Xương tiên tử. Bạch Hoa giải thích, chuyện này mới là mục đích lớn nhất chuyến này ta xuất quan. Sợ là chuẩn bị không kịp à. Bạch Diệu có chút bận tâm. Căn cứ tin tức mà ta lấy được, Lưu Phong đối với cô bé này thập phần thương yêu, chúng ta khó có thể hạ thủ a. Đây là tử lệnh. Bạch Hoa nghiêm túc nói, mặc kệ nỗ lực nhiều thế nào, trả giá ra sao, tiểu cô nương kia nhất định phải bắt được. Đạo tể trưởng giáo nhìn hai vị sứ giả trầm mặc không nói, mà vùng xung quanh lông mày hơi nhảy lên thì trong lòng biết bọn họ đang truyền âm nói. Mặc dù có chút tức giận, nhưng là không thể tránh được. Một hồi lâu sau hai người kết thúc truyền âm. Bạch Diệu đưa mắt nhìn sang đạo tể trưởng giáo nói, trưởng giáo, bây giờ ngươi dựa theo danh sách đưa những người đó mang về đây. Đạo tể lĩnh mệnh, đứng dậy đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, hỏi, xin hỏi sứ giả, vì sao lần này chọn người toàn là nữ tính? Là vì chủ công chọn lô đỉnh. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra cho đạo tể biết. Bạch Hoa cười lạnh một tiếng, nói, đây là quyết định của Thượng Tiên. Căn cứ tiềm lực từng đệ tử mà đưa ra quyết định. Ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần dựa theo ý tứ Thượng Tiên đi làm là được. Đạo tể trưởng giáo còn muốn nói gì, lại thấy Bạch Diệu hừ nói, còn không mau đi. Tu chân đại hội chưa kết thúc, các phái tu chân đều ở biệt viện Huyền Tâm Chính Tông chờ đợi. Hiệu lệnh vừa ra tất cả đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Đệ tử được lựa người nào cũng hài lòng không ngớt. Đều nói phúc khí mình tốt, hoàn toàn chẳng hay,
chính là sắp biến thành lô đỉnh cho Bạch Huyền Y Tu. Cùng lúc đó, toàn bộ người của Lưu Phong đến đông đủ. Mà ngay cả cung chủ huyền nữ cung Nhâm Hiểu Dẫn cũng gia nhập vào đội ngũ Lưu Phong. Mặc dù ở hai kiếp của mình thì thân thể thuần khiết đều bị Lưu Phong cướp đoạt, nhưng sự tình như thế nên Nhâm Hiểu Dẫn cũng không thể tránh được. Huống gì mình cũng thích Lưu Phong, lại càng cần một nam nhân cường đại bảo hộ cho mình và sư môn. Chuyện tình lúc trước cũng chỉ có thể bỏ qua a. Tiên linh môn sứ giả ở đâu? Lưu Phong la lớn, đệ tử Phiêu Miểu Cốc, đệ tử Mộ Dung Thế Gia đều không tham gia tu luyện trong tiên linh môn. Các ngươi chọn người khác a. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời sinh ra một hồi xôn xao. Có người vì các nàng mà tiếc hận, có người âm thầm hài lòng. Thiếu các nàng thì chẳng phải là còn muốn chọn người mới sao, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đến phiên mình. Mặc kệ mọi người có thái độ gì, hiện trường vẫn sục sôi a. Bạch Hoa hơi nổi giận, nói khẽ với sư. Đệ, thật đúng là lời ngươi nói chính xác, tiểu tử Lưu Phong này thật đúng là dám làm ra chuyện nghịch thiên. Ngày hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Sư huynh, ngươi nếu thật muốn xuất thủ nên cẩn thận một chút, ta đoán Lưu Phong cùng Thu Xương Tiên Tử đã song tu. Hắn đã đạt được thất thải thần lực của Thu Xương Tiên Tử, sợ là khó đối phó. Bạch Diệu nhắc nhở, nói bậy. Bạch Hoa hừ nói, không thể nào như thế. Chủ công trước cũng có hoài nghi như vậy, đã đem việc này báo sư phụ Thu Xương. Thế nhưng qua kiểm chứng, đều là giả dối. Vậy Lưu Phong tại sao lại có hai thành thất thải thần lực của Thu Xương? Bạch Diệu có chút không giải thích được. Việc này, ta cũng không biết. Nhưng mà hai thành thất thải thần lực ta vị tất sẽ để vào mắt. Sư đệ ngươi sẽ chờ đi, xem ta thu thập tiểu tử kia thế nào. Bạch Hoa có vẻ mười phần tự tin. Ngươi chính là Lưu Phong. Ngươi cũng biết danh sách là do tiên linh môn đã định. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là nghịch thiên. Ánh mắt Bạch Hoa hạ xuống nhìn Lưu Phong nói. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 955 Yến Vương Đình Nghị. Lưu Phong chẳng hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Bạch Hoa hầm hừ đầy khinh thường. Nghịch thiên. Bất quá là một con chó mà thôi, ngươi vẫn còn tự cho mình là ông trời sao? Đồ vô liêm sỉ. Bạch Hoa chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy liền quát lớn nói với đạo tể trưởng giáo. Đạo tể, còn không sai người bắt kẻ này để ta xử lý. Nghe thấy vậy đạo tể liền trợn tròn mắt, vị sứ giả đại nhân này không phải nằm mơ giữa ban ngày ban mặt sao? Tuy nói Huyền Tâm Chính Tông trên danh nghĩa chính là thiên hạ đệ nhất đại phái. Nhưng Lưu Phong là ai? Tên gia hỏa này đến tiên linh môn còn không để vào mắt, huống chi là ta. Bảo ta bắt người thì hóa ra làm trò cười à. Ngay cả Bạch Diệu cũng hiểu lời của sư huynh không thích hợp, phái đạo tể đi bắt người chỉ càng khiến chúng nhân chê cười à. Bạch Hoa thấy điệu bộ của đạo tể và sư đệ nên có vẻ cũng cảm thấy được mình xử trí không thích hợp, lập tức tái mặt cả giận nói, Lưu Phong, ngươi có biết là ngươi công khai khiêu khích ta? Không sao, tùy ngươi nói như thế nào cũng được. Lưu Phong khinh miệt cười cười, đừng nói vớ vẩn nữa, có thuộc hạ thì đem hết ra đây. Với đám chó như ngươi thì ta không hoài hơi nói chuyện vô nghĩa. Chỉ thấy Bạch Hoa biến sắc mặt, sát khí toàn thân hiện lên, tu la thần công trong người vừa biển đổi đã quay xung quanh người. Lão nói thật lạnh lẽo, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lời chưa dứt thì thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Phong. Tay phải hóa kiếm nhằm ngực Lưu Phong. Một ngón tay phóng ra kình đạo mạnh mẽ thực không phải chuyện đùa. Lưu Phong vội vàng tìm cách né tránh đợt công kích của Bạch Hoa nên lùi vài bước. Thân hình Bạch Hoa đột nhiên biến mất ngay, trước mặt. Cùng lúc đó, một khí tức lạnh toát không gì sánh được từ phía sau ập tới. Lưu Phong lạnh người, trong khoảng thời gian này Bạch Huyền Y phái ra tay chân có tu vi càng ngày càng cường đại. Thật sự là không thể coi thường, tu la khí tức trong cơ thể hắn lấy sát phạt là chính. Không thấy máu. Không thu công, cho nên phải cẩn thận một chút. Lập tức hắn hội tụ thần khí, thân thể bỗng bắn nhanh sang bên phải. Hạo Thiên kiếm trong tay thuận thế đánh ra, Bạch Hoa không sợ chút nào. Tu La kiếm trong tay nhanh chóng vọt tới, kiếm chiêu của hai người giáng thẳng vào nhau. Cả hai bị sóng xung kích cường đại đánh bay ra ngoài. Đến khi cả người đứng vững, Lưu Phong cảm giác có một đạo lực lượng âm hàn lạnh thấu xương không ngừng từ Hạo Thiên kiếm truyền vào thân thể. Lập tức Nguyên Anh lực vội vàng mạnh mẽ rót vào Hạo Thiên kiếm đẩy âm hàn khí kia ngược ra ngoài hết. Lúc này,
Hai chân Bạch Hoa khẽ nhún cả người lăng không phi lên, có thể thấy sát ý trên mặt so với lúc trước càng thêm dày đặc hơn. Lão lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói, có chút ý tứ, mong ngươi không để cho ta thất vọng. Lời vừa mới dứt, Tu La thần công lại ngưng tụ trên Tu La kiếm nhằm phía Lưu Phong bắn đi với khí thế mạnh mẽ. Qua tiếng xé gió gào thét có thể thấy được lực đạo cực kỳ to lớn. Lưu Phong trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi, Nguyên Anh lực tụ lên Hạo Thiên kiếm, nghênh chiến kiếm quang của Bạch Hoa công tới. Công kích hai người ngay lập tức giao nhau, trong một sát na kia những làn sóng khí lan ra từ phía ngập trời đất. Bạch Hoa vừa nhìn thấy tình huống này không khỏi nhíu mày. Lão thầm nghĩ tu vi mình đã phát tới 8 phần mà đối phương lại còn có thể đơn giản phá vỡ công kích của mình. Có thể thấy được Lưu Phong thực không đơn giản. Càng làm cho lão giật mình chính là, cho tới bây giờ hắn lại vẫn chưa hề sử dụng thất thải thần lực. Lại đây, Bạch Hoa bị kích thích chiến ý tăng lên, khí tức toàn thân tụ lại thân hình nhoáng lên hóa thành 4 đạo nhân ảnh, phân ra 4 người từ 4 chỗ khác nhau cùng phi thân hướng tới Lưu Phong. Lưu Phong tập trung tinh thần lên hai mắt, muốn tìm ra chân thân của lão ở chỗ nào. Thế nhưng, mặc cho Lưu Phong tập trung thế nào, trước sau vẫn không cách nào đoán được vị trí chân thân của Bạch Hoa. Điều càng quỷ dị hơn là hắn cảm giác 4 người đều là chân thân. Bởi vì lúc này 4 phương 8 hướng đều truyền đến sát ý cường đại. Chiêu thức ấy của Bạch Hoa khiến Lưu Phong trở tay không kịp, lập tức chỉ có thể đem Nguyên Anh lực phát huy tới cực điểm, thậm chí thất thải thần lực của Khai Dương cùng Diêu Quang cũng thi triển ra. Tu La ảo ảnh thuật của Bạch Hoa chính là cảnh giới cao nhất của Tu La thần công. 50 năm trước, Bạch Hoa cũng đã hiểu được hết tuyệt kỹ này. Kinh qua 50 năm khổ luyện, Tu La huyễn ảnh từ lâu đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, hình như còn có thể là cảnh giới siêu. Thực, nói là ảo ảnh nhưng kỳ thực mỗi người đều là chân thân. Đối mặt tình cảnh như thế, Lưu Phong chỉ có thể giữ cho tâm linh thanh tịnh nhằm tìm ra kẽ hở trong thế tiến công của Bạch Hoa, bằng không một chiêu này hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Lưu Phong liên tục biến ảo thân hình, tùy thời tìm kiếm đường lui. Mà 4 đạo nhân ảnh của Bạch Hoa càng ngày càng gần, chúng nhân đều thấy chuẩn bị bao vây Lưu Phong. Đúng lúc này thân ảnh siêu thực bay bổng của Bạch Hoa đã vững vàng tập trung xung quanh Lưu Phong. Sát ý mãnh liệt bao vây hắn, khiến hắn thấy khó thở. Đám người Tần Thủy Giao đứng một bên quan sát đều lộ vẻ như bị tra tấn, dù có lo lắng nhưng lại không thể ra tay tương trợ. Đình Nhi cắn môi nói, mọi người đừng lo lắng, lão công nhà ta không có việc gì đâu. Ân, tỷ phu là giỏi nhất, hắn không có việc gì à. Tỷ phu nỗ lực lên, tỷ phu nỗ lực lên. Khuynh Thành cua quả đấm nhỏ bắt đầu hò hét Lưu Phong nỗ lực lên. Có điều là Lưu Phong căn bản gì cũng nghe không được. Lúc này căn bản là hắn tuyệt không thể phân tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Hoa, rất nhanh nghĩ ra biện pháp ứng biến. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm nên miệng lộ ra nụ cười mỉm, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Cùng lúc này, công kích của Bạch Hoa bắt đầu vây kín. Một tiếng rồng ngâm, một tiếng chim hót, Tử Kim Chân Long hộ thể cùng Thanh Loan Thần Điểu song song xuất ra đánh về hai ảo ảnh Bạch Hoa hai bên. Còn Lưu Phong nhanh như thiểm điện nhằm bóng Bạch Hoa trước mặt mình vọt lên. Song song đối phó 4 người Bạch Hoa có thể có chút vất vả. Thế nhưng đơn độc ứng phó một người, đối với Lưu Phong mà nói lại không thành vấn đề. Lưu Phong thế tới cực nhanh. Bạch Hoa không kịp ứng biến, lão sợ huyễn ảnh phân thân mình bị Chân Long cùng Thần Điểu đốt cháy nên không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vàng triệu hồi lại. Tứ thần hợp nhất, ngưng tụ vào Bạch Hoa 10 thành tu vi mặt mày dữ tợn, điên cuồng lao tới Lưu Phong. Lưu Phong mím chặt đôi môi, đôi mắt nheo lại còn Nguyên Anh lực cuồn cuộn không dứt truyền xuống cánh tay về phía Hạo Thiên Kiếm. Cùng lúc đó thất đại Nguyên Anh của Tròm Bắc Đầu trong cơ thể cũng vận hành không ngừng cuồn cuộn sinh sôi Nguyên Anh lực trong cơ thể bổ sung cho chỗ Nguyên Anh lực đã hao tổn. Cùng với chuyển vận hết mức của Nguyên Anh lực, khí thế của Lưu Phong dần dần chiếm thượng phong. Bạch Hoa có vẻ cũng cảm giác được Nguyên Anh trong cơ thể Lưu Phong đang từ từ tăng cường. Trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị thanh niên trước mắt này, nghĩ thầm, người này bản lĩnh đích xác có thể so sánh cùng chủ công. Trận chiến này của mình e là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây lão không khỏi phát động lực lượng bản thân đến mức tận cùng. Đồng thời thân hình của lão đột nhiên cấp tốc thối lui, tách ra khỏi truy kích của Lưu Phong. Lưu Phong nhảy lên lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi chịu thua sao? Bạch Hoa bình thản nói, bản sứ còn có chuyện quan trọng, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nghe được Bạch Hoa nói lời này, Lưu Phong khinh thường cười cười, kẻ vô sỉ chính là ngươi,
dũng khí khiêu chiến đều đã mất đi. Bạch Diệu thấy Lưu Phong càn rỡ như vậy lập tức giận dữ. Lão truyền âm hỏi, sư huynh, người vì sao không đánh nữa? Chẳng lẽ người cũng không phải là đối thủ của Lưu Phong? Đối mặt với sư đệ của mình, Bạch Hoa cũng không giấu giếm, không sai, ta không nắm chắc chiến thắng. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, ta không cần phải liều mạng với hắn. Bạch Diệu tự nhiên biết chuyện trọng yếu là có ý gì, tìm cơ hội bắt Tiểu Linh Nhi là chuyện bức thiết nhất hiện nay. Đối phó Lưu Phong then chốt là ở chỗ Thu Xương Tiên Tử. Chỉ cần chủ công tu vi đại thành, đánh bại Thu Xương Tiên Tử thì Lưu Phong bên này tự nhiên cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Đến lúc đó, đối phó Lưu Phong còn không dễ như bóp chết một con kiến. Cho nên lúc này không cần phải chú ý đến hắn. Đạo tể trưởng giáo cũng ngấm ngầm thở dài, vốn cho là ôm chân tuần thiên sứ giả thì tất cả đều là vạn sự đại cát. Hiện tại xem ra thì có thể nói tuần thiên sứ giả chỉ có đến thế. Ba bốn phen phái người đến mà cũng không thấy ai có thể đánh bại Lưu Phong. Đến ngay cả vị đệ tử ngồi trầu cực mạnh này của tuần thiên sứ giả cũng không phải là đối thủ Lưu Phong. Cứ theo đà này thì đệ tử các môn phái trong tu chân giới hơn phân nửa sẽ hướng về hắn. Đến lúc đó, Phiêu Miểu Cốc nước lên thì thuyền lên, đã có thể thành thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái. Huyền Tâm Chánh Tông chỉ có con đường xuống dốc A, đạo tể trưởng giáo âm thầm kêu khổ. Sư môn huy hoàng nhiều năm như vậy, giờ mắt thấy bị hủy trong tay của lão sao mà không đau lòng cho được. Khuynh Thành quay qua Bạch Hoa kêu gào, trong bọn tay sai của Bạch Huyền Y, ngươi là kẻ kém cỏi nhất. Ngay cả dũng khí ứng chiến cũng bị mất. Bạch Huyền Y phái ngươi đi đúng là mất mặt, có thể thấy được dưới tay hắn nhân tài đã cạn. Bia, nghe xong Khuynh Thành châm chọc nhục mạ, Bạch Hoa liền tức giận tới trời xanh làm ra vẻ sẽ chạy lại giết người. Nhưng lại bị Bạch Diệu ngăn cản, sư huynh, việc nhỏ không nhẫn sẽ bị hỏng việc lớn. Trước tiên để cho bọn họ kiêu ngạo vài ngày, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo thù. Bạch Hoa nghe vậy, cố dằn tức giận, hừ nói, bản sứ giả không thèm chấp với các ngươi. Tần Thủy Giao nghĩ sự tình có chút không đúng, liền đi qua, nói khẽ với Lưu Phong, Phong Nhi, ngươi nghĩ Bạch Hoa tu vi đâu chỉ vậy? Ta cảm giác lão không phải thua nhanh như vậy, sợ là có âm mưu gì đó. Lưu Phong gật đầu tán thành, không sai, ta cũng cảm giác Bạch Hoa cũng không hề thi triển toàn lực, sợ là có âm mưu gì đó. Ngừng một chút, Lưu Phong nghiêm mặt nói, mấy ngày nay mọi người cẩn thận một chút. Tạo phản. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp toàn quốc được các nơi hưởng, ứng mạnh mẽ. Có cả quân để cần vương lại cũng có bọn người nhân cơ hội làm phản. Nói chung thế cục Hoa Hạ đế quốc đã bắt đầu hỗn loạn. Quan viên dưới quyền Yến Vương đều tới tấp tâu lên, kiến nghị Yến Vương cũng nhân cơ hội khởi binh với lý do cần vương mượn cớ xuất binh đi kinh đô, tùy thời cướp giật ngôi vị hoàng đế. Ngày hôm nay, Yến Vương tại Vương Phủ ở Yến Kinh chuẩn bị mở cuộc thương thảo để cuối cùng xác định có xuất binh hay không. Tính cả Chu Triệt thì Yến Vương vốn có bốn nhi tử. Đứa con được lão coi trọng Chu Cao Phi vì đã bị mất mạng nên hôm nay chỉ còn lại ba người. Chu Triệt có thể trở lại với mình hay không thì lão hoàn toàn không thể biết trước. Hiện tại ở bên cạnh lão chỉ có đại nhi tử Chu Cao Long cùng nhị nhi tử Chu Cao Thành. Hai vị nhi tử này cũng không phải là hòa thuận gì. Mấy năm nay, biểu hiện ra thoạt nhìn huynh đệ hòa thuận và tin tưởng thương yêu. Nhưng trên thực tế người của Yến Kinh đều biết hai vị huynh đệ này đã sớm cùng nhau đấu đá túi bụi A. Hai người đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị thế tử. Đừng xem thế tử không đáng để ý, nếu tương lai Yến Vương làm hoàng đế. Thế tử không phải sẽ thành thái tử A, chính vì vậy mới khiến hai huynh đệ không ai nhường ai. Đương nhiên trong chuyện này cũng có nguyên nhân từ Yến Vương. Lẽ ra cứ nói con trưởng làm chủ thì vị trí Yến Vương thế tử nên để lão đại Chu Cao Long ngồi. Thế nhưng Yến Vương không làm như vậy. Vương nói, muốn lên thì phải có tài. Lão đã từng công khai nói là mặc kệ trưởng hai thứ, ai có tài thì làm thế tử. Cứ như vậy liền khiến cho lão nhị vốn không có hy vọng cũng phải động tâm. Mấy năm nay liều mạng không ngừng tự nâng cao vị thế để cạnh tranh cùng lão đại. Rất nhiều người không lý giải được cách làm của Yến Vương, như thế sẽ khiến gia pháp rối loạn. Kỳ thực không phải, Yến Vương cũng vì cái gia pháp đó mà bất bình cho bản thân a. Năm đó thái tử bỏ mình, chúng hoàng tử nghĩ vương đức hạnh tài hoa có cả, lẽ ra là được lên làm thái tử mới. Đáng tiếc, vương lại là lão tứ. Lão đại đã chết thì đằng trước vương còn có nhị ca, tam ca. Hoa Hạ đại đế có bụng muốn lập vương làm thái tử, nhưng vì tổ chế không cho phép nên cuối cùng đành lập thái tôn.
Đối với việc này, Yến Vương vẫn canh cánh trong lòng. Vì Vương có ý nghĩ đó nên mới chọn lựa như vậy. Chu Cao Long cùng Chu Cao Thành tại Yến Kinh đều có phủ đệ riêng, nhưng hai người từ sáng sớm đã chạy đến đây. Sau khi vào cửa, Chu Cao Thành lại gặp Chu Cao Long, liền đi theo phía sau hắn. Chu Cao Long cười nói, cùng đi thôi, lão nhị, ngươi nghĩ phụ vương sẽ đồng ý khởi binh Cần Vương. Chu Cao Thành làm ra một bộ dáng vẻ cung kính, chân thành nói, cái này, nói ra không được tốt à, còn phải hỏi qua ý tứ phụ vương. Chúng ta là nhi tử không tiện nghị luận, trước tiên cứ gặp phụ vương rồi nói sau. Chương 956, Thiên Lôi Kiếm xuất thế. Ha ha, lão nhị thật sự là càng ngày càng xuất sắc, chả trách phụ vương đối với ngươi chỉ có thể khen ngợi không thôi. Chu Cao Long đối xử già dặn, diện mạo bên ngoài cũng rất phong độ. Có điều lòng dạ hơi hẹp hòi, nhất là đôi mắt từ bên trong lộ ra một ánh hung quang làm cho người ta cảm thấy sát khí mười phần. Chu Cao Thành thân hình cao lớn tràn đầy khí phách, khí chất không hề tầm thường. Tuy nhiên người này lòng dạ rất kín đáo, dù rằng tuổi không lớn nhưng cũng đã là một tên cáo giả. Hắn thấy trong lời nói của đại ca có chuyện thì trong đầu liền sinh ra một kế, bèn không chậm trễ hạ giọng nói, đại ca, đệ nghe nói phụ vương còn có một đứa con. Theo dư luận nói thì hắn là do thái tử phi sinh ra, chính là đương kim hoàng thái tôn. Theo thiền ý của đệ, xem ra ngôi vị hoàng đế hơn phân nửa sẽ là của hắn. Lời này vừa nói ra, thái độ của Chu Cao Long lập tức trở nên căng thẳng, liền vội vàng thấp giọng hỏi, đệ lấy tin tức này từ đâu ra? Lời này cũng không thể nói bậy, nếu không cẩn thận coi chừng sẽ bị rơi đầu. Đại ca, việc này tuyệt đối không thể nào là giả được. Chu Cao Thành cẩn thận kiểm tra bốn phía đều không có người, mới tiếp tục nói, để có được tin tức này, đệ đã phải bỏ ra một số tiền lớn để moi thông tin từ một vị tùy tùng bên cạnh phụ vương. Nghe nói, phụ vương đối với vị tứ đệ kia của chúng ta rất thích thú. Huynh nói đi, chúng ta mấy năm nay tranh đấu, cái gì cần làm đều đã làm rồi. Bây giờ theo đệ nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị về sau liền yên yên ổn ổn làm thần tử, không cần tiếp tục tranh đấu làm gì nữa. Trong đôi mắt Chu Cao Long hiện lên một vẻ không cam lòng, trong lòng âm thầm buồn bực. Con mẹ nó, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật sự là người tính không bằng trời định a. Lão nhị, đệ có dám khẳng định tất cả những lời mình vừa nói đều là thật sự? Đệ dám cùng phụ vương đối chất sao? Chu Cao Long vẫn còn không thật sự tin tưởng, hắn cũng lo rằng đây là do lão nhị cố ý nói bừa, dựng lên chuyện này để lừa dối mình. Đại ca, việc này 100% là thật. Tuy nhiên nếu huynh muốn đệ cùng phụ vương đối chất thì đệ tuyệt đối không dám. Dù sao những gì cần nói thì đệ cũng đã nói rồi, tin hay không là tùy huynh. Chu Cao Thành đảo mắt rồi cười nói, đại ca, huynh cũng đừng nghĩ đi đối phó với tứ đệ. Nếu để cho phụ vương biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chu Cao Long hừ một tiếng, lúc này liền bộc lộ ra chính kiến của mình, hừ, ta không tin. Nói xong liền bước nhanh về phía trước, không hề để ý tới lão nhị. Chu Cao Thành thấy lão đại nổi giận đùng đùng như vậy. Miệng hơi mỉm cười hạ giọng nói thầm, nếu huynh không tin thì sẽ không có gì hay ho cho mình đâu. Sau đó hắn cũng vội vàng đi theo đại ca của mình. Đi vào Anh Hùng Điện, lúc này quan viên các nơi ở Yến Kinh đã đến, đông đủ. Mọi người thấy hai vị công tử xuất hiện thì vội vàng tiến tới chào hỏi. Hai người lập tức lễ phép đáp lại. Nhiều năm qua, hai người ở Yến Kinh đều đã gây dựng thế lực của riêng mình. Trong đám đại thần ở đây, ngoại trừ những kẻ trung thành với Yến Vương, đại bộ phận đều thuộc về một trong hai người bọn họ. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng nhạc liền vang lên. Yến Vương rốt cục cũng xuất hiện. Yến Vương thoạt nhìn có vẻ như tinh thần không được tốt, dường như có bệnh trong người. Chờ cho mọi người hành lễ xong, Yến Vương thản nhiên nói, tất cả mọi người ngồi đi, hôm nay tập trung mọi người ở đây để thương nghị. Thế cục đế quốc đang hỗn loạn, Tĩnh Vương ra lòng lang dạ sói đã khởi binh làm phản. Chúng ta làm thần tử, theo lý thì nên khởi binh dẹp loạn. Nhưng hiện nay Tĩnh Vương ra nắm giữ trong tay tứ đại quân đoàn cường đại nhất của đế quốc. Cho nên về việc xuất binh thì ta còn có chút do dự. Tất cả mọi người hãy nói ra ý kiến của mình đi. Chu Cao Thành nhận thấy phụ vương nói chuyện tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng ở trong giọng nói bình thản kia vẫn lộ ra một ít khí phách làm cho người ta không dám coi thường. Long Nhi, ngươi là lão đại, ngươi nói trước đi. Ngươi thấy theo tình hình hiện nay thì nên hành động như thế nào? Yến Vương thấy không ai dám là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nhìn quét qua đại điện vài lần, cuối cùng dừng lại trên người lão đại Chu Cao Long.
Chu Cao Long vội vàng nói, phụ vương, nếu phụ vương cho phép, con nguyện ý mang binh làm tiên phong, tiến đến kinh đô dẹp loạn. Yến Vương cười nói, việc này thật ra không cần. Nếu để dẹp loạn, ta cũng đã chọn được người làm tiên phong. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi đồng ý xuất binh dẹp loạn hay là tán thành tiếp tục án binh bất động để phòng thủ Yến Kinh. Chu Cao Long suy nghĩ một chút rồi nói, phụ vương, nhi tử tán thành việc khởi binh dẹp loạn. Theo tình thế hiện thời, hoàng gia gia đang gặp nạn. Chúng ta thân là con cháu, đương nhiên không thể đứng nhìn. Ngoài ra con cũng không muốn ngôi vị hoàng đế kia bị Tĩnh Vương gia cướp lấy. Hơn nữa suy rộng ra một chút, trong Hoa Hạ đế quốc cũng chỉ có phụ vương mới là chân mệnh thiên tử. Đế quốc chỉ có ở dưới sự lãnh đạo của phụ vương mới có thể mưa thuận gió hòa, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Chu Cao Thành nghe lão đại của mình nói như vậy, trong lòng âm thầm mắng, đúng là đồ su nịnh, cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Bây giờ lại nói là muốn mang binh đánh giặc, ngươi cũng không phải là đang coi thường mọi người sao. Yến Vương dường như vừa lòng câu trả lời của lão đại, gật đầu khen ngợi vài câu rồi nói, Long Nhi nói cũng có chút đạo lý, mọi người có ý kiến nào khác không? Nói tới đây, Yến Vương quay đầu nhìn Chu Cao Thành nói, lão nhị, ngươi nói đi, ngươi suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Chu Cao Thành thầm nghĩ cơ hội cuối cùng cũng đã tới, xem ra phụ vương quả nhiên đã chuẩn bị một kỳ thi cho hai con trai tài hoa của mình, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt. Hắn vội vàng bước ra dõng dạc nói, phụ vương, theo thiền ý của con, lấy thực lực của chúng ta tại Yến Kinh cũng không cần e ngại tứ đại quân đoàn. Tứ đại quân đoàn tuy là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất đế quốc, nhưng hiện nay theo Tĩnh Vương ra âm mưu phản loạn, Hài Nhi nghĩ bên trong nội bộ của tứ đại quân đoàn sẽ có một bộ phận tướng sĩ bị bắt buộc phải tham gia. Như vậy sức chiến đấu tất nhiên bị suy giảm. Yến Vương tam vệ hiện giờ cũng có 80 vạn hổ lang chi sư. Nếu phụ vương mượn thêm 10 vạn binh của Man Vương, tổng binh lực cũng có thể cùng tứ đại quân đoàn so sánh. Nói như vậy, phần thắng của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Yến Vương đôi mắt sáng ngời, cười ha ha, không tồi. Yến Vương thâm ý nhìn Chu Cao Thành cười nói, lời này của con cũng là đề tỉnh ta. Như thế nào mà ta lại không nghĩ đến việc mượn binh của Man Quốc? Chu Cao Long thấy phụ vương khen ngợi lão nhị, trong lòng không khỏi đố kỵ, cố ý nói, phụ vương, hướng Man Quốc mượn binh sợ rằng sẽ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chu Cao Thành thấy vậy liền phản bác, đúng là không dễ nhưng cũng không phải là không thể. Man Quốc đất đai cằn cỗi, nhưng quân đội thì binh lính có tố chất vô cùng tốt, sức chiến đấu cũng không nhỏ. Chỉ cần chúng ta hứa một ít ưu đãi, cho bọn hắn một ít lương thực, việc mượn binh tuyệt đối không là vấn đề khó. Yến Vương gật gật đầu, trầm giọng nói, ân, Thành Nhi phân tích rất có đạo lý, ta nghĩ Man Vương có lẽ sẽ rất vui lòng tự nguyện nếu ta trả lương cho quân đội của hắn. Chu Cao Long tiến lên nói, bẩm phụ vương, Man Quốc gần đây bên trong phát sinh bất hòa, sợ là rất khó để mượn binh. Yến Vương gật gật đầu, nói, không sai, cái này cũng là một vấn đề, nhưng không phải là không thể giải quyết. Chu Cao Long nghe vậy thì âm thầm bật cười, khiêu khích liếc mắt nhìn lão nhị một cái, trên mặt có chút đắc ý. Ừ. Chu Cao Thành cũng đưa mắt nhìn lão đại của hắn một cái, rồi tiếp tục nói, phụ vương, nếu người nghĩ hiện tại chưa cần khởi binh dẹp loạn, con cảm thấy chúng ta án binh tại Yến Kinh cũng không sai. Yến Kinh mấy năm nay, dưới sự lãnh đạo anh minh lãnh đạo của phụ vương, lúc này về quy mô cũng có thể so với kinh đô, về mức độ phồn hoa thậm chí còn cao hơn. Tương lai nếu Tĩnh Vương ra thật sự công chiếm kinh đô, Yến Kinh cũng có thể nhân cơ hội này trở mình thành một quốc gia độc lập. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao. Yến Vương âm thầm gật đầu, lão nhị này đưa ra các biện pháp quả thật không tồi. Trước đây lão cũng từng lo lắng về chuyện ngôi vị. Cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, khó khăn thật sự quá lớn. Hơn nữa vương không hề nắm chắc phần thắng. Mấu chốt chủ yếu là lão vẫn e ngại Lưu Phong. Ở kinh đô đợi một thời gian nên Yến Vương đối với Lưu Phong cũng có một ít hiểu biết, trong thâm tâm cũng cảm thấy người thanh niên này thật sự là khác thường. Ngoài ra Lưu Phong còn có phong thành thế lực hùng hậu, lại thêm Cao Lệ ở phía sau làm hậu viện, bản thân Vương một chút nắm chắc đều không có a. Ở lại Yến Kinh tự lập làm hoàng đế cũng không phải là không tốt. Chu Cao Long lúc này lại đứng ra nói, theo suy nghĩ của con, nếu chúng ta không xuất binh thì liệu có để cho người trong thiên hạ chê cười? Quân hỗn trướng, Yến Vương tức giận nói, người trong thiên hạ ngay cả tính mạng của chính mình cũng đều không bảo đảm, miệng lưỡi thiên hạ làm sao mà quản nổi.
Mọi người tiếp tục bàn luận, bổn vương nghĩ ý kiến của Thành Nhi rất đáng để luận bàn. Trước mắt chúng ta hướng Man Quốc để mượn binh. Nếu việc mượn binh không thành, lúc đó sẽ tính tới việc án binh bất động cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, chúng đại thần làm sao còn dám nói thêm gì nữa, tự nhiên là nhất trí đồng ý. Theo kế hoạch đã định, hôm nay là ngày Thiên Lôi kiếm hiện thế. Bầu trời vốn tối đen, đột nhiên trở nên mờ sáng, ngàn vạn tia sáng vàng nhuộm đỏ một nửa bầu trời bao la. Cơn gió thổi tới, hai mắt Đình Nhi nheo lại, khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói, lão công, nghe nói Thiên Lôi kiếm này Bạch Huyền Y đã có mưu đồ thâu tóm. Hắn đã cho hai gã sứ giả canh gác phía sau núi. Nếu tính toán không đúng mọi sự sẽ hỏng hết, không thể nào như vậy được. Lưu Phong vẻ mặt kiên định, quả quyết nói, Thiên Lôi kiếm là kiếm tiên thích hợp nhất với nàng, hôm nay cho dù là Bạch Huyền Y tự mình ra tay thì ta cũng sẽ không buông tay. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi vào nơi quầng sáng phát ra. Bạch Hoa và Bạch Diệu quả nhiên đang canh chừng tại nơi này. Vừa phát hiện ra Lưu Phong cùng Đình Nhi đang tiến tới, Bạch Diệu quát lớn một tiếng, dừng lại, cấm địa nơi đây nghiêm cấm người ngoài đi vào. Lưu Phong cũng không thèm giấu giếm, cười nói, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta đến đây là vì Thiên Lôi kiếm. Nói xong, Lưu Phong liền xuất ra Hạo Thiên kiếm, lập tức vung lên chém về phía hai người họ Bạch. Sư đệ, ngươi bảo vệ chỗ này, ta đến đối phó Lưu Phong. Bạch Hoa lên tiếng dặn dò xong vội vàng lao ra cản đường. Đang ở dưới kiếm thế do Lưu Phong công kích nên Bạch Hoa liền âm thầm đánh giá uy lực của chiêu này. Một kiếm này cho dù Lưu Phong chưa thi triển toàn lực, nhưng sau khi chiếm được Hạo Thiên kính đã làm cho Hạo Thiên kiếm gần như đạt tới đỉnh cao trước kia. Cho dù chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nó cũng có thể tạo ra kiếm thế kinh người. Huống chi Lưu Phong ra tay vốn không phải là đơn giản. Mặc dù trong lòng cực kỳ kinh hãi, Bạch Hoa cũng không cam tâm đứng yên để chờ chết. Lão đột nhiên phát lực, cấp tốc tiến lên, đồng thời vung Tu La kiếm trong tay để ngăn cản. Hai kiếm chạm nhau tạo ra một đóa hoa lửa rực rỡ. Bạch Hoa chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lập tức lui lại mấy bước. Lưu Phong cũng không dám xem nhẹ. Đối thủ, nhớ lại trận chiến đấu kịch liệt ngày đó, hắn vẫn cảm thấy được Bạch Hoa lúc đó chưa đem hết toàn lực, cho nên hôm nay hắn thập phần cẩn thận. Hắn tuyệt không nghĩ sẽ cho Bạch Hoa cơ hội để nghỉ ngơi, chỉ có hôm nay mới có thể thuận lợi chiếm được Thiên Lôi kiếm. Nhân từ đối với địch chính là tự giết mình. Đối với địch nhân, đặc biệt là đám tay sai của Bạch Huyền Y quả thực là không có lý do gì để hắn phải nương tay. Bạch Diệu chứng kiến Bạch Hoa rơi vào hiểm cảnh cũng không hề động tâm. Lão trước sau luôn cho rằng, không giỏi bằng người thì sẽ bị người giết. Còn nữa vị đại sư huynh này trước kia cũng tác oai tác quái, cũng thường xuyên đánh chửi, sai khiến. Bây giờ nếu lão chết đi thì Bạch Diệu sẽ có cơ hội tiếp nhận vị trí của lão. Hắn cũng đã quyết định, vạn nhất nếu không được liền từ bỏ Thiên Lôi kiếm, tránh cho bản thân cùng Lưu Phong phát sinh xung đột. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp giành Tiểu Linh Nhi vào tay. Nhất định chủ công sẽ không trách tội mình vì chuyện đã để mất kiếm. Bạch Hoa hôm nay cũng không dám dè chừng nên toàn lực xuất kích. Tu La thần công không ngừng phát động đến mức tận cùng. Đối mặt với thế công liên miên bất tuyệt của Bạch Hoa, Lưu Phong vẫn thong dong thi triển kiếm ý rất tự nhiên. Trong lòng Bạch Hoa lúc này lại vô cùng kinh hãi, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Lão rốt cục cũng phát hiện ra thực lực của mình so với Lưu Phong quả thực là kém rất xa. Nhất là sau khi hắn đã đem Hạo Thiên kiếm hoàn toàn chữa trị, kiếm thế trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giết! Lưu Phong phát hiện ra Bạch Hoa đang nao núng trong lòng. Lập tức chăm chú đợi thời cơ đối phương sơ sảnh để đoạt mạng. Cơ hội vừa tới, kiếm của Lưu Phong liền đâm tới giữa trán của Bạch Hoa, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hoa mặc dù thấy nguy hiểm đến gần nhưng tâm vẫn không loạn, hoành tay đưa ra một kiếm uy lực kinh người. Không chỉ chống đỡ thế kiếm đang muốn lấy mạng của Lưu Phong, đồng thời thân hình hắn cũng rất nhanh bắn ngược về phía sau. Lần này lão cảm thấy không thể tiếp tục chống đỡ, ý nghĩ chạy trốn đã xuất hiện trong đầu. Lưu Phong tuyệt đối sẽ không cho Bạch Hoa cơ hội để bỏ chạy. Thân thể hắn thuận thế xoay tròn, nhưng Hạo Thiên kiếm lại biến ảo ra thành hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm, gắt gao khóa trụ thân hình Bạch Hoa. Công kích của Lưu Phong lúc này liên tiếp như nước chảy mây trôi, biểu hiện trình độ kiếm đạo phi thường cao siêu. Ngay cả Bạch Diệu đang ở một bên quan chiến cũng âm thầm gật đầu khen ngợi. Bạch Hoa thấy Lưu Phong hung hăng như vậy, trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không hề nhượng bộ. Lão vội vàng bố trí ở quanh thân mình cường đại phòng ngự,
sau đó xoay người lại, đem hết toàn lực bổ ra một kiếm. Trong mắt Lưu Phong lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể không trầm trồ khen ngợi uy lực một kiếm này của Bạch Hoa, phách liệt cực kỳ, khí thế, làm cho người ta không thể coi thường. Tốt! Lưu Phong hô lên một tiếng, vội vàng quơ Hạo Thiên kiếm lên, song kiếm rốt cục cũng va chạm một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 957, Bạch Hoa tự bạo đả thương người, Bạch Khiết song tu cứu người. Ầm vang, sau khi một tiếng thật lớn vang lên, xung quanh chỗ hai người đang giao đấu hình thành một lốc xoáy năng lượng thật lớn. Hai bóng người chợt phân ra, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến để tránh bị sóng khí kia đánh trúng. Bạch Hoa vừa từ trong vòng chiến nhảy ra, chỉ nháy mắt là lão lập tức vung kiếm tấn công ảo ạt về phía Lưu Phong. Kiếm thế của Lưu Phong cũng không chậm trễ, kiếm quang bùng nổ, lấy nhanh chế nhanh để đối mặt với công kích nhanh như tia chớp của Bạch Hoa. Lão vẫn không thèm né tránh, cũng không có toàn lực phòng thủ, mà là trực tiếp đối chọi gay gắt. Kinh nghiệm chiến đấu đã dạy cho lão, tấn công mới chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Phanh, một trận âm thanh truyền ra, hai người chỉ trong nháy mắt đã giao thủ 10 chiêu. Mỗi một lần hai thanh kiếm va chạm với nhau, khí huyết trong người Bạch Hoa đều cuộn lên. Lão cảm nhận được một áp lực vô hình đang chậm rãi bao vây quanh mình. Bạch Hoa nhíu mày, cảm giác dường như mình sẽ gặp thất bại. Trong lòng lão bất giác nổi lên một cảm giác sợ hãi. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, lão cảm giác được cái chết đang đến rất gần với chính mình. Đình Nhi chứng kiến cảnh này, thâm tâm vừa mừng vừa sợ. Tu vi của Lưu Phong lại có bước tiến cực lớn, đối với kiếm đạo cũng có lĩnh ngộ ở một trình độ rất cao. Lưu Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế biến đổi, thân thể không ngừng xoay tròn, bắt đầu tạo ra một cơn lốc xoáy thần phong, mang theo kiếm thế vô tận hướng tới chỗ Bạch Hoa. Bạch Hoa dưới sự kinh hãi buộc lòng phải mang tu vi cả đời ra để chống đỡ mới có thể ngăn cản công kích vừa rồi của Lưu Phong, đồng thời cả người lui về phía sau mấy trượng. Lưu Phong mỉm cười, cổ tay khẽ rung lên, phóng xuất ra trăm ngàn kiếm thế, truy kích theo hướng Bạch Hoa, không cho lão còn đường tháo lui. Bạch Hoa trong lòng cực kỳ kinh hãi, tự biết bản thân mình hiện nay đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Nếu không ngay cả tính mạng cũng khó giữ được, lại còn bị mọi người dè bỉu. Vào thời điểm kiếm quang của Lưu Phong bắn nhanh đến, Bạch Hoa cảm thấy một khí thế thật lớn theo kiếm truyền đến, giống như điện lưu xuyên qua làm cho cánh tay của lão run lên. Lão biết Hạo Thiên kiếm vô cùng thần diệu, đủ để ngạo mạn với thiên hạ, làm cho mọi người thần phục. Quá hoảng sợ, lão vội vàng đem tu vi toàn thân vận chuyển rồi ngưng tụ vào cánh tay phải, tất cả lực lượng đều rót vào bên trong Tu La kiếm, chờ đợi thời cơ để phát ra. Đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thế của Lưu Phong, hy vọng có thể phát hiện ra một ít sơ hở. Lưu Phong đối với biểu hiện bình tĩnh của Bạch Hoa cũng cảm thấy một nét kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm từ trong lòng không ngừng truyền đến. Hắn cảm thấy được Bạch Hoa đang có một âm mưu cực kỳ bất lợi đối với hắn. Hạo Thiên kiếm mạnh mẽ phóng ra, kiếm quang gần như chiếu sáng toàn bộ vùng trời, tốc độ cực nhanh nên không ai có thể thấy rõ quỹ tích vận hành của nó. Tâm tình Bạch Hoa càng lúc càng lạnh lẽo, mắt thấy kiếm thế sẽ chạm đến thân thể của mình, trên khóe miệng của lão đột nhiên hiện lên một tia âm hiểm. Thân thể không né không tránh trực tiếp hướng về phía kiếm thế. Không tốt, hắn sẽ tự bạo. Lưu Phong rốt cục cũng đã rõ tâm tư của Bạch Hoa. Đúng vậy, Bạch Hoa đích thật là phải tự bạo. Lão bất đắc dĩ bị buộc phải làm như vậy, trước sau gì cũng chết, tại sao lại không chọn một cái chết oanh liệt? Tu vi của Bạch Hoa cao bao nhiêu? Cảnh giới của lão tuyệt đối đã vượt qua thiên nhân hậu kỳ, tuy rằng chưa thể thành tiên, nhưng tu vi cũng không kém hơn tiên nhân bình thường. Tiên nhân tự bạo, không cần tưởng tượng cũng biết uy lực của nó sẽ lớn đến mức độ nào. Hơn nữa, nó còn làm cho thân thể của Lưu Phong bùng nổ theo. Cùng chết đi thôi. Bạch Hoa bộ mặt dữ tợn, cười một tiếng điên cuồng, lập tức tiến hành tự bạo. Đình Nhi lui về phía sau. Điện quang bung ra, trong lúc đó Lưu Phong trước hết lại lo lắng cho Đình Nhi mà không phải bản thân mình. Đình Nhi sau khi được Lưu Phong nhắc nhở, không hề suy nghĩ vội vàng như tia chớp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lưu Phong vội vàng gọi ra Tử Kim Chân Long hộ thể cùng Thanh Loan Thần Điểu trợ giúp phòng ngự cho chính mình. Bạch Khiết không đợi Lưu Phong nhắc nhở, cũng từ trong cơ thể Lưu Phong tạo ra một đạo phòng ngự cường đại.
Thân thể Lưu Phong bắn ra từ trung tâm vụ nổ, phạm vi mấy chục trượng xung quanh gần như biến thành đất bằng phẳng. Đình Nhi ra sức lui về phía sau, cuối cùng cũng kịp tránh khỏi trung tâm của vụ nổ. Mà Bạch Diệu do trước đó đã được sư huynh truyền âm nên tự nhiên cũng vô sự. Tiếng nổ quá lớn đã làm kinh động toàn bộ tu chân giới tại Vân Mộng Trạch. Đạo tể trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông cùng tu chân hiên hạ là những người chạy tới đầu tiên. Theo sau, Tần Thủy Giao cũng dẫn theo mọi người chạy tới, trên đường vừa lúc gặp Đình Nhi. Đình Nhi dưng dưng đem ngọn nguồn sự tình kể lại cho đám người Tần Thủy Giao, sau đó nàng liền theo sau mọi người cùng nhau chạy trở lại. Lúc này, dư chấn của vụ nổ cũng vừa mới bình ổn. Bốn phía là một đống hỗn độn, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, địa phương nơi hai người chiến đấu lúc trước giờ phút này đã biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Tỷ phu, ngươi đi ra đi, đừng làm ta sợ. Khuynh Thành từ nay về sau không bao giờ nghịch ngợm nữa. Nhìn bốn phía đã thành một đống hỗn độn, nước mắt Khuynh Thành nhỏ xuống như mưa. Mộ Dung phu nhân thấy vậy liền đi tới, nắm chặt cánh tay Khuynh Thành, an ủi nói, đừng khóc, Phong Nhi sẽ không có việc gì đâu. Tần Thủy Giao cắn cắn môi, trầm giọng nói, mọi người trước mắt không nên hoảng hốt, phân công nhau đi tìm, ta nghĩ hắn sẽ không việc gì. Đúng, đại tỷ nói rất đúng, mọi người đừng khóc, nam nhân của chúng ta sẽ không có việc gì. Nghe Thường cắn răng, dẫn đầu vọt đi tìm người tình của nàng. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng lau nước mắt, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Đạo tể trưởng giáo nói, Lưu Phong này có lẽ là xong rồi, sư huynh của ta có tu vi không thua kém gì tiên nhân. Lần này huynh tự bạo, ngay cả là Đại La Thượng Tiên cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi, huống chi là Lưu Phong. Nói như đạo tể trưởng giáo cũng phải không là không đúng, chỉ có trời mới biết Lưu Phong rốt cuộc có qua được hay không. Chứng kiến hiện trường rõ ràng phía trước, lão cảm thấy hẳn nói vậy chính là lời nói thật lòng. Đạo tể trưởng giáo, chúng ta qua bên này ta có chút chuyện cần nói. Bạch Diệu âm thầm nháy mắt với đạo tể trưởng giáo. Hai người lặng lẽ lui về phía sau, dừng bước ở một chỗ không người. Đạo tể trưởng giáo, nhận định của ta cũng là như vậy, Lưu Phong lần này chết chắc rồi. Đại phiền toái của chúng ta rốt cục cũng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, trước mắt có một việc phi thường trọng yếu cần ngươi làm. Bạch Diệu theo bản năng nhìn xem bốn phía, xác định không có người nào ở xung quanh xong, vội vàng nói, chủ công của ta rất coi trọng Tiểu Linh Nhi. Nếu ngươi có thể thừa dịp tình hình chỗ này đang rối loạn, thần không biết quỷ không hay bắt lấy tiểu nha đầu kia thì ta nghĩ tôn giả nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe Bạch Diệu nói như vậy, đạo tể trưởng giáo cảm thấy hơi kinh hãi. Cảm giác thấy Bạch Huyền Y kia thật đúng là không bình thường, Tiểu Linh Nhi dù sao cũng mới chỉ là đứa nhỏ, không ngờ ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng không buông tha, quả là một tên quái vật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu được Bạch Huyền Y kia ưu ái thì cũng không tệ. Trầm tư một chút, đạo tể trưởng giáo cảm thấy trước mắt cũng không nên đáp ứng. Phải xem Lưu Phong rốt cuộc có chết hay là không, nếu không sợ là ngay cả mạng già của mình cũng không đủ để bồi tội. Ai mà chẳng biết tình cảm của Lưu Phong đối với Tiểu Linh Nhi trân trọng như thế nào. Sứ giả đại nhân, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, trước mắt thì ta sẽ trông chừng giúp ngươi. Nếu có cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ thông báo ngay, đạo tể trưởng giáo nói đối phó. Mọi người hợp lực tìm nửa ngày, cũng không thấy Lưu Phong, Khuynh Thành oa một tiếng liền vừa khóc vừa đi ra, miệng không ngừng hô tên Lưu Phong. Mộ Dung Tuyết cũng đỏ mắt, vừa mới qua vài ngày hạnh phúc, nam nhân kia đã bỏ mình mà đi. Sau này làm sao còn có thể gặp lại? Đình Nhi lại tự trách không thôi, thực xin lỗi. Lúc ấy ta không nên bỏ chạy, ta nên đi cứu hắn. Ta không tốt, đều là ta không tốt. Thủy Mị Nhi đi tới, thấp giọng an, ủi nói, Đình Nhi, không cần như vậy. Chuyện này không liên quan đến muội, muội cũng không có làm gì sai. Lấy tu vi của Bạch Hoa, khi hắn tự bạo, cho dù muội ở đó cũng chỉ có thể là chịu chết. Hiện tại mặc kệ mọi chuyện như thế nào, chính là muội đã bình an vô sự. Hơn nữa, ta tuyệt đối không tin Phong Nhi sẽ gặp chuyện không may. Mọi người không cần nhụt chí. Chúng ta tiếp tục tìm. Trương Mỹ Nhân la lớn, Phong Nhi, ngươi đi ra cho ta. Ta là tứ sư tôn của ngươi, ta bây giờ ra lệnh cho ngươi. Ngươi đi ra cho ta. Đúng, Xú tiểu tử, chúng ta đều ở đây, ngươi chạy nhanh ra đi. Thủy Mỹ Nhi cũng lớn tiếng hô. Phong Nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi xuất hiện đi, nếu ngươi đi ra, ta từ nay về sau sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Ta cam tâm tình nguyện làm tiểu thê tử của ngươi.
Tần Thủy Giao lòng đau như cắt, nàng rốt cục hiểu được, tên người xấu kia ở trong lòng mình đã chiếm một vị trí không nhỏ. Đại sư Tôn, người nói đều là sự thực, ta sẽ không cho người đổi ý. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc từ phía chân trời truyền đến, Lưu Phong trên người tử kim chân long hộ thể quấn quanh. Cả người trần truồng, trên ngực có một đồ án thật to hình thanh loan thần điểu, mặt mày xám như cho phi thân đến. Thấy Lưu Phong bình an vô sự, Khuynh Thành là người đầu tiên tiến tới, sau đó liền nhào vào trong lòng nam nhân, ôm chặt lấy thân thể của hắn, bắt đầu khóc giống lên, tỷ phu, đánh chết tỷ phu đi. Ngươi làm ta sợ muốn chết, chàng làm ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa, yên tâm, ta không sao. Lưu Phong dùng sức bế tiểu ma nữ lên, cảm giác vui mừng, chính mình đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời à. Phía sau, Nghê Thường cũng xông tới, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, thần tình đều là loại tình cảm thân thiết. Khuynh Thành tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết trước sau, nam nhân này bây giờ không phải chính mình một người có thể chiếm lấy. Nàng vội vàng buông hắn ra, lấy tay đẩy hắn đi về phía trước, tỷ phu, chúng ta đều lo lắng cho tên chết bầm nhà ngươi. Lưu Phong nhìn xung quanh một vòng, nhìn tất cả các nữ nhân của mình rồi mỉm cười, tất cả mọi người yên tâm đi, Bạch Hoa dù sao cũng chỉ là một con chó của Bạch Huyền Y mà thôi, không có gì đâu. Ta hiện tại không phải không tốt sao? Nói tới đây, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn Đại sư Tôn, cười nói, Đại sư Tôn, vừa rồi trong lời người nói đều là thật sao? Nói cái gì? Đại sư Tôn cố ý giả bộ hồ đồ nói. Nói cái gì? Người sẽ không quên nhanh như vậy chứ? Lưu Phong cười hắc hắc, đi tới gần Tần Thủy Giao nói, người đã nói, chỉ cần ta bình an vô sự, tùy tiện ta muốn thế nào cũng đều được. Đúng vậy, lời này là đại tỷ nói ra, chúng ta đều có thể làm chứng. Nghê Thường liền đệm thêm một câu. Thủy Giao tỷ tỷ, ta biết tỷ phu hư hỏng muốn làm cái gì nha, khẳng định là hắn muốn cùng người trên giường. Khuynh Thành cười nói, tỷ, phu đối với người chính xác thèm nhỏ dãi dài ba thước rồi. Mộ Dung Uyển Nhi cố ý hỏi, muội làm sao mà biết được? Bởi vì ta là người đứng ngoài nên rất minh bạch a. Khuynh Thành đắc ý cười cười, chuyện tình Thủy Giao tỷ tỷ cùng tỷ phu, ta tất cả đều đã biết. Mọi người nếu muốn nghe, ta có thể nói cho các người. Lời này vừa nói ra, Tần Thủy Giao lập tức liền nóng nảy, vội vàng nói, Khuynh Thành không cần nói bậy. Đúng rồi, có phải chúng ta vẫn đang chờ Thiên Lôi kiếm xuất thế không? Lưu Phong cười cười, liền ôm lấy Tần Thủy Giao, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Bẹp một tiếng, đặt một nụ hôn thân mật lên trán của nàng. Tần Thủy Giao thẹn thùng, vội vàng đẩy Lưu Phong ra xa. Nhưng khi nàng vừa đẩy hắn ra, Lưu Phong không ngờ ngã xuống đất, từ trong miệng thổ ra một đống máu tươi. Mọi người vô cùng sợ hãi, Mộ Dung Uyển Nhi cùng Mộ Dung Tuyết đứng ở gần nhất, hai tỷ muội vội vàng nâng Lưu Phong đứng lên, lão công, chàng không sao chứ. Lưu Phong lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười cười, không có việc gì, máu nhiều quá, không còn chỗ chứa, tùy tiện liền nhổ ra một ít. Tần Thủy Giao cũng không khỏi hốt hoảng, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Nàng nhớ rõ mình chỉ là đẩy một cái rất nhẹ nhàng thôi, như thế nào lại làm cho hắn té tới mức hộc máu. Giải thích duy nhất chính là hắn đang bị nội thương. Người xấu, đã bị thương đến như vậy, không chịu chữa thương lại còn đi khinh bạc người khác. Tần Thủy Giao nước mắt tràn ra khóe mi, chủ động kéo Lưu Phong vào trong lòng, dịu dàng nói, Phong Nhi, ngươi như thế nào không chịu nói sớm, ta thực lòng xin lỗi ngươi. Chúng ta đi chữa thương cho ngươi, chờ thương thế của ngươi phục hồi như cũ. Ta liền là của ngươi, tùy ngươi muốn thế nào đều được. Thật sự như vậy sao? Lưu Phong khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu, nhìn thấy người như vậy, ta thật sự thực vui vẻ. Nói xong câu đó Lưu Phong liền ngất đi. Đúng lúc này, Bạch Khiết hiện thân, nàng với nói mọi người, kinh mạch tiểu tình nhân bị hao tổn nghiêm trọng. Ta hiện tại sẽ đưa hắn đi để chữa thương, các ngươi lưu lại vài người canh chừng Thiên Lôi kiếm. Tỷ tỷ phải song tu sao? Khuynh Thành đột nhiên hỏi, Bạch Khiết cũng không giấu giếm. Thản nhiên gật gật đầu, nói, hiện tại chỉ có ta cùng Linh Nhi có thể cứu hắn, Linh Nhi còn nhỏ. Lần này sẽ không phiền toái nàng, ta một người vậy là đủ rồi. Các ngươi cùng vài người lại đây hộ pháp, những người còn lại nhất định phải lấy được Thiên Lôi kiếm. Nếu không Phong Nhi nhận vết thương này vô ích. Bạch Khiết rõ ràng nhất tình hình của Lưu Phong, lúc ấy mặc dù có vài lớp phòng ngự mạnh mẽ bảo hộ hắn, nhưng mà Bạch Hoa tự bạo không phải là nhỏ. Cuối cùng hắn vẫn bị thương,
Dù sao thế này coi như là tốt, nếu đổi là người khác, không chừng hiện tại đã sớm hôi phi yên diệt. Dặn dò vài tiếng, Bạch Khiết vội vàng lấy từ tay áo ra một cái bình sứ, dốc mấy khỏa đan dược trong suốt vội vàng, nhét vào miệng Lưu Phong. Ta với người cùng đi. Đình Nhi lo lắng cho vết thương của Lưu Phong, hốc mắt đều đỏ. Nếu không là vì giúp nàng cướp lấy Thiên Lôi kiếm thì Lưu Phong cũng không có khả năng thành ra như vậy. Không được, Bạch Khiết nói, ngươi nhất định phải lưu lại. Sau khi Thiên Lôi kiếm xuất thế, nhất định phải có ngươi thu. Như vậy đi, Nghê Thường, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, Uyển Nhi các ngươi đi theo ta. Những người khác ở lại. Nói xong, nàng liền mang theo Lưu Phong hóa thành một đạo bạch hồng biến mất. Nghê Thường, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, Uyển Nhi vội vàng phi thân đuổi kịp. Những người còn lại chăm chú nhìn chằm chằm nơi Thiên Lôi kiếm sẽ xuất thế. Đạo tể rành mạch. Trong lòng lão rung động là có thể nghĩ tới điều Bạch Diệu nói, Đại La Thượng Tiên đều phải chết nhưng mà Lưu Phong lại không chết. Tuy rằng bị một chút tiểu thương, nhưng không trở ngại. Đạo tể trưởng giáo tâm tư quay ngược trở lại. Lão suy nghĩ, chuyện về Tiểu Linh Nhi đương nhiên vẫn là đừng nên dây vào. Cho ma sứ giả đại nhân, phỏng chừng cũng không thể nào dựa vào được. Tuần thiên sứ giả không giúp cũng thôi. Bạch Diệu trong lòng khiếp sợ cũng không so với đạo tể. Sư huynh Bạch Hoa tự bạo thì uy lực lớn bao nhiêu, so với ai khác lão đều rõ ràng. Lão thật sự khó có thể tưởng tượng Lưu Phong rốt cuộc như thế nào sống sót. Sứ giả đại nhân, chuyện này nên như thế nào cho phải? Đạo tể trưởng giáo cố ý hỏi, ngài không phải nói ngay cả là Đại La Thượng Tiên đều phải chết. Ta sao biết tiểu tử kia mệnh cao như vậy? Bạch Diệu thổn thức không thôi. Không phải mệnh cao, đạo tể trưởng giáo khó ghìm được thốt ra một câu, điều này không phải chứng minh tu vi của Lưu Phong sao? Ngừng một chút, đạo tể trưởng giáo đi thẳng vào vấn đề nói, sứ giả đại nhân, chuyện của Tiểu Linh Nhi ta rút khỏi. Ta không muốn xen vào, tùy các người tự làm. Lớn mật, đạo tể, ngươi không ngờ dám trái ý của ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúa công của ta giáng tội? Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, Bạch Diệu trong lòng thật tức giận a. Đừng vội vàng ở trước mặt ta khoe uy phong. Ngài cứ ứng phó qua được cửa trước mắt này rồi nói sau. Đạo tể nói với Bạch Diệu rồi liếc mắt nói thêm, kẻ địch đang đến đây. Bạch Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần Thủy Giao, Thủy Mỹ Nhi, Trương Mỹ Nhân ba vị tiên tử đang đến gần, vẻ mặt đầy sát ý mà oán hận chừng mắt nhìn lão. Bạch Diệu lập tức liền luống cuống, nếu tam nữ này liên thủ đánh thì lão một chút phần thắng cũng không có. Có lẽ lão ngay cả hai người liên thủ đều đánh không lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi không định làm gì chứ? Bạch Diệu thua người nhưng không chịu kém thế nên lấy hết sức lớn tiếng hỏi. Lấy mạng của ngươi. Trương Mỹ Nhân trả lời thẳng, tuyệt không dài dòng. Đợi đã. Bạch Diệu rốt cục hoảng sợ, hắn thấp giọng giải thích, Lưu Phong cũng không phải là ta làm bị thương. Đó là sư huynh ta Bạch Hoa gây ra, sư huynh ta người thì đã chết, cừu hận này cũng nên hiểu rõ. Các ngươi phải lấy Thiên Lôi kiếm, vậy ta không tranh giành với các ngươi. Giữ mạng quan trọng hơn a. Ừ. Thủy Mỹ Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là lũ chó của Bạch Huyền Y, cho nên ngươi chết chắc rồi. Bạch Diệu vội vàng hướng đạo tể trưởng giáo nháy mắt, hy vọng lão có thể đứng giữa điều đình một chút. Ai ngờ đạo tể trưởng giáo cũng ngẩng đầu nhìn không trung rồi cứ thế liền không để ý tới lão. Đạo tể trưởng giáo lúc này cũng là có khổ nói không nên lời. Mẹ nó, lão tử đi theo các ngươi mệt quá. Hiện tại mắt thấy các ngươi không được, ta vì sao còn muốn đi theo các ngươi đi ăn phân. Đạo tể trưởng giáo đã sáng tỏ là muốn cùng Bạch Diệu cắt đứt quan hệ. Ầm vang. Ngay tại lúc mấu chốt này, phía trước cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Ngay sau đó vô số đạo sấm chớp từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Thiên Lôi kiếm xuất thế. Đạo tể trưởng giáo lập tức hô to một tiếng liền chạy vội đến. Tần Thủy Giao thấy Thiên Lôi kiếm xuất thế, tự nhiên cũng liền bất chấp chuyện sống chết của Bạch Diệu, vội vàng phi thân đến bảo vệ cho Đình Nhi. Giờ phút này giữa không trung lôi điện lóe ra, nơi nơi đều là uốn lượn tia chớp cùng tiếng sấm vang dội. Tại nơi lôi điện đang tụ tập, một thanh kiếm tiên quanh thân bao kín sấm chớp đang ở chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Từ phía chân trời lôi điện không ngừng nhằm kiếm tiên kia giáng xuống. Hảo kiếm, Bạch Diệu có chút mắt thèm, đáng tiếc tình thế lại đáng sợ. Giờ phút này lão không có ưu thế gì nên căn bản là không thể đi cạnh tranh kiếm tiên kia, đành phải chảy nước miếng rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, trước bảo vệ tính mạng rồi nói sau.
lão chuẩn bị ở Vân Mộng Trạch ẩn núp vài ngày, nghĩ biện pháp cướp Tiểu Linh Nhi rồi trở về. Nói như vậy thì chuyện Bạch Huyền Y giao phó cũng còn được việc. Nếu không Bạch Hoa bị chết mà lão một mình trở về, cũng là chỉ còn đường chết. Mấy vị tỷ tỷ, ta đi trước. Đình Nhi lơ lửng giữa không trung, lại có thể cảm giác được thiên lôi kiếm kia đang kêu gọi chính mình. Hơn nữa Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cũng không ngừng mà rung lên. Dường như ở cảm ứng được điều gì, cho nên Đình Nhi quyết định tự mình đến chỗ lôi điện tụ tập để thu phục kiếm tiên. Soát. Đúng lúc này, Ngọc Lưu Ly kiếm tiên trong tay Đình Nhi đột nhiên liền mất đi khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, ở giữa không trung xoay quanh bay múa. Lại một lát sau, Ngọc Lưu Ly kiếm tiên đột nhiên quay đầu hướng về phía chỗ sấm chớp tụ tập. Thiên lôi kiếm lập tức hưởng ứng, cũng hóa thành một đạo lưu quang cùng Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cùng nhau bay múa, giằng co, trên bầu trời tia sáng kỳ dị không ngừng thật huyền diệu. Âm vang, một âm thanh vang lên, đột nhiên thiên lôi kiếm và Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cùng hướng mà đi rồi va chạm cùng một chỗ, ở giữa không trung hóa ra chùm tia lửa tuyệt đẹp. Không tốt, Đình Nhi thầm hô một tiếng, vội vàng phi thân tiến lên. Bởi vì nàng cảm ứng được Ngọc Lưu Ly kiếm tiên của mình đã bị thiên lôi kiếm đâm cháy, tinh khí của kiếm cũng bị thiên lôi kiếm hút lấy. Đình Nhi cẩn thận, đám người Tần Thủy Giao mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Đình Nhi, chỉ cần nàng một khi lâm vào trong nguy hiểm liền ra tay cứu giúp. Quanh người Đình Nhi tràn đầy hào quang bạch ánh sáng. Chúng quấn chặt quanh người nàng nên thuận lợi tiến nhập khu vực sấm chớp. Thiên lôi kiếm dường như cũng biết Đình Nhi đã đến, không ngờ tự phi đến lơ lửng trước người nàng. Nhưng lúc Đình Nhi đưa tay ra bắt, nó lại hóa thành một luồng sấm chớp bay nhanh mà trốn. Đình Nhi không chịu buông tha tăng tốc đuổi theo. Một người một kiếm, cứ như vậy ở giữa không trung truy đuổi không ngừng, nhưng Đình Nhi trước sau không sao bắt được thiên lôi kiếm. Thiên lôi kiếm dường như sớm hiểu rõ nên vô cùng gian xảo, thậm chí có chút ý định cố tình trêu chọc Đình Nhi. Đuổi theo nửa ngày, Đình Nhi có chút kiệt lực, mệt mỏi không tiếp tục được nên đành đứng lại, trong đầu lại khẩn trương nghĩ biện pháp, hy vọng có thể mau chóng thu phục thiên lôi kiếm rồi về gặp lão công. Hoa Hạ đế quốc, phủ nguyên soái bộ binh, Nhạc Tử Lân đến Phúc Thành điều binh, nhưng lại ngoài ý muốn từ Mộ Dung Lôi điều được 10 vạn đại quân trợ giúp, Cao Lệ nữ vương Phỉ Nhi cũng phái 10 vạn đại quân. Lão lần này đến Phúc Thành, tính tổng cộng huy động 30 vạn đại quân. Nay đưa về đã phân chia ra 4 cổng thành, cùng Hoàng Thành thủ bị quân bảo vệ kinh đô. Cuộc chiến bảo vệ kinh đô tiến hành đến bây giờ, tình thế đã càng ác liệt. Khi đạn đại bác giảm đi thì áp lực lên tướng sĩ giữ thành càng lúc càng lớn. Hơn nữa từ Yến Kinh truyền đến tin tức, Yến Vương đã quyết định tạm không xuất binh, chuẩn bị đến ngày kinh đô bị phá thì tự lập làm hoàng đế. Yến Vương làm điều này hoàn toàn phá tan hy vọng tạo ra cục diện chó cắn chó của bọn họ. Thiếu viện trợ của Yến Vương, hiện giờ chỉ có thể là cùng tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương ra tử chiến. Phụ thân, người vẫn còn lo lắng. Tình Nhi mặc quần áo rực rỡ, nhưng trên khuôn mặt kiều diễm lại không thể nào vui vẻ. Lưu Phong đi rồi nhiều ngày cho tới bây giờ cũng không có tin tức khiến trong lòng nàng luôn lo lắng. Đúng vậy, ta lo lắng việc bảo vệ kinh đô khó chống đỡ đến khi Phong Nhi trở về. Nhạc Tử Lân thở dài nói, Yến Vương tặc tử này. Lần này cũng là làm một lựa chọn sáng suốt nhất. Cố thủ Yến Kinh, thật sự là thượng sách a. Sẽ không sao, Tình Nhi cười nói, phụ thân yên tâm. Cho dù lão công không trở lại kịp thì không phải còn có nhóm nữ quyến sao. Con cùng Hương Quân tỷ tỷ đều thương lượng tốt lắm. Khi thật sự không tốt thì sẽ điều thần thánh quân đoàn sớm lại đây. Nghe được thần thánh quân đoàn, Nhạc Tử Lân lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nữ nhi. Trong khoảng thời gian này cùng Lý Hương Quân, Khuynh Quốc ở chung có, hợp không? Ân, Tình Nhi cười nói, chúng con hiện tại thân như tỷ muội. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, ta an tâm. Nhạc Tử Lân thở dài một tiếng, nói, chính là không biết tương lai ai làm hoàng hậu. Nữ nhân bên người Phong Nhi, mỗi người đều ưu tú xuất chúng, nếu là người bình thường. Tùy tiện chọn một người như vậy đã là cả đời hưởng thụ vô cùng rồi. Có điều tiểu tử này chính là diễm phúc khôn cùng. Phụ thân, con cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm hoàng hậu. Chỉ cần về sau con có thể cùng lão công mỗi ngày cùng một chỗ, con liền cảm thấy mỹ mãn. Tình Nhi cười nói, kỳ thật tỷ muội chúng con đều nghĩ như vậy. Quên đi, đó là việc của các ngươi tự mình xử lý. Nhạc Tử Lân thản nhiên nói, ta nha, vẫn là cùng Vương Đức Vọng cố thủ Vĩnh Định Môn. Sau khi Bạch Khiết mang theo Lưu Phong trở lại Phiêu Miểu Cốc,
vội vàng vận công, đả thông kinh mạch bị hao tổn của Lưu Phong. Một lúc lâu sau, Lưu Phong rốt cục cũng tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn Bạch Khiết cười khổ một tiếng, nói, mệnh là vẫn còn, tuy nhiên tu vi của ta. Bạch Khiết biết Lưu Phong định nói gì, vội vàng lấy tay chặn miệng hắn lại, rồi nói, tiểu tình nhân cái gì đều đừng nói nữa, bây giờ cứ làm theo lời của ta, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thương thế của ta biết. Lưu Phong vẻ mặt có chút cô đơn, cái dạng thương tổn này, về sau như thế nào có thể cùng Bạch Huyền Y tặc tử kia tranh đấu. Hãy nghe ta nói, ngươi sẽ không có việc gì. Ta hiện tại là linh thể, nếu ta và ngươi lúc này tiến hành song tu, thương thế của ngươi chắc chắn sẽ khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn có thể tăng lên rất nhiều. Bạch Khiết vội vàng nói ra dự tính của mình. Lưu Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi, ta đây sẽ không bị hấp thành xác khô chứ. Nhìn điệu bộ nghiêm trang của Lưu Phong, Bạch Khiết xì một tiếng cười, ngón tay dí nhẹ vào đầu hắn, cười nói, ngươi nha, lúc này vẫn còn nhớ lời của ta sao? Sẽ không, hiện tại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật từ thời điểm ngươi thất anh đại thành thì cũng đã có thể rồi. Là chính ngươi nhát gan, nên không dám tiến tới đối với người ta. Thật sự sao? Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay nắm ở vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Khiết, cười cười, như vậy có thể nói, ta rốt cục đã có thể đặt ngươi dưới thân rồi. Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng mở áo nữ nhân, ngón tay không chậm trễ thâm nhập vào trong đó, khẽ khẽ vuốt dọc theo tấm lưng nõn nà của nàng. Dưới sự của vuốt ve nam nhân, khuôn mặt Bạch Khiết từ từ trở nên hồng nhuận, ngay khi bàn tay Lưu Phong chuẩn bị chụp lên bộ ngực của nàng. Bạch Khiết liền nắm lấy cổ tay của hắn, bên trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ thẹn thùng vô hạn, nàng thấp giọng nói, đừng vội, ngươi còn có chuyện tình cần phải làm ngay. Chỗ Đình Nhi đang thu phục Thiên Lôi kiếm có thể gặp một chút vấn đề nhỏ, bây giờ ngươi nên thả Hạo Thiên kiếm đi ra ngoài, trợ nàng giúp một tay. Thiên Lôi kiếm sớm có linh tính, hơn nữa kiếm này tính tình cứng rắn. Cho dù biết rõ Đình Nhi nhất định sẽ trở thành chủ nhân, nó cũng sẽ không dễ dàng hàng phục. Ân, ngươi nói đúng. Lưu Phong vội vàng xuất ra Hạo Thiên kiếm, phóng bay ra. Chủ nhân, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, Thiên Lôi kiếm tiểu tử kia giao cho ta đi. Trong đầu Lưu Phong truyền đến truyền âm của Hạo Thiên kiếm. Chương 958, Kinh Đô huyết chiến, Vân Mộng Trạch tình cảm mãnh liệt. Sau khi kiếm linh Hạo Thiên kiếm lao ra khỏi phòng thì Lưu Phong cũng không còn lo lắng cho Đình Nhi nữa. Tay hắn bắt đầu du ngoạn trên người Bạch Khiết hành thạo vuốt ve khiêu khích nữ nhân. Bạch Khiết nhẹ nhàng cắn môi nói nhỏ, người ta là lần đầu tiên, ngươi phải thương tiếc người ta. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng lại kích động a, yên nào, hưởng phúc với xử nữ ngàn năm thì hỏi rằng ai đã từng gặp qua a. Tay Lưu Phong quàng quanh eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay từ cổ áo tiến vào ôm lấy đôi tuyết lê cao vút mềm mại. Nam nhân vuốt ve làm trên mặt Bạch Khiết lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Xem ra dù là người ngàn năm nhưng Bạch Khiết vẫn còn có chút thẹn thùng. Không ngờ nàng quay người sang chỗ khác không dám nhìn Lưu Phong. Lưu Phong nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại của nàng lại để dựa vào trong lòng hắn để nàng tận mắt thấy bộ ngực sữa của mình bị nhào nặn mạnh mẽ. Tiểu tình nhân, ta thật thoải mái. Bạch Khiết nói nhỏ một câu lập tức liền xấu hổ quá nhắm tịt mắt lại không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ. Bảo bối đến tột cùng a, nàng lại là xử nữ ngàn năm a. Trong lòng Lưu Phong xúc động, vội vàng cúi hôn làn môi anh đào ướt át của nữ nhân. Bạch Khiết né tượng trưng vài lần nhưng cuối cùng vẫn để Lưu Phong hôn môi nàng. Thậm chí còn rụt rè đưa lưỡi thơm ngát vụng về mút đầu lưỡi nam nhân. Theo những nụ hôn bất tận, hơi thở của Bạch Khiết cũng trở nên dồn dập hơn, màu hồng trên gương mặt cũng càng thêm đậm đà. Nàng chủ động vươn cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ nam nhân như sợ hắn đột nhiên bỏ đi. Đôi mắt long lanh của Bạch Khiết khép hờ, từ đôi mắt huyền mê người tỏa ra nét thẹn thùng vô hạn. Đã bao năm tháng trôi qua nàng đều vẫn tuân thủ giữ gìn bản thân mình nghiêm ngặt. Nhưng giờ lại gặp phải oan gia khiến nàng không thể không từ bỏ sự rụt rè để hưởng thụ hạnh phúc vốn dành cho nữ nhân. Tay Lưu Phong đã nhẹ nhàng vuốt ve xuống phía dưới. Khi đầu ngón tay lướt qua thì thân thể nữ nhân lập tức liền hơi run rẩy. Cùng lúc đó, đầu lưỡi Lưu Phong cũng bắt đầu khiêu khích ở ngực nữ nhân. Thuật ngữ nữ của Lưu Phong đã đại thành, cho dù có bảo hắn là tông sư gì đó thì cũng chưa nói được hết level. Chỉ một hồi công phu là thân thể Bạch Khiết cũng đã dần dần mềm ra. Cái lưỡi thơm tho của nàng không ngừng cùng đầu lưỡi nam nhân cuộn vào nhau. Hai tay cũng không tự chủ được bắt đầu vuốt ve ở trên người nam nhân.
nụ hôn nồng nhiệt cũng làm Bạch Khiết thở không nổi nhưng muốn ngừng mà không được. Trước khi gặp Lưu Phong, Bạch Khiết kỳ thật cũng không yêu thích thuật phòng the. Khi đó nàng một lòng theo đuổi thiên đạo, còn chuyện khác đều không quan tâm. Đến khi gặp Lưu Phong thì cuộc sống của nàng mới từ từ thay đổi. Nhất là lúc ẩn trong tam phân quy nguyên đan nên nhiều lần thưởng thức Lưu Phong cùng nữ nhân thể hiện tình cảm mãnh liệt đã khiến nàng dần dần bắt đầu sinh ra ý tưởng khác thường. Nghĩ lại quá khứ, Bạch Khiết cảm thấy may mắn lớn nhất của mình kiếp này chính là gặp tên oan gia này. Lúc trước nàng bị người khác ám toán chỉ còn lại thần thức, trời mới biết năm nào tháng nào có thể phục hồi như cũ. Vốn nàng nghĩ điều đó nhất định là quá trình vô cùng gian nan. Nhưng sau khi gặp Lưu Phong thì mọi thứ đều trở nên đơn giản như vậy, tam nguyên nhanh chóng hợp nhất. Hơn nữa lại chiếm được thành tựu lớn lao, nhất là bây giờ, nàng đã trở thành linh thể. Tuy rằng hiện giờ nàng chưa phi thăng thành tiên, nhưng một thân tu vi so với tiên nhân bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Vinh hiển lớn lao như thế đều là bởi Lưu Phong ban tặng. Trong mấy năm ở chung dần dần Bạch Khiết phát hiện mình đã động lòng phàm, trong lòng đã có hình bóng tên oan gia này. Nhất là mỗi lần nhìn hắn cùng nữ nhân khác kích tình thì nàng hận mình không thể là nữ nhân kia. Hôm nay vừa khéo gặp lúc Lưu Phong trọng thương. Đúng dịp cần song tu cứu mạng nên nàng không chút do dự quyết định giao thân mình cho Lưu Phong. Gương mặt nàng hồng lên, đôi mắt huyền khẽ chớp thật mê hồn, má lúm đồng tiền như được thoa lớp phấn đỏ vì xấu hổ. Đôi cánh tay ngọc ngà ôm chặt lấy hai vai rộng lớn của nam nhân, hơi thở càng lúc càng hổn hển. Lưu Phong biết thời cơ đã thành thục, vội vàng đưa tay cởi bỏ y phục nữ nhân. Thân hình uyển chuyển mềm mại của Bạch Khiết liền lập tức hiện ra trước mắt nam nhân. Tiểu tình nhân, chỗ đó của người ta nóng đến khó chịu. Hạ thân Bạch Khiết xuất thủy liên hồi, thân hình trắng nõn khẽ run đến mê người. Tay Lưu Phong sau khi xoa mỹ đồn nữ nhân thì dùng sức nâng kiều đồn lên liền động thân tiến vào. Bạch Khiết cũng không có phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sự rên rỉ của nàng hiển nhiên là vô cùng sung sướng. Bạch Khiết là nguyên thần thể tiến hóa thành linh thể nên xem như không thuộc nhân loại. Căn bản là không có nói gì đến màng trinh. Vì vậy lần đầu tiên của nàng và nữ nhân khác có chút bất đồng, không xuất hiện đau đớn. Từ đầu đến cuối đều là hưởng thụ. Do nam nhân tấn công, hạ thân nữ nhân truyền tới khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Ngón tay ngọc ngà không ngừng vuốt ve lưng nam nhân, môi anh đào cũng nồng nhiệt không ngừng hôn lên môi lên cổ nam nhân. Lưu Phong dường như cũng hoàn toàn quên vết thương của mình để tận tình hưởng thụ sự dịu dàng và kích tình nồng nhiệt của xử nữ ngàn năm Bạch Khiết. Bạch Khiết tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng vì đã được xem nhiều lần nên hiểu được kỹ xảo. Cũng nhiều, mỹ đồn trắng nõn không ngừng ra sức uốn éo khiến bổng bổng nam nhân càng thêm xâm nhập. Hơn nữa trong miệng cũng liên tục hô lên một ít dâm ngữ để trợ hứng. Sau nửa canh giờ thì thân thể nữ nhân run bắn lên, một luồng nguyên âm ấm áp lập tức thông qua âm huyệt tiến vào cơ thể Lưu Phong. Hạ thân Lưu Phong đang ở hạ thể nữ nhân liền hấp thu, theo dòng nước ấm bắn nhanh thì một đạo nhiệt lực cũng truyền qua. Đến lúc này hai người đạt tới cảnh giới âm dương giao hòa. Lực lượng trong cơ thể không ngừng trao đổi dung hợp. Thất đại nguyên anh trong cơ thể Lưu Phong vốn đã hơi ủ rũ nay được nguyên âm của Bạch Khiết tưới tắm thì thần của tinh tú lập tức trở nên sáng láng. Nét mặt mỗi người đều tỏa sáng rồi thất tinh bắt đầu tuần hoàn khiến cho trong người Lưu Phong bừng bừng sức sống. Chẳng bao lâu sau tổn thương kinh mạch trong người cũng đã chữa trị đến một nửa. Sau trận tình cảm mãnh liệt Bạch Khiết thở hổn hển, trên thân mình xích lõa đầm đìa mồ hôi. Nàng nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng nam nhân, hai tay vuốt ve khắp thân thể cường tráng của nam nhân. Còn Lưu Phong lại đặt tay lên bộ ngực sữa của nữ nhân nhẹ nhàng xoa nắn, hiển nhiên là ước mong vẫn còn. Đôi mắt Bạch Khiết khép hờ, gương mặt đỏ ửng tràn đầy vẻ thẹn thò sau cao trào, nhưng tay lại không tự chủ được liền sờ bổng bổng nam nhân. Lưu Phong cắn vành tai trong suốt của nàng nhẹ nhàng hỏi, bảo bối, thích không? Chúng ta lại thêm lần nữa. Bạch Khiết mới nếm thử hương vị dục tiên dục tử kia thì trong lòng đương nhiên là nguyện ý bằng mọi giá. Huống hồ thương thế của Lưu Phong chưa khỏi hẳn nên hai người còn phải cố gắng. Theo đúng nghĩa nghiêm khắc mà nói thì lần vừa rồi của hai người kỳ thật không tính là song tu, hoàn toàn chỉ là làm tình. Tuy nhiên Bạch Khiết dù sao vẫn là linh thể, nguyên âm phun trào đích thực bổ dưỡng xiết bao. Lưu Phong hôn làn môi anh đào của nàng khẽ khàng nói, lần này cần nhớ rõ song tu. Bạch Khiết đỏ mặt cười, khẽ gắt một tiếng mà nói, là oan gia nhà ngươi không chịu nhớ rõ thì có. Bảo bối, đừng thẹn thùng, lại đến. Cùng linh thể làm tình thì hương vị hiển nhiên khác hẳn cùng người thường làm tình. Lưu Phong nóng lòng lại đến một lần nữa.
bàn tay tiếp tục ở nơi riêng tư của nữ nhân chuẩn bị. Bạch Khiết mới nếm thử mây mưa nên khả năng tự chủ cũng không cao, làm sao chịu được nam nhân liên tục khiêu khích. Hai người lại bắt đầu vật lộn đại chiến. Không sai là lúc này hai người đang hưởng thụ rất nhiều, nhưng không quên song tu, linh thể và nhục thể giao hòa. Lực lượng linh thể không ngừng chữa trị hao tổn kinh mạch của Lưu Phong. Hai anh khai dương, Diêu Quang được khôi phục đầu tiên cũng bắt đầu tự phát phóng thất thải thần lực giúp đỡ chữa trị kinh mạch trong cơ thể chủ nhân. Kể từ đó, trong nguyên âm của Bạch Khiết liền dung hợp chút ít thất thải thần lực, khiến cho lực lượng của nàng càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ. Bên trong lực lượng màu trắng nhàn, nhà xuất hiện màu vàng lợt của thất thải. Bạch Khiết rõ ràng cảm ứng được sự biến đổi lực lượng của mình thì trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng lại càng động tình càng mạnh mẽ kích thích hương đồn nảy nở để chủ động công kích. Đình Nhi sau khi nghỉ ngơi bắt đầu tiếp tục truy đuổi thiên lôi kiếm. Do ngọc lưu ly kiếm tiên của mình đã bị hủy nên nàng tuyệt đối không thể dễ dàng để cho thiên lôi kiếm chạy thoát. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy thiên lôi kiếm cùng mình là có cảm ứng. Nhưng mà nó cố ý cùng với mình chơi trò trốn tìm. Đám người Tần Thủy Giao nóng lòng nhìn xem nhưng lại không thể hỗ trợ. Linh kiếm chọn chủ thì người ngoài không thể giúp được gì. Đại tỷ, nghĩ thử biện pháp A, xem chúng ta có cách nào có thể giúp cho Đình Nhi. Trương Mỹ Nhân có chút sốt ruột. Tần Thủy Giao lắc đầu nói, chúng ta không giúp được Đình Nhi, chỉ có thể nhìn vận may của nàng. Các ngươi không giúp được nhưng ta có thể A. Hạo Thiên kiếm hóa thành nhóc đầu bóng loáng hiện ra trước mặt chúng nữ nói tràn đầy tự tin, kia chẳng phải là thiên lôi kiếm sao. Tiểu tử này chỉ cần ta ra tay thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhóc đầu bóng loáng, ngươi là trẻ nhà ai? Đừng ở đây nói nhảm. Mộ Dung Tuyết đi tới đưa tay vuốt ve trên đầu rồi cười nói, nơi này rất nguy hiểm, đi chỗ khác chơi. Trương Mỹ Nhân cũng nhận ra xuất xứ nhóc đầu bóng loáng liền cười nói, Hạo Thiên kiếm đừng nghịch ngợm, còn không mau đi giúp Đình Nhi hàng phục thiên lôi kiếm đáng ghét kia. Cẩn thận không ta tìm Phong Nhi tố cáo ngươi đó. Đừng, chủ mẫu xinh đẹp, ta đi ngay đây. Nói xong, nhóc đầu bóng loáng hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc nhanh nhẹn chạy đi. Thiên lôi kiếm lúc mới cảm ứng được khí tức của Hạo Thiên kiếm thì rõ ràng có chút sợ hãi. Nó vội vàng lui về phía sau trốn tránh, không hề dám chơi trò trốn tìm với Đình Nhi nữa. Đình Nhi thấy nhóc đầu bóng loáng đến liền vội vàng hỏi, chủ nhân ngươi thế nào rồi? Chủ nhân của ta đang hắc. Nhóc đầu bóng loáng vốn định nói chủ nhân của ta đang hắc hưu. Nhưng thốt ra từ hắc thì hắn vội vàng ngậm miệng lại. Chủ nhân từng nói qua, nữ nhân thích ăn giấm chua nên việc này không thể nói rõ được. Chủ nhân đang dưỡng thương, hắn lo lắng cho người, nên sai ta lại đây trợ giúp người một tay. Nhóc đầu bóng loáng nói rất nghiêm túc. Đình Nhi nghe vậy thì trong lòng cảm động trăm điều. Tên gia hỏa này vì mình mà bị thương như vậy, nhưng không ngờ trong lòng vẫn nghĩ đến mình, thật sự là nam nhân tuyệt hảo à. Thiên lôi kiếm, ngươi nha, được chủ mẫu xinh đẹp của ta ưng ý là phúc khí tám đời nhà ngươi, vậy mà ngươi lại còn rằng dai gì nữa. Còn không mau lại đây xin chủ mẫu tha tội. Nhóc đầu bóng loáng dạng chân lơ lửng giữa không trung giống lên với thiên lôi kiếm mà thóa mạ, con mẹ nó, chủ nhân của bởi vì ngươi mà đến giờ đang bị thương. Nếu không phải đặc tính của ngươi và chủ mẫu của ta tương xứng thì bây giờ ta liền biến ngươi thành một đống sắt vụn. Thiên lôi kiếm dường như có thể hiểu lời của Hạo Thiên kiếm nên hình như có chút tức giận. Thân kiếm không ngừng điều chỉnh, sấm sét trên thân kiếm càng tập trung dày đặc hơn. Ầm vang. Đột nhiên, thiên lôi kiếm nhằm nhóc đầu bóng loáng hung hăng chém một nhát, những tia chớp lớn nhỏ phóng ra tựa như một con rồng dài giáng tới. Nhóc đầu bóng loáng không hề phòng bị nên trúng một kiếm mặt mày xám ngoét. Tuy nhiên điều kỳ quái là một kiếm lợi hại như vậy hình như lại được nhóc đầu bóng loáng coi như không có việc gì. Hắn đưa tay sờ sờ đầu bóng loáng của mình mà hầm hừ, con mẹ nó. Mặt mũi vậy mà không biết xấu hổ, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Hạo Thiên kiếm bị thiên lôi kiếm khiêu khích nổi giận lập tức biến thành thanh kiếm ảo chém thẳng tới. Thiên lôi kiếm lại ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị tiếp tục công kích. Tốc độ Hạo Thiên kiếm cực nhanh, vượt xa thiên lôi kiếm. Ngay lúc thế công kích của nó còn chưa hình thành thì Hạo Thiên kiếm đã vọt tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại chát chúa vang lên, thiên lôi kiếm đã bị Hạo Thiên kiếm đánh ngã lăn trên mặt đất. Lập tức Hạo Thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc đáp xuống. Khi hạ xuống đất lại hóa thành nhóc đầu bóng loáng, một chân dẫm lên thiên lôi kiếm đang muốn bay đi. Hắn nhìn hai bên rồi nhặt lên một tảng đá trên mặt đất cứ nhằm thân của thiên lôi kiếm hung hăng nện xuống.
mỗi một cú đánh đều có một đạo hào quang tử kim sắc đi theo. Thiên lôi kiếm không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra nổi. Sấm sét trên thân kiếm không ngờ cũng dần dần phai nhạt đi. Đình Nhi cùng đám người Tần Thủy Giao phi thân đến đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. Sợ Hạo Thiên kiếm phá hỏng nên Đình Nhi vội vàng cất tiếng cầu xin, Hạo Thiên kiếm, thả nó đi. Linh kiếm tự mình chọn chủ, nếu nó không muốn đi theo ta thì quên đi. Nó dám. Nhóc đầu bóng loáng thả thiên lôi kiếm mà nói như uy hiếp, con mẹ nó, chờ chủ mẫu ta đi rồi, thì ta quay lại liền biến ngươi thành phế liệu. Thiên lôi kiếm sau khi được tự do liền hóa thành một tia chớp thử bay lắc lư một chút liền lao về phía Đình Nhi, tự mình lọt vào bàn tay của Đình Nhi nói gì cũng không rời đi. Đình Nhi hiểu ý cười rồi nhẹ nhàng hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta. Thân của thiên lôi kiếm rung động một hồi biểu thị nhu cầu nhận chủ cấp bách của mình. Đồ bán thành phẩm, nếu sớm biết như thế thì làm gì lúc trước. Nhóc đầu bóng loáng cười hắc hắc, oán giận nói vài tiếng với thiên lôi kiếm rồi lập tức lại nhìn Đình Nhi nói, chủ mẫu xinh đẹp, bây giờ người có thể lấy máu nhận chủ. Đình Nhi gật gật đầu, cắn đầu ngón tay trích ra giọt máu tươi nhỏ xuống thân thiên lôi kiếm. Đợi sau khi thiên lôi kiếm hấp thu máu của Đình Nhi, thân kiếm vốn ảm đạm lập tức phóng ra tia sáng kỳ dị, trong lúc đó phía chân trời lại truyền đến tiếng sấm âm vang. Mối liên hệ giữa Đình Nhi và thiên lôi kiếm lập tức chặt chẽ rất nhiều, tay phải nàng nắm chặt thiên lôi kiếm tràn đầy tư thế oai hùng. Trên thân kiếm lập tức bắn ra một tia chớp phóng thẳng tận trời mây vang vọng khắp gầm trời. Đạo tể trưởng giáo cùng đám người tu chân giả liên quan trợn mắt trong lòng hâm mộ không thôi. Có điều bọn họ cũng tự hiểu là với tu vi nhỏ nhoi của mình thì chớ nên có hy vọng xa xôi làm gì. Lưu Phong và Bạch Khiết cũng không biết triền miên bao lâu cho đến hai người lâm vào tình trạng kiệt sức mới dừng trận kích tình mãnh liệt. Mới chợp mắt một hồi thì hai người lại cùng thức tỉnh. Nhớ tới trận điên cuồng lúc nãy Bạch Khiết ngượng ngùng tới cực điểm. Lưu Phong đưa tay khẽ vuốt nơi riêng tư của nữ nhân cười hỏi, đau không? Bạch Khiết thỏ thẻ, không đau, chỉ là có chút mệt mỏi. Lưu Phong trong lòng mừng thầm không thôi, linh thể quả thực không khác nữ nhân bình thường mấy, về sau hẳn là mình còn hưởng thụ dài dài. Hắn mỉm cười nói, bảo bối, ta làm sao vẫn còn cảm giác còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày tới chúng ta có thể mỗi ngày làm vài lần chứ? Gương mặt xinh đẹp của Bạch Khiết ửng đỏ, nhẹ giọng nói, đâu có linh nghiệm nhanh như vậy, cũng còn phải vài lần. Nhìn thấy dáng vẻ nàng thẹn thùng khiến Lưu Phong hơi động tâm, hắn đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng nói, không bằng bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Làm đến khi xuất thủy chẳng phải rất tốt sao? Bạch Khiết đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng rồi nói, thôi đi, nguyên âm của người ta đều đã bị ngươi hấp thu cả, đợi ngày mai mới lại có được. Lưu Phong giật mình, có lẽ nguyên âm của bảo bối với sữa trâu của mình giống nhau, mỗi ngày lại sinh ra thêm à. Nghĩ đến đây, Lưu Phong ha hả nở nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc thì thầm nghĩ, có lẽ Đình Nhi cũng xong rồi. Phòng trưng các nàng sẽ nhanh chóng trở về. Bảo bối, vậy hôm nay nàng cứ để như vậy, ngày mai tiếp tục. Nhưng nói đi còn phải nói lại, trước kia nàng thực sự chưa làm qua sao? Tại sao kinh nghiệm lại phong phú như thế? Lưu Phong tùy ý hỏi một câu. Bạch Khiết nũng nịu trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong mà nói, còn hỏi sao, không phải là học theo ngươi. Mỗi ngày ta đều phải xem ngươi phong lưu. Ha ha, thì ra là thế. Sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ. Tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương ra đánh mãi không được khiến cho lão bực bội không thôi. Binh khí vương bài của đối phương chính là cương pháo. Vì thế Tĩnh Vương ra đợi đến đêm khuya lựa chọn mấy trăm tên huyết vệ, lựa chọn Thiên Định Môn là nơi có lực lượng phòng thủ yếu nhất mở cuộc tấn công theo kiểu tự sát. Số huyết vệ này bất kể sống chết lao từ trên không đến. Chỉ huy giữ Thiên Định Môn là Trương Trạch Thiên vội vàng cho người đi cầu viện Vương Đức Vọng. Cùng lúc đó chỉ huy pháo thủ không ngừng oanh kích. Mặt khác cung tiễn thủ cũng bắn trận mưa tên như chút. Nhưng đám huyết vệ này cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa cứ hăng hái lao thẳng lên phía trước. Một vài huyết vệ thậm chí còn ôm thi thể đồng bọn trước ngực dùng làm lá chắn không ngừng tấn công đến. Sau nửa canh giờ, có sự trợ giúp của Tĩnh Vương ra lại thêm hy sinh mấy trăm huyết vệ, rốt cục có mười mấy tên huyết vệ thành công leo lên được tường thành cổng Thiên Định Môn. Nếu nói về cận chiến thì mỗi huyết vệ đều có thể lấy một địch trăm. Trên tường thành lập tức liền xảy ra hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng quát tháo. Sự hỗn loạn nhanh chóng cho phép càng ngày càng nhiều huyết vệ vọt lên tường thành. Bọn họ đầu tiên đánh chết pháo thủ, khiến cho quân tiến công dưới mặt đất càng hoan hỉ thuận lợi xông lên.
Ầm vang, không có cương pháo uy hiếp nên quân tiến công dưới đất đã đẩy được 10 khẩu Hồng Y đại pháo đến tầm bắn cần thiết rồi đồng loạt nhằm mục tiêu, bắt đầu liên tục oanh kích. Rốt cục, một đoạn tường thành bị tập trung oanh kích đã sập xuống khiến cho trận địa phòng ngự vốn kiên cố bị phá ra một lỗ hổng. Chủ tướng Trương Trạch Thiên vội vàng chỉ huy thủ bị quân phòng ngự. Có điều bọn hắn căn bản là không giữ được. Đánh giáp lá cả thì tứ đại quân đoàn so với thủ bị quân mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Còn người phái đi xin cầu viện về nói bốn cửa thành chỗ bị công kích đại quy mô, căn bản là không có cách nào điều quân cứu viện. Chỉ có điều còn may là ba cửa thành khác đến lúc này còn chưa bị phá. Đứng ở tường thành, Trương Trạch Thiên cũng biết cục diện hoàn toàn không khống chế được nữa. Đại thế đã mất, Thiên Định Môn giữ không nổi nữa rồi. Quân Cảm Tử và lực lượng của Tĩnh Vương ra thật sự là quá mạnh, đã vượt sức người rồi. Viện quân thì không thể trông cậy vào. Lỗ hổng ở Thiên Định Môn đã được mở ra. Quân phòng thủ kinh thành đã hoàn toàn đánh mất lợi thế. Quân giữ thành lúc này bất kể là ở số lượng quân hay tố chất của từng binh lính thì đều đã kém thế rất nhiều. Đánh giáp lá cả thì 5-6 lính thủ bị quân cũng không phải là đối thủ của một tên tướng sĩ tứ đại quân đoàn. Truyền lệnh tiếp, cuộc huyết chiến cuối cùng đã tới. Trương Trạch Thiên là thuộc hạ thân tín của Vương Đức Vọng. Khi để hắn trấn thủ Thiên Định Môn có thể nói là nhận lệnh lúc lâm nguy. Hắn từng lập tờ quân lệnh người còn cửa còn, người mất cửa mới mất. Giờ mắt thấy Thiên Định Môn bị phá nên biết kết cục đã định. Hắn sao dám sống tàn những ngày còn lại. Tướng quân, giữ không nổi rồi, không bằng chúng ta trước hết. Một gã thân tín thấy tướng sĩ tứ đại quân đoàn ùn ùn như thủy triều tiến lên bèn đề nghị Trương Trạch Thiên cứ tạm rời đi trước. Đồ vô liêm sỉ này. Trương Trạch Thiên sắc mặt tái xám, đôi mắt hung dữ quát lớn thân tín của mình, truyền lệnh tiếp. Đây là cuộc huyết chiến cuối cùng. Không ai được rút lui, kẻ nào chống lệnh giết không tha. Sự lợi hại của tứ đại quân đoàn thì trong lòng Trương Trạch Thiên biết rất rõ ràng. Cửa thành đã bị phá, đại thế đã mất. Giờ phút này hắn muốn cũng không có đường rút lui, chỉ có thể lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, giết thêm tên nào được tên đó. Vương Đức Vọng sau khi nhận cầu viện của Thiên Định Môn cũng đã dự đoán được Thiên Định Môn không giữ nổi. Hơn nữa bên Vĩnh Định Môn lúc này cũng gặp đợt công kích mãnh liệt nên không rảnh mà lo cho bên kia. Rơi vào đường cùng, lão đành phải cùng Nhạc Tử Lân thương nghị một chút để phái binh đến cách Thiên Định Môn một dặm mà lập trận cố thủ dự phòng. Hơn nữa điều đến hơn 100 cương pháo mới vận chuyển đến. Cửa thành dù mất nhưng cũng không thể để tứ đại quân đoàn tiến quân thần tốc. Nếu không cho dù đảm bảo ba cổng thành không mất cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tĩnh Vương ra kẹp chặt con ngựa cao lớn toàn thân đen thui trông thật kiêu ngạo. Lão nhìn chăm chú vào thắng lợi đẫm máu sắp đến trên chiến trường. Phanh! Một tiếng, cổng lớn của Thiên Định Môn chính thức bị xe xung kích phá vỡ. Trương Trạch Thiên giờ phút này đã gọi toàn bộ tướng sĩ từ trên tường thành xuống chuẩn bị đánh chính diện. Lúc này lão chỉ còn nghĩ giết thêm quân địch càng nhiều càng tốt. Lão cầm soái kỳ tay trái, còn tay phải cầm phương thiên họa kích. Tự mình dẫn 5 vạn quân phòng vệ còn lại xuất kích từ cổng Thiên Định Môn nhằm thẳng đến tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương ra phát lệnh xung phong. Những tướng sĩ ít tuổi có chủ tướng Trương Trạch Thiên cổ vũ cũng đã quên chuyện sống chết, gần như mọi người đều muốn phấn đấu thành tử sĩ quên mình. Trương Trạch Thiên, nếu ngươi đầu hàng, ta liền tha chết cho ngươi. Tương lai còn có thể hứa cho ngươi quan to lộc hậu, Tĩnh Vương ra thản nhiên nói. Trương Trạch Thiên không cố thủ không trốn, ngược lại còn dẫn quân phản công đã vượt khỏi dự định của Tĩnh Vương gia. Ngươi là thuộc hạ của Vương Đức Vọng thuộc hạ sao? Tĩnh Vương gia mỉm cười, nói, không tệ, không hổ là quân hắn chỉ huy. Có cá tính, ta thích, ngươi đầu hàng đi, im miệng, ta thà chết không hàng. Trương Trạch Thiên lúc này lao tới chính là mưu tính đập nồi dìm thuyền. Giết kẻ nào bớt tên đó cũng coi như giảm bớt một ít gánh nặng cho quân phòng thủ sau này. Muốn chết. Tĩnh Vương ra thấy Trương Trạch Thiên không biết điều như ý thì cười gằn một tiếng, hạ lệnh bắt đầu công kích. Dưới mắt lão thì thủ bị quân căn bản là không đáng giá cùng đánh một trận. Sát! Nói xong, Tĩnh Vương ra cũng thúc giục chiến mã, tự mình mang theo 10 vạn tướng sĩ tứ đại quân đoàn đón đánh. Các huynh đệ, nếu ai lấy được thủ cấp Trương Trạch Thiên, bổn vương đều có trọng thưởng. Lúc Tĩnh Vương ra nói thì giọng lão chứa linh lực, cho nên tuy rằng thanh âm không lớn nhưng gần như mọi người đều có thể nghe được. Sát, sát, trên chiến trường thì ban thưởng ngay hay hứa thưởng đều có tác dụng khích lệ thật lớn. Tướng sĩ tứ đại quân đoàn vốn đã là tướng mạnh binh cường, sau khi được khích lệ càng thấy mỗi người dù chết không sờn.
tướng sĩ hai bên cũng đã nhanh chóng kêu gào lao vào nhau bắt đầu huyết chiến. Chiến tranh khiến người điên cuồng, máu tươi làm người ta kích động. Tướng sĩ hai bên được tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la và máu tươi kích thích nên bắt đầu điên cuồng giết chóc. Trương Trạch Thiên cước bộ như bay, họa kích trong tay không ngừng múa lượn. Mỗi nhát chém, mỗi lần đâm đều có một tướng sĩ tứ đại quân đoàn bỏ mạng. Tĩnh Vương gia cũng phóng ngựa lên tường thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến cuộc. Nhưng các tướng sĩ thuộc hạ của lão lại tuyệt không cam tụt lại. Bọn họ anh dũng tranh nhau lên trước, xếp thành đội hình chỉnh tề không ngừng chém giết thủ bị quân trước mặt. Sau một canh giờ chiến đấu kịch liệt thì sự hăng hái của thủ bị quân đã không còn. Do tử vong quá lớn lại thêm nỗi sợ hãi nên bắt đầu liên tiếp rút lui, thậm chí xuất hiện một ít binh lính coi thường quân lệnh mà chạy trốn. Hiện giờ đã có đến 5 vạn tướng sĩ tứ đại quân đoàn từ cổng Thiên Định Môn dũng mãnh tràn vào. Trương Trạch Thiên rơi vào đường cùng đành phải mang theo 1 vạn tướng sĩ thân tín của mình ra sức ngăn cản. Lão lui đến vùng dân cư ở quanh cửa thành tiếp tục ngoan cường chống cự lại. Bởi vì quân của Trương Trạch Thiên không có viện binh, hơn nữa thực lực lại cách xa. Tuy rằng tất cả mọi người liều mạng mà đánh nhưng cũng không có chút tác dụng. Nhất là khi Trương Trạch Thiên bị Tĩnh Vương ra đứng ở trên tường thành lấy cung tiễn bắn chết thì lại càng như rắn mất đầu. Ngoại trừ một ít tướng sĩ dù chết không sờn thì ít nhất có 2 vạn tướng sĩ lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên Tĩnh Vương gia không hề đối xử tử tế với đám đầu hàng mà hạ lệnh chém đầu bọn họ. Máu tươi lập tức như sông nhỏ chảy xuống, vốn tưởng rằng có thể tiến quân thần tốc. Nên lão cũng không nghĩ tứ đại quân đoàn sau khi tiến vài dặm lại bị đạn pháo mãnh liệt công kích đành phải tạm thời lập doanh ở Thiên Định Môn để sau đó lại xông lên. Ở Vân Mộng Trạch xa xôi, Lưu Phong đương nhiên không biết về cuộc đại chiến kịch liệt tại Kinh Đô nên vẫn giữ cuộc sống yên tĩnh. Mấy ngày vừa rồi có Bạch Khiết trợ giúp nên tu vi của hắn hồi phục hết, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá. Hôm nay, hắn chuẩn bị cùng Đình Nhi động phòng Hoa Trúc. Đương nhiên động phòng Hoa Trúc chỉ là đổi tên cho dễ nghe, trên thực tế chính là muốn song tu. Đình Nhi cùng Lưu Phong là 2 kiếp tình lữ cuối cùng cũng đến với nhau, đó là nước chảy thành sông. Mắt thấy nữ nhân xung quanh đều chiếm được yêu thương của lão công nhà mình, duy độc nàng vẫn còn giữ gìn một thân trong sạch nên trong lòng Đình Nhi cũng có chút sốt ruột. Hiện giờ Thiên Lôi kiếm đã vào tay cũng không có cố kỵ gì nữa, nàng đương nhiên có thể trọn vẹn dâng hiến cho nam nhân yêu thương. Lúc này hai người ở trên giường đang vuốt ve đối phương, thân mình không ngừng cọ sát vào nhau. Ngực Lưu Phong áp sát bộ ngực sữa nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng 2 nụ hoa trên đỉnh cặp tuyết lê dựng đứng trên ngực nữ nhân không ngừng nhảy loạn như nội tâm nàng. Lưu Phong nín thở, bàn tay nhẹ nhàng chùm lên song phong tròn trịa của nữ nhân. Cảm giác thật mịn màng thật đầy tay lại cực kỳ co giãn. Lập tức hắn liền nhẹ nhàng xoa nắn. Đình Nhi cảm thấy được trong lòng như bị điện giật, lập tức hít thở trở nên càng thêm dồn dập. Tiếng thở dốc đã gần biến thành rên rỉ. Thân mình cũng chậm rãi nóng lên. Trong lòng Lưu Phong lập tức ngưng thần tụ ý, vội vàng đem nguyên anh lực có chứa khí tức dục ma chậm rãi đưa vào trong cơ thể Đình Nhi. Đình Nhi là thân thuần âm, tuy rằng so với linh thể thì không bằng nhưng vẫn là báu vật song tu. Vì thế ở lần phá thân đầu tiên, hắn không muốn từ bỏ cơ hội tốt để song tu. Song tu thất tình lục dục quyết đòi hỏi đẩy tình dục nữ nhân lên mức lớn nhất. Cho nên lúc này Lưu Phong đang cố gắng khiêu khích dục vọng của Đình Nhi. Sao cho dục vọng tối nguyên thủy từ đáy lòng nàng đều được khơi gợi. Lưu Phong thấp giọng hỏi, Đình Nhi, bảo bối của ta, nàng cảm giác thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 959, song tu tu vi đột phá, tử hư chân long đại thành. Đình Nhi cúi đầu nhẹ nhàng cười, tim đập thùng thục còn tai nóng rực, ánh mắt có chút mơ màng. Lão công, ta thật thoải mái, ta phải làm nữ nhân của chàng. Ha ha, ta chờ để có ngày hôm nay mà phải mất 2 kiếp làm người. Lưu Phong chuyển mắt dừng lại ở đồn bộ nữ nhân. Thấy Mỹ đồn tròn trịa trắng nõn khêu gợi lại vểnh rất cao thì trong lòng tất nhiên là vui mừng không thôi. Đình Nhi do nam nhân khiêu khích đã đổ mồ hôi đầm đìa. Trong ham muốn ngập tràn nói không nên lời lại lẳng lơ đến động lòng người. Một đôi tay nhỏ bé cũng linh hoạt hướng về phía đũng quần nam nhân. Nữ nhân vuốt ve khiến tâm thần Lưu Phong nhộn nhạo, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Một luồng nóng bỏng từ bụng dưới từ từ dâng lên, còn bổng bổng nằm trong tay nữ nhân cũng càng lúc càng hùng dũng. Đình Nhi khẽ run lên, nàng cắn môi nói nhỏ, lão công thật lớn a.
Lưu Phong hơi động tâm vươn cánh tay ra ôm chặt nàng vào trong lòng rồi cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Đình Nhi ở kiếp trước đã từng cùng Lưu Phong hôn môi, nhưng hôm nay hương vị cũng khác xa. Đầu tiên là thân thể của hắn khác xưa, tuy rằng diện mạo tương tự nhưng bản chất khác nhau. Tiếp theo, hiện tại Đình Nhi mang trí nhớ của hai người chứ không phải đơn thuần một người. Thân thể của nàng khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. Hai tay kìm lòng không được bắt đầu tăng tốc độ lên, sự sảng khoái đến tê dại không ngừng xâm nhập vào trong lòng của nàng. Đình Nhi giờ phút này không nghĩ điều gì khác, chỉ thầm nghĩ cứ như vậy được nam nhân của mình âu yếm ôm hôn, vuốt ve là trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng. Một hồi hôn hít đã làm Đình Nhi như mê muội, tình cảm mãnh liệt trào dâng không thôi. Lưu Phong âm thầm đắc ý liền đưa tay tới mạnh mẽ xoa nắn cặp đào tiên căng mọng của nữ nhân. Đồng thời, một tay khác cũng chậm rãi đi tới hạ thân, từ từ đi vào bên trong vuốt nhẹ thăm dò. Khi tay hắn chạm vào bạch ngọc mỹ đồn thì Đình Nhi lập tức liền phản ứng. Hai chân kẹp chặt bàn tay hắn mà hoảng sợ run giọng nói, lão công, thiếp, ngứa ngay khó chịu. Lời của Đình Nhi dường như là thêm dầu vào lửa. Lưu Phong lập tức thấy cảm xúc mãnh liệt trào dâng liền không ngừng hôn môi. Ngón tay lại chậm rãi dùng sức lách qua song thối nữ nhân nhẹ nhàng trượt từ mỹ đồn đi tìm kiếm địa phương ẩm ướt kia. Đình Nhi muốn dãy giụa nhưng toàn thân lại bùn rùn không còn sức mà dãy, hạ thân được an ủi bởi khoái cảm vượt xa hôn môi rất nhiều. Nếu không phải miệng Lưu Phong còn gắn vào môi anh đào của nàng thì chỉ sợ nàng đã sớm thét chói tai. Theo cử động rất nhỏ của nam nhân mà thân thể Đình Nhi như bị đánh mạnh. Nàng oan người, mỹ đồn vô thức đung đưa mạnh mẽ, hiển nhiên là rất hưởng thụ. Ngón tay Lưu Phong chậm rãi dao động liền cảm nhận được mật thủy đầm đìa không ngừng thì trong lòng lại mừng như điên. Đình Nhi thở hổn hển, mặt đỏ rực, khắp người nóng bỏng, toàn thân vẫn không kìm nổi mà nhẹ nhẹ run rẩy. Tâm thần dường như bắt đầu bay lượn giữa những đám mây mà dễ chịu nói không nên lời. Lưu Phong rời khỏi đôi môi của Đình Nhi, hắn ghé miệng nhẹ nhàng liếm vành tai nữ nhân nhỏ nhẹ hỏi, Đình Nhi, thoải mái. Đình Nhi vành tai được hôn lại nghe thấy như nam nhân thúc giục nàng lên giường thì vừa thẹn vừa giận. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phát ra tiếng rên rỉ mơ màng thập phần mê người. Đình Nhi mặt đỏ như vừa uống rượu, thân mình mềm nhũn kệ cho Lưu Phong sắp xếp. Một lát sau, nàng càng chịu không nổi, nhưng thấy Lưu Phong vẫn như trước không tiến vào, đành phải cầu xin, lão công, nhanh đến với Đình Nhi chịu không nổi. Lưu Phong chờ chính là những lời này. Bảo bối, ta đến đây. Lưu Phong khẽ cười mờ ám ưỡn lưng, lập tức liền tiến nhập vào thân thể Đình Nhi. Sau khi cùng Đình Nhi song tu, lực lượng đã tập hợp trong người Lưu Phong bắt đầu dục dịch giống là muốn phá xác mà ra. Tử hư chân long quyết đột nhiên tự vận chuyển, kinh mạch bởi vì lực lượng tăng mạnh mà gây nên một cơn đau đớn thấu tận tim gan. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng dặn dò Đình Nhi quần áo bảo vệ hắn. Còn mình vội vàng vận hành khởi động tử hư chân long quyết tầng thứ 9. Tử hư chân long quyết tầng thứ 9 chú trọng chủ yếu là tu luyện hùng tâm vương giả. Đây là con đường khai thông tử hư chân long quyết đại thành nên vô cùng gian nan. Sau khi pháp quyết bắt đầu vận chuyển, Lưu Phong lập tức thấy nỗi đau đớn trong người đã giảm bớt rất nhiều. Tâm pháp tầng thứ 9 nhanh chóng liền thể hiện sự thần kỳ, kinh mạch dường như được mở rộng vô hạn. Cho dù có bao nhiêu lực lượng đổ vào đều không hề có cảm giác đau đớn. Dường như đây là một cái động không đáy, tuy nhiên lại nhanh chóng xuất hiện vấn đề mới. Theo đà lực lượng không ngừng tăng vọt, kinh mạch của hắn vốn vô hạn không ngờ cũng không chứa được nữa, lại xuất hiện những cơn đau đớn kịch liệt. Cuối cùng bởi vì không thể đảm đương nổi lực lượng này nên kinh mạch Lưu Phong do những va đập mạnh đều gần như đứt. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến việc mình bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện sự tình cũng không tệ như mình tưởng tượng. Kinh mạch nhìn như đứt, nhưng trên thực tế lại còn có chút dính vào nhau. Nếu không phải như thế thì hắn đã sớm đi đời nhà ma. Cho đến giờ khắc này, Lưu Phong mới hiểu được vì sao tử hư chân long quyết tầng thứ 9 là một ranh giới. Thì ra là chuyện như vậy. Đầu tiên gần như ngắt đứt kinh mạch người ta rồi sau đó làm sống lại. Nỗi đau đớn khi đó người thường khó có thể chịu được. Tuy nhiên Lưu Phong lại có thể chịu nổi. Bởi vì sau khi kinh mạch gần đứt thì trong thất đại nguyên anh chỉ thấy ngũ anh có trước đều xuống sắc không còn sáng nữa. Duy còn hai đại nguyên anh khai dương, diêu quang vẫn vô sự như trước. Chúng không ngừng cung cấp thất thải thần lực cho Lưu Phong dùng để chống lại cơn đau đớn kịch liệt kia. Sau khi rõ ràng ngọn nguồn trong đó,
Lưu Phong yên lặng ngồi xuống tuân theo tâm pháp Tử Hư Chân Long Quyết tầng thứ 9 chậm rãi khai thông lực lượng đi chữa trị kinh mạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn rốt cục đã nối thông lại. Cho đến khi đoạn kinh mạch cuối cùng gắn kết thì trong cơ thể hắn đã xuất hiện một lực lượng cường đại hơn một cách thần kỳ. Lực lượng này hoàn toàn là tử kim sắc, cũng giống như các chất bình thường vẫn chảy xuôi ở trong kinh mạch hắn. So với máu đang chảy tuần hoàn trong mạch máu thì giống nhau một cách khác thường. Đến lúc này tâm pháp Tử Hư Chân Long Quyết tầng thứ 9 của Lưu Phong có thể xem như luyện thành. Việc sau đó phải làm là củng cố thành quả tu luyện tâm pháp tầng thứ 9. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lại phát hiện một tình huống, Tử Hư Chân Long Quyết dường như không có cách nào dừng lại. Sau khi tâm pháp tầng thứ 9 hoàn thành thì tâm pháp tầng thứ 10 liền bắt đầu tự vận chuyển. Vì vậy lực lượng trong cơ thể cũng điên cuồng tuần hoàn theo. Lưu Phong mừng thầm trong lòng, hắn phỏng chừng mình sắp đột phá tâm pháp tầng thứ 10. Tâm niệm vừa động hắn vội vàng dựa theo tâm pháp này để vận khí để cho lực lượng trong cơ thể dựa vào tâm pháp tầng thứ 10 vận hành đủ 9981 chu thiên. Lưu Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếp theo toàn bộ lỗ chân lông nở ra hết cỡ. Một luồng khí vương giả trong thiên địa điên cuồng ùa mạnh vào trong cơ thể. Lưu Phong mừng như điên vì biết đó là khí tức đến từ long mạch. Hắn vội vàng tiếp nhận toàn bộ đạo khí tức mới nhập vào trong cơ thể để cho thất đại nguyên anh không ngừng hấp thu. Nhưng mà Lưu Phong cũng không biết, phiêu miểu cốc giờ phút này đã hoàn toàn bị tử hư chân long khí của hoàng gia phủ kín. Mọi tu chân đang ở trong, đó chỉ cảm thấy tâm tình thanh thản, hài lòng không thôi. Cứ như vậy, trong vòng nửa tháng xung quanh phiêu miểu cốc đã tụ tập tử hư chân long khí làm mơ hồ hình thành một cái chuông tử kim thần long bao phủ. Lúc này Lưu Phong đã vọt lên hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp Tử Hư Chân Long Quyết tầng thứ 12. Phải biết rằng làm nổi việc này từ xưa đến nay cũng chỉ có duy nhất Tổ Hoàng năm đó. Lưu Phong cũng chậm rãi mở hai mắt. Vào đúng thời khắc đó trời đất rung chuyển, sấm sét vang tận mây xanh. Đến ngay cả tận ngàn vạn dặm xa xôi thì Bạch Huyền Y và Thu Xương Tiên Tử cũng cảm nhận được khí tức vương giả trên người Lưu Phong. Thu Xương Tiên Tử mừng rỡ chuẩn bị đến đó xem xét, nhưng không nghĩ lại bị sư muội ngăn cản. Sư tỷ, sư tôn nói lần này không cho tỷ đi, tránh ra, đừng ngăn ta. Thu Xương Tiên Tử nóng lòng biết tâm pháp tầng 12 của Lưu Phong đại thành, cho nên lời lẽ đều không hề khách khí. Sư tỷ, sư tôn muốn gặp Lưu Phong, lệnh cho muội đến đưa hắn lại đây, tỷ cứ chờ vài hôm rồi cũng gặp nhau. Thủy Nhược Hàn cũng không hề tức giận vì thái độ của Thu Xương đối với mình. Sư tôn muốn gặp Phong Nhi. Thoáng do dự một chút rồi Thu Xương gật gật đầu nói, được rồi. Biết được Lưu Phong Tử Hư Chân Long Quyết đại thành, tu chân thiên hạ liền không hề do dự đều quay sang làm môn khách phiêu miểu cốc, hy vọng có thể được chân mệnh thiên tử che chở mà tránh qua được thiên kiếp này. Lưu Phong cùng chúng nữ thương nghị một chút, phiêu miểu cốc có thể tiếp nhận tu chân thiên hạ. Nhưng chỉ có điều kiện tiên quyết là không được có lòng dạ bất chính. Bình xét tiêu chuẩn, đương nhiên do bốn vị tiên tử tự mình nắm giữ. Đạo tể trưởng giáo rút kinh nghiệm xương máu, do dự hồi lâu rồi quyết định bán đứng Bạch Diệu để đổi lấy sự che chở. Đến khi Lưu Phong biết được Bạch Diệu vẫn ẩn nấp ở Vân Mộng Trạch tìm thời cơ xuống tay với Tiểu Linh Nhi lập tức phẫn nộ không thôi. Hắn giao cho mọi người bắt đầu dàn hàng tìm tòi bắt kẻ ác tâm kia để giải trừ tai họa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng ở phía sau núi Huyền Tâm Chính Tông tìm được Bạch Diệu. Bạch Diệu giờ phút này cũng không biết đạo tể trưởng giáo đã bán đứng lão. Thấy thế trận đối phương lớn như vậy, trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng lại cố tạo ra khuôn mặt tươi cười mà nói, các ngươi làm gì vậy? Tìm ta sao? Các ngươi không thể giết ta. Ta không hề trêu chọc các ngươi cần thiên lôi kiếm thì ta liền nhường. Hơn nữa ta và các ngươi trong lúc đó cũng chưa từng có phát sinh xung đột nào. Bạch Diệu, ngươi đừng làm bộ, tâm tư của ngươi ta đã nói cho mọi người rồi. Đạo tể trưởng giáo đứng ra chỉ vào mặt Bạch Diệu mà nói, ngươi ẩn nấp ở Vân Mộng Trạch là tìm thời cơ bắt Tiểu Linh Nhi. Tu chân các ngươi cao cao tại thượng hoàn toàn chỉ là một đám súc sinh. Ngay cả hài tử nhỏ như vậy đều không buông tha. Bạch Diệu, Huyền Tâm Chính Tông của ta đã phân rõ giới hạn với các ngươi. Vừa nghe như vậy Bạch Diệu lập tức liền hoảng sợ. Lão vạn lần không ngờ đạo tể lại làm chuyện như vậy. Lão cười gượng vài tiếng, cố gắng tự trấn tĩnh rồi nói, không nên tin tưởng lời của đạo tể. Hắn nói bậy, hắn hoàn toàn nói bậy. Ta là thượng sứ, tại sao lại làm chuyện như vậy? Im miệng, Lưu Phong ngắt lời đi đến chỗ Bạch Diệu nói, ngươi chuẩn bị chết đi. Lão công, để cho ta,
Đình Nhi vừa mới kế thừa Thiên Lôi kiếm, đang muốn tìm cao thủ thử sức, Bạch Diệu là sự lựa chọn tốt nhất. Lưu Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, được rồi, nàng cẩn thận một chút, ta giúp nàng lược trận. Lưu Phong, các ngươi muốn làm gì? Ta là thượng sứ. Giết ta thì Tiên Linh Môn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch Diệu hoảng sợ vạn phần. Loại chó má như ngươi ta đã giết rất nhiều, không cần phải thêm ngươi làm gì. Lưu Phong cười khẩy ý bảo mọi người tránh ra để Đình Nhi giải quyết con chó này. Bạch Diệu thấy lúc mình ở đường cùng, nhưng Lưu Phong không ra tay mà là Đình Nhi thì trong lòng liền có mưu tính. Lão chuẩn bị bắt giữ Đình Nhi coi đây là áp chế để trốn khỏi nơi này. Tuy rằng Tiểu Linh Nhi là không có cách nào bắt cóc, nhưng lại vẫn giữ được tính mạng. Nghĩ đến đây, Bạch Diệu lập tức xuất Bạch Hồng kiếm của mình ra. Một đạo Bạch Hồng bắn nhanh như luồng điện lóng lánh nhằm mục tiêu là Đình Nhi. Đình Nhi khẽ nở nụ cười nhạt, ra tay còn nhanh hơn. Khi Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu đang lao đến giữa không trung, Thiên Lôi kiếm của Đình Nhi đột nhiên phóng ra. Kiếm quang nhanh như cầu vồng điện lao lên nghênh chiến. Đình Nhi thân hình uyển chuyển, cước pháp linh động hoạt bát giống như thần tiên. Kiếm thế của Thiên Lôi kiếm làm người ta chấn động biến hóa cực nhanh, càng biến hóa nhiều, lại càng xuất quỷ nhập thần. Nhưng trong mắt Bạch Diệu lại không nhìn không thấy Đình Nhi có chút sát khí nào, chỉ thấy động tác của nàng tựa như loại nghệ thuật nào đó, một loại nguyện vọng khó có thể hình dung ra được. Lúc nói như vậy thì đã thấy sát ý tỏa ra, có lẽ điều này càng chứng minh Đình Nhi đưa giết chóc và nghệ thuật kết hợp với nhau. Phanh, một tiếng giòn vang, Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu rốt cục cùng Thiên Lôi kiếm của Đình Nhi giao nhau. Sóng khí ngập trời, sát khí tỏa ra bốn phía. Sát khí mạnh mẽ khiến Bạch Diệu lập tức tỉnh ngộ rất nhiều. Đình Nhi bỗng nhiên lùi lại, cử chỉ thoải mái mà tao nhã, trong lúc đó triển khai công thủ giống như tiện tay hái hoa, hệt như mây trôi nước chảy khiến cho người ta như được thưởng thức cái đẹp. Còn mặt Bạch Diệu lại căng thẳng, trên mặt ít nhiều lộ ra vẻ sợ hãi. Điều khiến lão kinh hãi chính là vẻ mặt Đình Nhi. Lão thật sự không thể tưởng tượng không ngờ có người lại có thể triển khai kỹ xảo đánh nhau hoa mỹ như thế. Hy Du Hoa Tùng, chương 960, Sư Phụ Di Nương Mời. Sát, Bạch Diệu hét lớn một tiếng để tăng thêm can đảm, thân mình như lưu tinh vọt tới, cùng với Đình Nhi, sát vào. Các chiêu của Bạch Diệu càng về sau sát ý càng nồng đậm. Trong mắt lão thì Đình Nhi là đối thủ ngang cơ. Việc duy nhất lão có thể làm được lúc này là dồn toàn bộ tinh thần và thể xác vào chiến đấu để bất ngờ khống chế nàng. Đây là cơ hội duy nhất của lão, nếu bỏ lỡ thì lão chết chắc. Kiếm quang chợt lóe, Bạch Diệu phóng ra không trung một luồng vòng cung chói mắt. Bạch Hồng kiếm bắn nhanh ra một đạo kiếm thế mạnh mẽ cường đại tràn đầy sát khí. Đình Nhi đang chờ đợi thời cơ không hề nháy mắt nhìn Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu đang đánh về phía nàng. Dưới con mắt người ở bên ngoài thì cách làm có chút nguy hiểm, lập tức hiểu được Đình Nhi cũng là người có tài can đảm. Dám xem xét rõ thời cơ mới cho Bạch Diệu một kích chí mạng. Mắt thấy Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu đang ập đến trước người Đình Nhi, tình thế thật hung hiểm tới cực điểm. Trong lòng đám người Tần Thủy Giao rất căng thẳng. Bốn phía lập tức liền im bặt, chỉ nghe được tiếng xé gió của Bạch Hồng kiếm với tiếng sấm sét quanh thân Thiên Lôi kiếm. Kiếm của Bạch Diệu vừa xuất thủ thì không thể rút lại nữa. Lão tin tưởng vào một kiếm này của mình có thể làm cho Đình Nhi bị thương. Nhưng dù sao lão cũng không đoán được Đình Nhi có thể lấy Tĩnh Khắc Động. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng giờ phút này lão không thể do dự nhiều nữa. Lão vẫn tiếp tục ra sức đâm tới, nhưng sau khi kiếm phong của lão chạm vào chỗ của Đình Nhi thì lão chỉ cảm thấy được trước mắt hoàn toàn trống rỗng. Không thấy thân ảnh của Đình Nhi ở đâu, thấy được trước mắt không người thì Bạch Diệu có chút giật mình. Điều này làm cho lão không thể nào tin được. Nhưng cũng không thể không tin, bởi vì chuyện này hoàn toàn có thật không cần tranh cãi. Đình Nhi thật sự đã không thấy đâu nữa. Trong những người ở đó đang theo dõi cuộc chiến thì chỉ có Lưu Phong thấy rõ ràng một màn vừa rồi. Đúng lúc kiếm phong của Bạch Hồng kiếm sắp đâm tới Đình Nhi thì nàng đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng vọt đi. Lưu Phong không khỏi hài lòng. Sau khi thu phục được Thiên Lôi kiếm, Đình Nhi nhất định đã có thêm năng lực khống chế sấm sét. Trên đời chỉ có tốc độ của lôi điện là nhanh nhất. Cho nên, nàng có thể dễ dàng tránh khỏi công kích của Bạch Diệu. Bạch Diệu liền hoảng hốt không thôi, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Đình Nhi. Lão đột nhiên dùng mình, cảm thấy một lực đạo nặng nề đang xuyên không gian áp tới lão. Chuyện xảy ra bất ngờ làm lão không thể biến chiêu.
Cũng may là lão kinh nghiệm phong phú, tuy kinh nhưng không loạn, vội vàng lắc mình hơi nghiêng người vừa kịp tránh được công kích của thiên lôi kiếm. Đình Nhi thật không ngờ Bạch Diệu lại có thể ứng biến trước tốc độ nhanh chóng như thế, nên thân mình nhoáng lên một cái, dĩ nhiên là thối lui lại. Giờ phút này hai người cách nhau một trượng lại đứng sừng sững đối diện. Hiện trường lại lâm vào cảnh yên lặng. Đình Nhi hai tay nắm chặt thiên lôi kiếm, từ phía chân trời không ngừng truyền đến tiếng sấm sét ầm vang. Sấm sét trong kiếm thế phát ra âm thanh lôi điện càng mãnh liệt, còn nhìn thì rất chói mắt. Xong, Lưu Phong thản nhiên nói một tiếng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì Đình Nhi đã vung thiên lôi kiếm ngập tràn sấm sét chém Bạch Diệu. Lập tức một luồng sét trời long đất lở giáng về phía Bạch Diệu. Không, đừng làm vậy. Bạch Diệu hoảng sợ tột cùng hô lên, dường như lão đã cảm giác được tử thần đang ở bên cạnh. Lão không cam lòng vội vàng vận chuyển tu vi toàn thân để chống cự. Nhưng lão vẫn bị thiểm điện hoàn toàn bao trùm, thậm chí ngay cả hét lên cũng chưa kịp phát ra. Đình Nhi thu hồi thiên lôi kiếm lại. Miệng nở nụ cười, nàng phi thân tới chỗ Lưu Phong cười nói, lão công, uy lực của thiên lôi kiếm đích xác không tầm thường, thiếp rất thích thanh kiếm này. Lưu Phong mỉm cười, khen ngợi nàng, ha ha, không tồi. Đình Nhi, thấy được tu vi của nàng thế này thì ta an tâm hơn. Đám người Tần Thủy Giao cũng đều không ngớt lời khen ngợi hoặc chúc mừng. Đạo tể trưởng giáo cùng đám tu chân giả liên can đang xem cuộc chiến lại một lần nữa bị chấn động. Nhất là các huynh đệ sư môn của Đình Nhi trước kia ở Huyền Tâm Chánh Tông, thực sự là hâm mộ à. Nhớ năm đó khởi điểm của bọn họ là giống nhau, nhưng hiện giờ chênh lệch đâu còn là nửa điểm với một điểm nữa. Đạo tể do dự mấy chục lần rồi cũng tỉnh ngộ. Để tránh Tiểu Linh Nhi bị bắt cóc nên Lưu Phong rộng lương không tính đến hiềm khích trước kia, chấp nhận cho tu chân Huyền Tâm Chánh Tông cũng được vào Phiêu Miểu Cốc để tránh thiên kiếp. Trên thực tế, Lưu Phong cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt Huyền Tâm Chánh Tông. Cái này gọi là không nhìn mặt tăng thì phải đón ý Phật. Huyền Tâm Chánh Tông tuy rằng cũng có chút khuyết điểm, nhưng chung quy vẫn là sư môn của Đình Nhi. Hơn nữa Ngưng Nguyệt Đại Sư cũng đã nhiều lần cầu xin tha thứ, Lưu Phong phải cho nàng chút mặt mũi chứ. Sau khi tình hình chiến đấu tại Kinh Thành được báo cho Phong Thành, Lãnh Nguyệt vội vàng cùng với Liễu Thanh Nghi, Ân Tố Tố, Ân Quý Phi thương nghị một chút rồi quyết định trước hết để Đan Hùng mang theo 5 vạn thần thánh quân đoàn trợ giúp ngăn địch. Nếu không, dưới tình huống như vậy, vạn nhất Kinh Thành bị công hãm thì rất là phiền toái. Dẫu sao bây giờ Tĩnh Vương gia bây giờ cũng không phải là Tĩnh Vương gia lúc trước nữa. Với tính cách bạo ngược và khát máu của lão, vạn nhất lão chiếm được Kinh Thành, phỏng chừng quân dân trong thành không một ai có thể thoát khỏi. Cho dù sau này Lưu Phong trở về giết Tĩnh Vương gia lấy lại Kinh Thành, nhưng lúc đó trong Kinh Thành sẽ máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, thắng lợi cũng không có ý nghĩa lớn lao gì. Lãnh Nguyệt tiên sinh, việc này chúng ta đã làm chủ, tại sao ngươi cho Đan tướng quân mang binh xuất chinh? Ân Quý Phi nói dứt khoát để quyết định. Lãnh Nguyệt lộ vẻ mặt khó khăn, nói, ba vị chủ mẫu, ta tưởng việc này Đan Hùng đã tướng quân đã tự mình nói ra. Rồi chứ, thần thánh quân đoàn chỉ nghe mình chủ nhân sai khiến thôi, lời của ta. Ân Tố Tố gật đầu nói, đúng vậy, ai? Ta làm sao mà có thể quên chuyện này chứ, xem ra chúng ta nên gọi Tố Nương cùng đi, nếu không thì lời nói của chúng ta chắc gì đã được các tướng sĩ trong thần thánh quân đoàn nghe. Ra mắt các vị chủ mẫu, đúng lúc này, Đan Hùng và Tố Nương cùng nhau đi đến. Tố Nương tỉ tỉ, chúng ta đang định tìm ngươi đó. Liễu Thanh Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện xuất binh rất cấp bách, tỷ xem phải làm thế nào bây giờ. Mọi chuyện đã xong rồi, không có vấn đề gì. Ta đã điểm 5 vạn binh sẵn sàng xuất phát. Phía Yến Vương chỉ ngồi nhìn mà không làm gì cả nên chúng ta phải thay đổi sách lược ban đầu mà tự mình xuất chinh Đan Hùng giải thích qua. Tốt, đã như vậy thì các người lập tức xuất phát đi. Không biết lúc nào lão công mới trở về nữa. Ân Tố Tố bình tĩnh nói. Lưu Phong vẫn chưa biết được tình huống của Kinh Thành. Đoạn Long Thạch cho tới bây giờ vẫn bị phong ấn. Tin tức của Vân Mộng Trạch với thế giới bên ngoài đã bị chặt đứt. Hắn đang cân nhắc có nên phá phong ấn của Đoạn Long Thạch để trở về Kinh Thành trước rồi tính tiếp. Dù sao mãi vẫn chưa thấy các bậc trưởng thượng của tiên linh môn hạ phàm. Chờ mãi cũng không phải là biện pháp a. Phong Nhi, còn nhớ ta không? Ngay lúc hắn hạ quyết định đánh vỡ phong ấn thì đột nhiên giữa không trung truyền đến một âm thanh như tiên trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên thấy giữa không trung lơ lửng một nàng tiên tử xinh đẹp, mặc bộ trang phục lộng lẫy quý phái, mái tóc dài vén lên cao. Trông nàng có vẻ cao quý thanh nhã, thân hình uyển chuyển là lướt, sắc mặt tuyệt mỹ, đôi mắt sáng ngời mà có thần.
quả nhiên là một đại mỹ nữ. Lưu Phong cảm giác được mỹ nữ này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được cuối cùng là mình đã gặp nàng ở đâu. Ngươi là? Lưu Phong thấy người tới khuôn mặt luôn tươi cười, dường như cũng không có ác ý nên cũng cười cười hỏi lại. Đồ quỷ nhỏ, quả nhiên trở thành quý nhân là quên hết mọi chuyện, ta là di nương của ngươi a. Nữ nhân kia nhìn Lưu Phong, trong ánh mắt có chút yêu chiều, thản nhiên lên tiếng nhắc. Người là Nhược Hàn di nương sao? Lưu Phong cuối cùng cũng đã bắt đầu nhớ lại thân phận của nữ tử này. Nàng chính là sư muội Thủy Nhược Hàn của Thu Sương, lúc trước hắn đã gặp qua một lần. Đúng rồi, nếu là Nhược Hàn di nương, thì Thu Sương di nương sao còn chưa có tới? Một thời gian rồi không có thấy nàng, Lưu Phong cũng có chút nhớ nhung Thu Sương liền lên tiếng thăm hỏi. Thủy Nhược Hàn mỉm cười, thản nhiên nói, sao vừa gặp là ngươi liền hỏi đến Thu Sương di nương của ngươi vậy? Ha ha, nói cho ngươi tin tốt này, kỳ thật lần này ta tới đây, chính là đón ngươi tới thăm Thu Sương di nương của ngươi đó. Thật ư? Nhưng tại sao Thu Sương di nương lại không tự mình đến? Lưu Phong có chút hoài nghi. Phong Nhi, nói thật với ngươi, Thu Sương di nương của ngươi không có điều kiện để đến, nên ta mới lại đây đón ngươi. Nói xong, Thủy Nhược Hàn phi thân đến ngay cạnh Lưu Phong. Một mùi thơm nhàn nhạt lập tức tỏa vào trong mũi hắn. Lưu Phong liền biến sắc, lập tức liền ra sức chấn định tâm thần của mình lại rồi có chút hoài nghi hỏi, Nhược Hàn di nương, ngươi dẫn ta tới đâu? Tiên Linh Môn. Thủy Nhược Hàn vô cùng kinh ngạc trước sự ổn định của Lưu Phong. Chính mình đã tự thi triển một chút mị công, không ngờ không thể lay động tâm thần của hắn, thật sự là làm cho người ta bội phục. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo. Thủy Nhược Hàn biết Lưu Phong lúc này đã luyện thành công Tử Hư Chân Long Quyết, thật là muốn đấu tu vi với hắn. Tính ra nếu có Chân Long với Thanh Loan Điểu trợ giúp thì nàng chắc gì đã chiến thắng được Lưu Phong. Phong Nhi, là như thế này. Sư tôn ta muốn gặp gỡ ngươi. Thủy Nhược Hàn quyết định thẳng thắn, sư tôn vẫn hy vọng ngươi và sư tỷ không có bất cứ tiếp xúc gì nữa, nhưng sư tỷ lại cố ý không nghe. Vì chuyện ngươi và di nương mà Bạch Bạch bị lây nhiễm kiếp phàm nhân. Đại kiếp nạn lần này, đáng ra với tu vi của sư tỷ thì chắc chắn là vô sự. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, sau khi sư tôn cẩn thận bói tính thì e là sư tỷ có khả năng gặp nguy hiểm. Lưu Phong nghe vậy, tâm tình căng thẳng, vội vàng hỏi lại, chuyện này như thế nào mới phải, chắc là có biện pháp chứ. Có thể thỉnh Thu Sương di nương đến Phiêu Miểu Cốc. Có Tử Hư Chân Long khí bảo hộ thì chẳng phải là có thể vô sự sao. Thủy Nhược Hàn thản nhiên lắc đầu nói, không được, Phiêu Miểu Cốc có thể bảo hộ được tu chân bình thường, nhưng lại không bảo hộ được sư tỷ. Thiên kiếp với từng người khác nhau, tu vi càng mạnh thì thiên kiếp càng nặng. Nhất là khi sư tỷ lại lây nhiễm kiếp phàm nhân như vậy. Với tu chân đại nghiệp lớn thì chắc chắn sẽ phải chịu kiếp nạn phích lịch lôi thần 9 ngày. Ta có thể làm cái gì được cho nàng ta? Lưu Phong càng thêm sốt ruột nói. Nói thật với ngươi, ta cũng không biết làm sao nữa, có lẽ sư tôn biết được làm sao cứu nàng ta. Thủy Nhược Hàn có chút thâm ý nói, ta phỏng chừng, sư tôn lần này tìm ngươi đến, chắc có lẽ là vì đại kiếp nạn của sư tỷ. Nếu ngươi có vận khí tốt, có thể hành trình đến Tiên Linh Môn lần này là ngươi sẽ giải quyết được mối thù giết mẹ. Được, ta đi theo người. Lưu Phong suy nghĩ một chút, đồng ý đi theo Thủy Nhược Hàn. Trước khi đi, hắn đặc biệt dặn dò bốn vị sư tôn mỹ lệ và đám người Đình Nhi. Nhắc nhở mọi người không nên ra khỏi Phiêu Miễu Cốc, hết thảy mọi chuyện đều chờ hắn về nói sau. Chúng nữ hiển nhiên là đồng tình. Tiên Linh Môn là cánh cửa giao giữa nhân giới và tiên giới, lúc này đang là hoàng hôn, mang vẻ đẹp lộng lẫy mà hiu quạnh. Sau khi Lưu Phong cùng Thủy Nhược Hàn tiến vào địa giới của Tiên Linh Môn, giữa không trung liền bay tới một xe ngựa vàng son rực rỡ do độc giác thú Lục Thất Kim Sắc kéo. Thủy Nhược Hàn mời Lưu Phong cùng lên xe. Lúc này Lưu Phong ngồi ngay ngắn trong khoang xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhìn ra cửa sổ ngắm Tiên Linh Môn dưới nắng chiều tà mà có cảm giác khác thường. Nơi đây tiên vụ lượn lờ, mây đỏ bay đầy trời, đủ loại chim chóc sắc màu kỳ dị bay giữa trời, trong không khí ẩn chứa lượng lớn linh khí đậm đặc. Xe ngựa chạy như bay giữa không trung, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng hạ xuống một trang viên hoa lệ. Phong Nhi, chúng ta tới nơi rồi. Thủy Nhược Hàn mở cửa xe, ý bảo Lưu Phong xuống xe. Đi xuống xe ngựa, trước mắt Lưu Phong là một tòa cung điện hùng vĩ, lộng lẫy nằm trong một trang viên. Phóng mắt liền thấy nhà cửa liên tiếp, đài cao lầu các mọc khắp nơi, hoa viên giả sơn vây quanh,
cực kỳ hào hoa tráng lệ. Lưu Phong trong lòng có chút không ổn. Không biết vì cái gì mà trong tràng viên có một khí tức làm hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, ép cho hắn đến không thở nổi. Phong Nhi, xin mời, sư tôn và thế giới cũng tại đây mà tu hành đắc đạo. Thủy Nhược Hàn biết phía trước có khí tức uy nghiêm từ sư tôn phát ra, cái này chính là muốn kiểm nghiệm tu vi của Lưu Phong. Đại môn cao rộng, đèn hoa rực rỡ, hai con kỳ lân thật lớn trợn mắt cạnh cổng oai phong lẫm liệt. Trong mắt không ngừng chuyển động, nhìn Lưu Phong như kẻ trộm, vẻ đầy hung ác. Lưu Phong thấy vậy, âm thầm tắc lưỡi. Sư tôn của Di Nương rốt cuộc là người phương nào, không ngờ ngay cả kỳ lân cũng đem canh cửa, thật sự là không thể tưởng tượng được. Đừng ngây người như vậy nữa, đi thôi, hai hỏa kỳ lân đó không phải hiếm gì đâu. Thủy Nhược Hàn huých Lưu Phong một cái, làm cho hắn liền tỉnh ngộ lại. Các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.